Hello em Hương Kim nha, hello Nguyệt Lê. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thấy ngồi góc chính diện chưa cả nhà ơi? Thấy chính diện chưa? Hoàng hơi bị viêm họng rồi. Hơi bị viêm họng chứ. Tại vì Hoàng uống nước đá. Rồi cả nhà chia sẻ livestream lên nha, chia sẻ livestream giúp bầu nè. Tiếp tục like nha, tiếp tục like. Áo thun nam hồi chiều ai chưa mua được thì mọi người có thể bây giờ vào mua ha, còn ít nè. Còn ít áo thun nam nha, hai hồi chị chưa mua chốt được thì mọi người báo rồi để thằng like cho mọi người lựa ha. Rồi chia sẻ livestream lên cho bầu nha, xài 3x nè. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ livestream nha, dùng đơn may đi hàng luôn nha cả nhà ơi. Chín rồi chị hả? Ok. Rồi chị cảm ơn Thoa Trần nhiều nè, chị cảm ơn Thoa Trần nha. Cảm ơn em gái yêu dấu. Rồi hello chị Võ Thị Duyên nè. Chị Võ Thị Duyên chị lựa cái gì chị lựa mang nha. Mai rồi em sẽ dùng đơn mấy cái quần của chị với cái kéo em gửi luôn cho ha. Cái bộ đồ tô này lên bữa Yến mặc vừa không chị ơi? Yến mặc vừa ok không chị ơi? Lúc đó em đi ra ngoài hả? Rồi ok, đợi chị xíu, chị coi chị like lại nè. Ok, đợi chị xíu. Này thấy size XL không à? Size 2X để hồi chị Hoàng xem thử có còn size 2X không nha. Size 2X thôi chị còn ít lắm. Chị còn ít lắm size 2X nè. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like nha những mẫu mà lúc chiều Hoàng like, ai chưa xem được thì mọi người xem mà chốt nha. Size 2X nè. Trời ơi sao nóng nực quá vậy. Size 2X nè. 2X nè, 2X thì bây giờ Hoàng còn một cái này là cái nâu nè. Nâu 2X nè, 65kg mặc vừa màu nâu này nè, đẹp tuyệt vời. Nó ở ngoài là nó như màu cà phê sữa đậm vẻ. Rồi ai lấy nâu 2X chốt cho Hoàng nâu 2X ha. Nâu 2X nha, nâu 2X. Chị hello em Kiều Thủy, chị thấy em mà. Nâu 2X nha, 2X à, áo rộng quần chật hả? Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, quần em mặc rộng quá trời luôn mà áo rộng mà quần chật luôn hả? Rất là mong Yến hơi bị bự rồi. Em đây mà em mặc quần rộng quá trời luôn, tụt lên tụt xuống luôn. Cái số 5 á. Chốt cho Nguyệt Lê này, ok nè, màu nâu nè. Ok cho Nguyệt Lê cái màu nâu nha. Lai tiếp cái hồi chiều nè mọi người ơi. Rồi bây giờ 2X nó chỉ còn có màu trắng không à. Thấy bây giờ nó chỉ còn màu trắng không à. Thấy bây giờ còn màu trắng không à. Hết mất tiêu rồi, 2X còn màu trắng với size 1X không à. Rồi Yến đùi to nên khó mặc à? Dạ đúng rồi, đùi to hoặc là mông to thì mới mặc số 5 mà quần chật á. Chết rồi, em nói số 5 á, mấy người ở đây béo gì mà béo luôn, mà ra nhà em mua mặc vừa luôn. Em thấy mấy chị đó ở đây béo vĩ đại luôn. 2X hết rồi mọi người, 2X màu nâu hết nha, còn có cái 2X màu nâu nè. Nhưng mà cái trắng 2X này đẹp lắm. Ai muốn mua cái 2X màu trắng thì chốt nè. Trắng 2X này đẹp lắm. Trắng 2X này đẹp lắm nè. Cỡ tầm 70kg trở lại là mặt đẹp tuyệt vời luôn. Trắng 2X nè. Coi này, cái chỗ này là nó còn cái tem để, cái là nghĩa là hàng nghiêm á, nó còn cái tem để mà bảo vệ cái miếng dán này luôn nè. Thấy không? Xịn sò lắm. Áo này mà 35.000 cái là thôi rồi luôn, rẻ siêu rẻ luôn mọi người ơi. Xịn lắm, hàng này người ta đang bán shop mấy trăm ngàn mà. Người ta đang bán shop mấy trăm ngàn á, người ta thanh lý ra cho mình vì nó lẻ sai. Đây, còn trắng 2X thôi nha. Ai muốn lấy trắng 2X thì chốt cho Hoàng 35.000. Size 2X này cỡ tầm 70kg chở quay đầu, ok ha. 70kg quay đầu ok, còn màu trắng 2X ha. Rồi còn lại là size 1X với size 3X. Còn lại size 1X với size 3X, ai thích thì mọi người nói hằng lên 3X luôn hả? Rồi ok em đi. Ok, để chị lên 3X nè. Rồi để chị lên 3X liền ngay lập tức nè. Ok. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên 3X luôn nha.
áo màu trắng hả, ok này, cho Loan Lê này, Loan Lê một cái màu trắng này, ok, Loan Lê lấy áo trắng, ok, 35.000 áo bằng nói rẻ lắm. Nhận hàng về đi rồi mọi người sẽ biết, trời ơi, quá rẻ luôn, Loan Lê. Mà chồng em lại kỳ thị màu trắng, trắng hay cho cô Kim Loan, trời ơi, nói là hàng này là đẹp xỉu luôn. Hàng này là đẹp xỉu luôn, không có hàng đâu mọi người ơi, thiệt. Cho cô Kim Loan này, một cái 2X này, 35.000. Lựa được 3 áo thì là hoàn tính 100.000, còn lựa được 1-2 áo thì 35.000 một áo ha. Rồi bây giờ Hoàng lên cái size 3X nè. 3X nè, thấy số 3X không? 3X cái màu nâu, 3X cái màu nâu này cũng cỡ 75-76kg trở lại. Cái màu nâu này nó hơi, cái form nó hơi nhỏ hơn nha. Rồi nâu 3X nè, cỡ 76-77kg trở lại à. Rồi ai lấy nâu 3X chốt cho Hoàng mã nâu 3X nha. Nâu 3X, màu nâu 3X nè, màu nâu nâu như vậy nè, size 3X nha, 75-76-77 gì đó, nâu 3X. Ai lấy comment cho Hoàng nâu 3X nha. Rồi mọi người cứ mua thử đi, đẹp lắm, không chịu đâu được luôn. Ok, cái nâu 3X này cho em Kiều Thủy nè. Ok nè, nâu 3X cho Kiều Thủy nha. Kiều Thủy ok nè. Ok, nâu 3X cho Kiều Thủy, 3X là bự nhất rồi. Rồi tiếp tục nè, nâu 3X cho Kiều Thủy rồi, ok nha. Ai lấy cái nâu 3X nữa thì báo Hoàng. Mọi người mua cái nào mọi người nhớ, chứ hồi chiều giờ Hoàng cũng chưa làm đơn luôn. Mọi người có cái tan này, nó rất là xịn luôn. Hàng này là bao xịn sò luôn. Rồi này, cái màu này là cái màu xanh đậm size 3X nè. Rồi cái chỗ chữ Nike này nó còn chưa, nó còn bảo vệ nè, hiểu không? Nó đang bảo vệ cái logo của chữ Nike mà nó chưa có bung mẫu ra là mọi người biết rồi. Hàng này không có ai mà bán cái giá 35.000, Hoàng nói thật luôn. Hoàng nói một câu là thật sự luôn. Ok nè, một cái trắng 2X cho chị Võ Thị Duyên, ok. Ok ok ok, trắng 2X cho chị Võ Thị Duyên nha. Ok chị Võ Thị Duyên nè. Rồi hai xíu. Trắng 2X cho chị Võ Thị Duyên, ok nha. Trắng 2X cho chị Võ Thị Duyên, ok. Võ Thị Duyên nè, một cái 35.000, quá bèo luôn. Hoàng nói là rẻ hơn hàng chợ luôn. Cái này hàng shop nha. Rồi tiếp tục, có đen 2X không Hoàng ơi? Dạ không. 2X thôi chị em bán hết rồi. 3X xanh đậm cho Kiều Thủy. Ok. 3X xanh đậm cho Kiều Thủy, ok nè. Hồi chiều em bán hết rồi cô Loan ơi. Chị em bán tưng bừng khói lửa luôn. Xanh đậm này cho Kiều Thủy nè. Ok, ai lấy xanh đậm 3X chốt cho Hoàng xanh đậm 3X cho Kiều Thủy nha. Ok nè, cho Kiều Thủy nè. Ok, cho Kiều Thủy nha. Xanh đậm 3X. Xanh đậm 3X cho Uyên Thuyền nè. Ok nè. Để chị Hoàng tháo ra kiểm tra. Xanh đậm 3X cho Uyên Thuyền. Ok nè, xanh đậm 3X cho Uyên Thuyền nè. Đó. Đây 3X đây. 3XL cho Uyên Thuyền. Trời ơi, này nhận hàng đây rồi mọi người mới biết được xịn lắm. Uyên Thuyền ok nè. Ok, cho Uyên Thuyền nè. Thật sự là bầu rồi cũng không có muốn bon chen qua đồ nam đâu, mệt lắm. Nhưng mà khách thích quá đó, khách thích quá. Không em ơi, một ít sao vừa, một ít không vừa đâu em. Chiều cao như vậy thì phải mặc 2-3X chứ, 1X sao vừa, 1X nhỏ. Mà cũng hên xui à, tùy. Tùy mấy ông muốn mặc ôm hay không ôm 1X, nhưng mà chút nữa chị đứng dậy cho em coi. Nhung Nguyễn, áo trắng 2X. Nhung Nguyễn dồn đơn với ai không em ơi, hay là khách mới hoàn toàn em? Nhung Nguyễn dồn đơn với ai không mà là khách mới hoàn toàn? Nhung Nguyễn size X màu trắng nè, 2X nè. Nhung Nguyễn này có dồn đơn với ai không hay là khách mới? Khách mới cho Hoàng xin thông tin số điện thoại và Messenger ha. Còn dồn với ai thì báo Hoàng nha. Dồn với ai thì báo Hoàng. Rồi, xanh đậm cái 3X Hoàng đang còn nè. Xanh đậm 3X Hoàng đang còn một cái nè. Xanh đậm 3X Hoàng đang còn một cái nè. Xanh đậm hiểu coi, coi 3X còn có ai chốt không. Xanh đậm 3X cho cô Huỳnh Hồng nè. Ok nè, cô Huỳnh Hồng nè. Ok, xanh đậm 3X này cho cô Huỳnh Hồng. Cái size 3X này cắt 80kg mặc vừa. Mà không biết nữa, mà không biết luôn. Cho cô Huỳnh Hồng, tùy theo chiều cao nữa nha mọi người. Huỳnh Hồng này ok nè. Nhung Nguyễn em có dùng đơn với ai không? Rồi, để Hoàng coi thử size 3X. Rồi 3X bây giờ còn một cái xanh đậm với một cái màu nâu nữa là hết. 3X bây giờ còn một cái xanh đậm với một cái màu nâu nữa là hết. 3X này là ai cỡ 80kg ok. 7 mấy 80kg là ok ha. Rồi bây giờ size 1X nè. Khách cũ hả? Khách cũ có dồn đơn với Út Thảo không, là không phải nhóm Út Thảo hoặc khách cũ hả? Rồi ok, có gì khách cũ mọi người chút nữa cũng nhắn tin lại cho Hoàng nha. Em lấy xanh đậm 3X cho Loan Lê ok. Ok nè, một cái xanh đậm 3X cho Loan Lê nè. Còn màu trắng không em à? Còn màu trắng không em Uyên Thuyền ơi?
Ok này, loan lê một cái xanh đậm 3x nè, ok. Cái còn một cái màu xám 3x nữa nè. Ai cỡ 75 kg, đến cỡ 75 kg, 80 kg, 3x thì bây giờ còn đúng một cái cuối cùng này, mọi người coi nè. Cái này thì có thể là tới 7 mấy 80 kg cũng vừa chứ. Đây. Thấy không? Còn có cái cuối cùng size 3x này, màu nâu nâu này nha. Nâu nâu này nè, còn có cái một à. Hồi chị em được hai cái 3x rồi, ok. Xanh đậm hết mọi người. 2x 75 kg, tùy chiều cao em ơi. Vẫn vừa như tùy chiều cao. Nó tóm lại là vừa chứ. Chứ Hoàng bảy bây giờ Hoàng 71 kg, Hoàng mặc cao 3x chắc còn vừa nữa. Nâu 3x, ai lấy chốt cho Hoàng. Cái này màu nâu 3x nha, ai lấy chốt cho Hoàng. Xanh đậm 3x hết rồi, Hồng Nhung Lê ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cái nâu 3x, còn có cái này. Mọi người mua thử thử đẹp mua nữa. Nâu 3x nha. Nâu 3x cho bên Đinh Thị Minh Trang này, ok nè. 35.000 một cái áo siêu rẻ luôn. Đinh Thị Minh Trang nè. Rồi, hết nha. 3x bây giờ không có còn. 3x là bây giờ hết trơn rồi nha. Bây giờ Hoàng lấy thử cái màu trắng 2x Hoàng mặc thử cho mọi người, ướm thử cho mọi người xem nha. Bây giờ mà 2x chỉ còn màu trắng thôi. Chia sẻ livestream cho bà bầu với. 2x là chỉ còn cái màu trắng này, XXL này. Đấy, Hoàng sẽ ướm thử với cơ thể của mình cho mọi người tưởng tượng. Hoàng là cao 1m57, 71kg ha, gần 72kg. Hoàng ướm thử cho mọi người xem ha. Còn con trai thì thứ nhất là nó sẽ cao hơn, thứ hai nữa là nó đâu phải bụng bầu và nó cũng không có ngực. Đây, con trai 75kg là ổn ha. Chứ Hoàng thì vừa cái là bụng bầu, vừa ngực nữa, mà vừa lùn hơn nữa. Chứ con trai nào có mét năm mấy mà 7 mấy kg. 75kg là ổn ha. Đây, cái này là size 2X màu trắng này. Mặc đồ ôm vô lòi bụng bầu ra. 7 tháng rưỡi rồi mà. Rồi ha. Ai lấy chốt cho Hoàng trắng 2X nha. 2X này còn đúng màu trắng thôi. 75-76kg chắc ok. 75-76kg chắc ok ha. Màu trắng nha. Nhưng mà chất vải là chất là thuộc dạng là thể thao á, chất vải thể thao xịn sò lắm. Con trai thì cao hơn nữa mà đâu có bụng bầu. Hoàng chẳng qua mặc đồ rộng thôi chứ bụng bầu bự thù lù luôn ha. Đó, nó tóm lại là cao cỡ mét 6 mấy mà 70kg là ok. 75kg ok. Hoàng đang 71kg rồi. Size 2X Hoàng chỉ còn đúng màu trắng thôi nha. Rồi hết nha, size 2X này Hoàng chỉ còn đúng màu trắng thôi nha mấy tình yêu nhà mình ơi. Hết hàng. Hồi chiều Hoàng bán qua một tour rồi. Ai nhận hàng đẹp thì lần sau mua nữa. Rồi, bây giờ Hoàng qua nha, qua. Còn giờ size 1X nè, ai có thích size 1X không thì nói. Còn có 3X nào nữa không? Không em ơi. 3X là bây giờ hết sạch. 3X là bây giờ chị Hoàng hết sạch Loan Lê ơi. 3X là bây giờ hiện tại là chị Hoàng không còn cái nào 3X hết em ơi. Không còn một cái 3X nha. Chỉ còn cái 1X thôi, có ai muốn lên thì lên nè. XL đó, size XL. Mở thử cái size XL coi nhiêu ký mặc vừa ha. Rồi ai muốn mua cái 1XL thì nói Hoàng lên là XL đó. Ai muốn mua XL thì báo Hoàng Hoàng lên ha. XL, XL nha. Size XL á. Size XL nè. XL. XL thì cũng phải 65-67kg mọi người ơi. 65-67kg. 65-67kg nha, size XL. Hoàng không biết 70kg ra sao nữa. Hoàng bây giờ Hoàng 71kg, Hoàng trồng thử thôi nha. Thử thôi. Cái con trai nào mà lùn dữ vậy? Con trai nào mà lùn như Hoàng? Con trai gì mà có 1m57 là lùn? Đây, đây 1X thằng mặt như thế này đây. Hoàng là 71kg, cao 1m57, mọi người tưởng tượng ra chưa? Mà Hoàng bụng bầu với ngực nữa. Còn bạn trai thì bả xung đục mà. Bả làm gì có máy này được, hiểu không? Đó, đây Hoàng đang mặc thử cái 1X nè. 1X nha, nhưng mà đàn ông thì nó mặc rộng chứ nó đâu phải mặc như phụ nữ mặc ôm. Mà cũng tùy, có nhiều ông không thích mặc hơi ôm ôm. Có nhiều ông thì thích mặc rộng thùng lình thì tùy à. Tùy ông chồng của mọi người, cái gu chồng của mọi người Hoàng đâu có biết. Đó, cái này là size XL ha. Nhưng mà đa số là đàn ông mà nó tùy tùy người, đa số là thích rộng rộng. Đó, ai thích 1X thì nói Hoàng like nha. Chứ bây giờ 3X là hết, 2X còn đúng màu trắng. Sale là hết luôn rồi đó. Rồi bây giờ Hoàng đi xả mấy cái ác. Lấy em cái 1X chị cầm. Là cái màu xám này đúng không Nguyệt Lê? 1X chị cầm là cái màu xám này. Nguyệt Lê này. Cái màu xám này đúng không em ơi? Nguyệt Lê này. Ok nè, đúng không? Cái chị cầm vừa cởi ra là cái 1X màu xám đó. Rồi bây giờ Hoàng đi xả mấy cái này nè, xả nhanh cho mấy nhà mình nè. Rồi nhanh nhanh lên nha. Rồi Hoàng sale, mấy cái này Hoàng sale 20 ngàn cho cả nhà. Rồi cái này là cỡ 65kg trở lại mặt vừa. 65kg trở lại mặt vừa, chốt cho Hoàng mã số 1 20 ngàn. Mã số 1 20 ngàn, 65kg trở lại mặt vừa, mã số 1 20 ngàn.
con trai chị cao một mình nên mua 2X. À dạ đúng rồi, đúng rồi, thì đó là em nói là tùy chiều cao nữa đó. Ví dụ như nó cao chồng của lộn con hoặc chồng mọi người cao là mọi người mua cái size nâng lên, chứ không phải là béo không đâu. Béo mua nâng size là đúng rồi, tại vì cái vòng bụng người ta nữa, nhưng mà cao vẫn mua nâng size lên, chứ nếu như mua ngắn quá thì nó sẽ bị hỏng cao, hiểu không? Và có tùy người con trai, có người thích mặc rộng rộng rộng, có người thì thích mặc chật 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 vậy đó. Giống như áo sơ mi chồng Hoàng có cái ổng mặc ôm á, cái số 42, nhưng mà có cái ổng mặc rộng rộng thì vẫn mặc số 44 luôn, áo Việt Tiến đó. Thì là nó tùy tùy mình nè à. Nhưng mà nó tóm lại là áo này là chất co giãn hết, mọi người hiểu không? Nó nói là chất thể thao mà dễ mặc lắm luôn á. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng này, cái này là chốt cho Hoàng 20.000 nha, xe cho 20.000, mã số 1 20.000 màu xanh đậm á, mã số 1 20.000. Cái này là 65kg trở lại mặt người thôi, 20. Xe nhanh nha, rồi hôm qua đồ khác cho áo nam, bây giờ chỉ còn có rứa thôi. Xe nhanh rồi hôm qua đồ khác nha. Rồi cái này là cái màu cam này, xe 20.000, 70kg trở lại mặt vừa. Cái này á, màu hơi chói choang vậy thôi nhưng mà đẹp lắm. Mã số 1 chưa Uyên Thuyền 20.000 nè. Uyên Thuyền 20 nè. Uyên Thuyền 20, ok nè. Mã số 1 chưa Uyên Thuyền nè. Rồi ai lấy cam chốt cho Hoàng mã cam 20.000 luôn. Cái này là 70kg trở lại mặt vừa ha, 70kg trở lại mặt vừa. Cái này đẹp lắm luôn á. Cái này mà thử đi với quần jean đen coi, cưng lắm. Tại vì cái chữ Adidas nó màu đen á. Chồng bạn nào mặc quần tây hoặc quần jean đen dễ thương lắm, 20.000. Chất vải nó rất là xịn luôn, cái dạng áo thể thao đó. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cam 20 luôn ha. Cam này 20, phơm này là 70kg trở lại ha, 70kg trở lại mặt vừa. Ai lấy cam chốt cam, ai lấy cam chốt cam nha. Nhanh nhanh đi Hoàng, đi sale đồ khác cho mọi người, nhiều đồ lắm. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cái mã này nè, mã này bán mini game cho mọi người 15.000 được không? Ô cái này con trai mặc nhiều lắm, chốt cho Hoàng mã 15. Form 65kg trở lại mặt vừa, chốt cho Hoàng mã 15 là 15.000 luôn á, bán tri ân 15.000 luôn. Ai lấy comment cho Hoàng mã 15 15.000 luôn. Ô dễ thương lắm, mặc vô mới thấy dễ thương lận. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã 15 sale 15.000 luôn ha. Sale 15.000. Sale 15.000 nha. Rồi hồi qua mẫu luôn nha. Áo này 15 cho Lê Lộc nè. Mã 15 cho Lê Lộc, ok 15.000 nè. Ok nè. Cam 20 cho chị Đinh Quyền nè, ok nè. Cái cam này đẹp lắm đấy, chứ không phải xấu đâu mọi người nha. 20 này ok cho chị Đinh Quyền nè. Rồi tiếp tục nè mọi người. Tiếp tục nè. Cái này em sale luôn cho mọi người 15.000. Form này cỡ 60kg trở lại mặc được, 60-62kg trở lại mặc được. Chốt cho em 15.000 luôn ha. Chốt cho em mã 15, 15.000 luôn nha mấy chị ơi. Comment lại cho em mã 15, 15.000 luôn, 60kg trở lại mặc đẹp. Thấy vậy thôi chứ mà mặc với ai quần đẹp lắm, dưới 60kg mặc đẹp. Chốt em mã 15, 15.000. 15.000 nha mấy chị ơi. Thả luôn rồi đó, hết giá. Quay xe luôn, hết tiền luôn, thiệt luôn. Rồi ai lấy chốt cho em, dán tin vô rồi báo chị nha. Dán tin vào rồi báo chị like chị ta. Bạn trả đến răng cho lựa nha em ơi. Ok Nguyệt Lê nè, 15.000 nè. Dán tin vào rồi báo chị nha. Chị like bài trả đến răng cho lựa. Rồi còn một cái màu cam nữa nè, bán luôn cho mấy chị nè. Cái màu cam này tay dài, bán luôn 15.000, chốt cho Hoàng tay dài 15. Về mặt với legging đẹp mà. Rồi chốt cho Hoàng tay dài 15. Cái này mấy ông thầy dạy bơi sơ ra giọng hay mặc ghê em nè. Ông thầy dạy bơi sơ ra giọng mặc nè. Cái này á cỡ tầm 60kg trở lại mặc được ha, tay dài xe 15 luôn, còn cam không không em ơi. Cái này còn mỗi thứ một cái thôi, chị bán lẹ luôn cho xong. Bán lũa lẹ luôn cho xong chứ đâu còn đâu, chị bán giờ bầu bì mà. Tới đâu là xả tanh bành tới đó mọi người, chứ không có thể chừa lại được. Vì mình cũng không có thời gian mà lay đi lay lại được. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng tay dài 15. Form này cỡ dưới 60kg mặc đẹp ha. Tay dài 15.000 luôn. Rồi xong qua mẫu nha. Ai thích size 1X là thì báo Hoàng like. Ai mà thích cái size 1X thì báo Hoàng like. Size 1X nha, 1XL á. 1XL thì Hoàng cũng 62kg gì đó là mặc đẹp tuyệt vời luôn, 1XL nha. Ai thích thì nói Hoàng like, Hoàng còn cỡ tầm 5-6 cái 1X nữa. 1XL này là XL này ha, XL này đó. Hoàng XL này là cỡ tầm 60-62kg, 65kg cũng được, rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Ai lấy thì báo Hoàng like cho cái mã 1X để mọi người lựa cho đủ đơn luôn. Đây 65kg là ok, size 1X chắc cỡ 65kg ổn ha. Rồi nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Xuân Vân mã 15, Mỹ Lê tay dài ok.
Ok, Mỹ Lê tay dài 15, ok. Ok nha, còn chị nào thích 1X thì nói em like cái mã 1X cho mấy chị mầm lựa. Cỡ 65kg quay đầu, 65, 60, 62 gì đó mấy chị ơi, là quay đầu cho em ha. Là mặc vừa cái 1X nha. Tay dài này cho Mỹ Lê này, ok nè. Mỹ Lê ok. Tay dài cho Mỹ Lê trước nha. Rồi ok nè, Mỹ Lê trước chị Đinh Quyền nè. Xe 15.000 luôn, Mỹ Lê. Rồi xong. Rồi, cả nhà ơi, ai thích mọc 1X thì mọi người nói em like cho lựa nha. Ý là mua cho con trai mình hoặc chồng bạn nào nhỏ con á. 60, 62, 65kg gì đó là mặc cái 1X này ổn nè. Vừa kít luôn. Lấy cái mới xếp hả? Cái mới xếp là cái nào đâu? Cái mới xếp là cái nào trời? Chị Hoàng cũng quên luôn. Lấy cái mới xếp là cái nào chị Hoàng cũng chẳng để ý luôn. Lấy cái mới xếp là cái 1X này hả em? Đúng không? Đây, cái chị Hoàng mới xếp nè. Đúng không? Hoàng 70kg mà Hoàng ướm lên Hoàng thấy nó cũng vừa luôn. Nhưng mà con trai thì nó có chiều cao nên mình Hoàng sợ nó ngắn á. Nên Hoàng trừ hao vậy đây nè. Nguyệt lấy cái này đúng không? Đúng không? Cái chị vừa mới xếp nè. Cái màu xanh này lạ lắm. Rồi ok, chốt cho Nguyệt nha. Rồi cái mới xếp đây nè. Rồi ai muốn cái 1X thì mọi người nói Hoàng like nha. Rồi thôi bây giờ Hoàng đi qua mẫu khác nha. Ai thích cái 1X thì mọi người nói Hoàng like. Nên có đầm thiết kế và được có ri à. Con bé kiếm gửi cháu em mặc là ok. Ok, chốt cho Nguyệt Lê nè. Nguyệt Lê. Rồi cả nhà ai thích cái 1X thì mọi người nói em like nha. Còn bây giờ em đi xả đồ cho mọi người nè. Bây giờ em sẽ đi công đoạn. Chị có thấy em không? Đẹp quá. Thấy em nhưng đâu có thấy em comment gì đâu. Tina tặng chia sẻ livestream rồi, cảm ơn. Nè mọi người có muốn lựa 1X thì mọi người báo Hoài nha. 1X là cỡ 60kg, 65kg, 65kg, 60kg, 55kg, 55, 60, 65. Ví dụ vậy đi là mặc vừa. Rồi bây giờ mọi người chấm bài lên cho em thể đi sale đồ. Nào lấy bộ siêu thị bé về bán nữa nha chị. Nó có hàng là chị Hoàng bán liền á chứ. Bộ siêu thị bé nó qua được, nó không có nữa. Chị lấy 2-3 lần luôn em nhớ không? Nhưng mà nó hết mẹ rồi, nó hết cha rồi. Nó còn nữa đâu chị Hoàng lấy. Mọi người ơi chấm bài lên cho em. Rồi ai cần size 1X thì mọi người nói màu like nha. Rồi bây giờ màu đi sẽ qua tiết mục xả quần áo cho mọi người nè. Xả quần áo, xả mỹ phẩm, xả tanh bành hết. Cái mai cuối tuần rồi gom tiền đi lấy hàng đầu tuần phục vụ hàng mới cho mọi người nữa hen. Ôi mọi người ơi, cái bộ này đẹp lắm. Bộ này nha, 35.000 mà Hoàng xe cho mọi người là 25 luôn đi ha. Hoàng xe cho mọi người 25. Xét bộ 3 món nha. 35kg cho đến cỡ 55kg trở lại mặc vừa. Xét bộ ba món hiểu không? Mặc lên cực kỳ đẹp, đẹp nhất nách luôn. Hàng này là chuẩn hàng xốp xịn luôn. Đây, có nghĩa là như thế này nè, nó sẽ gồm một cái áo ống ở bên trong. Hiểu không? Áo ống bên trong. Xong rồi cái bộ này ở bên ngoài tại vì cái nách này nó may rộng mà, hiểu không? Tưởng tượng ra được không? Xét ba món nha, bộ mà bộ ba món á là gồm một cái áo ống với quần đùi nè. 25.000 nha, siêu rẻ luôn. Không em ơi. Không nha Trân Lương ơi, hết màu xanh rồi nha. Rồi bây giờ chốt màu cho Hoàng. Bộ 25 nè. 25 đỏ, 25 vàng, 25 bỏ, 25 vàng, 25 bò. Đỏ bò. Ủa cái gì ta? Đỏ vàng bò còn có 3 set à. Mình sale cho mọi người nha. Còn có 3 set, sale 25.000 còn 3 set thôi. Ai nhanh mới có. Sale rồi là nó chỉ còn ít thôi, sale nhanh lắm. Mọi người phải nhanh mới có. 25.000 nha. 35kg đến 55kg mặc vừa. Trời ơi, giả tỷ Hoàng nói lấy cái này mặc chung với quần riêng cũng được. Ý là lấy cái áo ba lỗ này nè. Cái áo ba lỗ mà kèm áo ống bên trong nè. Mình phối với quần riêng vẫn rất là dễ thương, hiểu không? Đâu còn cái quần mình thích mặc cái chi mình mặc. Mà chất quả xịn lắm nha. 35 đến 55kg mặc vừa. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Màu bò, màu đỏ, màu vàng. Có 3 bộ 3 màu là hết luôn. Cái này Hoàng xả của khách ra chứ không bao giờ có hàng đâu. Màu vàng cho Trúc vỏ ok. Màu vàng cho Trúc vỏ nè. Chia sẻ livestream cho Hoàng, Hoàng mới bán nha cả nhà ơi. Bộ màu vàng hết. Rồi còn màu đỏ bò với màu đỏ, màu vàng hết nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bò hoặc đỏ còn 2 bộ. Bò với đỏ, đỏ bò, đỏ bò. Vàng bò hết mọi người. Vàng hết nha, ai lấy bò chốt bò, lấy đỏ chốt đỏ thôi. Màu đỏ với màu bò này. Màu bò là khác, màu vàng là khác. Hiểu không? Này màu bò là màu này nè. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng. Chỉ còn 2 màu thôi nha. Vàng Hoàng chốt cho ai mất tiêu rồi. Vàng Hoàng chốt cho ai mất tiêu rồi. Hàng này đẹp lắm, xịn sò luôn. Hơi bị cưng luôn. Cưng lắm, ai nhỏ con mà lấy mặt đẹp không đẹp thì thôi luôn, mặc lên như vậy nè.
Rồi dễ thương hết cỡ luôn. Này là màu bò nè, màu bò cao ống bên trong là màu đen nè. Trời ơi, cái này nhỏ nhỏ con thì thôi chứ mặc xinh chịu không nổi luôn. Đẹp lắm, Hoàng nói là siêu luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng 25 bò cho Trân Lương này. Ok nè, Trân Lương đủ đơn mai Hoàng mới chốt được nha. Trân Lương hồi trưa không có đủ đơn đó nên Hoàng không có chốt được. Lựa hết đêm nay cho đủ đơn rồi mai Hoàng chốt cho. Trân Lương này 25.000 nè. Trân Lương này 25, ok, màu bò cho Trân Lương này. Còn màu đỏ này, ai lấy đỏ chốt đỏ cho Hoàng nha, là hết. Còn đúng một bộ màu đỏ duy nhất, còn một set màu đỏ duy nhất, màu bò hết nha mọi người, còn màu đỏ thôi. Nhanh lên mấy cái mẫu này Hoàng có ít cho mọi người phải mua nhanh mới có. Màu đỏ cho Đinh Thị Minh Trang, ok. Đinh Thị Minh Trang trước bé Loan Lê nha. Đinh Thị Minh Trang này 25.000 nè. Trước bé Loan Lê rồi hết luôn. Hết luôn rồi mọi người ơi. Cái này Hoàng xả cho nên số lượng nó có ít lắm. Mọi người phải nhanh mới có nha. Cái này là Hoàng xả mà có mua có nhiều. Rồi cái mẫu này là 45.000 nè. Giờ Hoàng xe cho mọi người là 28.000. 28.000 áo cờ rắp tốt, mà cờ rắp tốt vừa thôi mà tay dài theo kiểu dạng thể thao nha. Cái này là cỡ 60kg trở lại mặc vừa. Xe cho mọi người 28.000 luôn. 45 CL 28 có nón như vậy nè, hiểu không? Nó là dạng cờ rắp tốt như vậy nè. Ví dụ như mình muốn nó cái này chỗ đây mình cột dây được, nó vừa chạm cái quần thôi, rất là đẹp. 60kg trở lại mặc vừa. Chốt cho Hoàng áo bò 28. Áo bò nha, áo màu bò nè. 28. 28.000 áo màu bò 28, 45 Hoàng xã 28 đó mọi người. Ai lấy chốt cho Hoàng áo màu bò đỏ hết rồi chị Xuân Vân ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là áo bò 28 nha. Rồi áo màu đỏ 28 luôn. Trời cái mẫu này đẹp lắm. Rồi Hoàng nói là mặt đẹp tuyệt vời. Ai lấy chốt liền cho Hoàng áo đỏ 28. Mấy chị yêu ơi chia sẻ livestream cho bầu với. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cái này 60kg trở lại mọi người mặc cũng được nha. Rồi mặt cưng lắm. Cờ rắp tốp á, mà rắp tốp không phải hở rúng đâu, nó vừa vừa thôi mà đẹp giả man luôn. Rồi ai lấy áo đỏ chốt áo đỏ, lấy áo bò chốt áo bò cho Hoàng nha. 28.000. Cái này là áo xám đen nè. Cái này chốt cho Hoàng là xám đen nha, kèm màu vô mọi người ơi, kèm màu vô mới chốt được nha. Cái này chốt cho Hoàng là xám đen nè. Cái này nó phối hai màu vô, màu xám với màu đen nè. Xám đen nha. Rồi ai lấy xám đen comment xám đen. Xám đen nha, màu bò cho Dương Thanh. Ok. Mọi người phải chốt màu vô mới chốt dễ được. Đẹp lắm, áo này khỏi chê đi mọi người ơi, đẹp giả man luôn. Cho Dương Thanh nè. Dương Thanh 28.000 nè, ok nè. Màu bò Dương Thanh ok rồi. Cái này là xám với đen nó phối với nhau nè. Còn cái này là xám đỏ phối với nhau nè, áo bò hết nha. Áo bò hết có một cái à. Rồi cái này là xám đỏ nè. Xám đỏ nè. Cái này 60kg chứ mà vừa 40kg đến 60kg. 40kg đến 60kg nha. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn. Chất coi giảng mà hàng xịn lắm này, 45 Hoàng xã còn 3 còn 28.000 á. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xám đỏ nè. Xám đỏ nha, xám đỏ, xám đen và màu đỏ thôi. Màu bò hết nha cả nhà, ai lấy cái nào chốt cái đó xả luôn 28.000 hết luôn. Quay xe. Rồi. Quá bèo luôn, cái này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn á. Áo màu bò hết rồi mọi người ơi, 28.000 áo màu bò hết. Còn màu đỏ nè. Màu đỏ nha là 1 nè. Màu xám với màu đen là 2 nè. Đỏ và xám đen, ok. Đỏ và xám đen cho Rose Nguyễn nè, ok nè. Rose Nguyễn nè, ok nè. Rose Nguyễn em xin chưa? Rose Nguyễn 28.000 nè, em xin chưa? Rose Nguyễn nè. 28.000 nè, rồi Hoàng hết nha. Hoàng chỉ còn một cái xám đỏ thôi, xám đỏ thôi, xám đen hết nha, còn một cái xám đỏ nè, ai lấy là hết luôn. Hoàng nói là cái này mặc dễ thương giả man luôn, dễ thương lắm, mặc có quần rin đồ dễ thương lắm. Rồi còn một cái, ui cái này thôi, kiểu như là nó hơi bị lem lem màu ra đây nè, lem lem màu ra đây. Hoàng bán cái này là 19.000, ai lấy comment cho Hoàng mã 19, ai lấy comment cho Hoàng mã 19 nha, tại vì nó hơi bị lem màu ra tí xíu nè, thấy không, nó hơi bị lem. Nó bị lem màu ra tí xíu nè, thấy không? Rồi Hoàng xe cho 19.000. Xe cho 19.000. Ai lấy chốt cho Hoàng xe 19.000 nha. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã 19, xe 19.000 luôn. Xe 19.000 rồi, em thấy lô chị Minh Trí Trần. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã 19, xe 19.000 cho cả nhà luôn. Nha, tại vì nó hơi bị lem ra một chút xíu á. Hoàng xe luôn. Rồi quần ống rộng nè. Quần ống rộng còn có mấy cái sale cho mấy chị em nhà mình. Quần ống rộng này đẹp lắm.
Quần ống rộng này mặc với áo crop top thì thôi chứ nhức mắt, là nách nhất luôn. Rồi quần ống rộng nha. Em xanh rồi, bé hơn một tháng rồi vậy hả? Xanh thường hay xanh mổ em yêu ơi? Khỏe không? Có khỏe không em? Ok, mã 19 này chốt cho ai đây? Mã 19 này chốt cho ai? Mã 19 này chốt cho nhím lê nè. Ok nè, mã 19 chốt cho nhím lê là 19.000 nè. Xinh khỏe không em ơi? Quần ống rộng nha. Quần ống rộng là người ta bán tới 75.000 một quần. Hàng này hàng bán shop mà. Ui cha, nó xịn lắm. Quần ống rộng mà dài như vậy nha. Hồi nói là nếu như mà ai mà cỡ mét 6 á, thì 65kg được. Còn nếu như mà dưới mét 6 thì mình cỡ 58kg thôi cho nó đẹp ha. Trời ơi, Hoàng nói là đẹp xuất sắc luôn. Rồi bây giờ nha, Hoàng xả luôn cho mọi người này. Còn có mấy cái là xả luôn cho mọi người là 39.000. 39.000 thôi nha. 40kg cho đến cỡ tầm 60-62kg là mặc cực đẹp luôn. Quần là có túi như vậy nè. Hàng này là đi hàng shop nha, chất vải đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là sọc hồng, xả luôn 39.000 nha. Rồi đẹp lắm, sọc hồng nè. Nó có cái đường sọc hồng, Hoàng nói đại sọc hồng vậy chứ keo đại vậy chứ giờ cũng biết keo gì. Còn có mấy cái à, chốt cho Hoàng sọc hồng nha. Sọc hồng 39.000. Quần ống rộng năm nay đang lên ngôi. Quần ống rộng không à? Đi ra đường là thấy hot girl là chơi quần ống rộng với áo crop top không à? Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là sọc hồng nha. Sọc hồng xả luôn cho mọi người 39.000. Sọc hồng 39.000 nha. Rồi sọc hồng 39.000 nè. Rồi ai lấy cái này chốt giờ cũng không biết hết sọc hồng đâu, biết đọc mã gì đọc qua mã khác nè. Sọc hồng 39 nha, này còn 5 cái nè. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã số 1 nha. Rồi cái này đẹp lắm mọi người ơi. Ai lấy chốt cho Hoàng là mã, cái này chốt cho Hoàng mã số 1 nha. Đẹp lắm, Hoàng nói là rất đẹp luôn. Bây giờ cái mốt bây giờ là nó mặc như vậy. Em xanh mổ chị, em lấy cái xám đỏ trước mà. Cái xám đỏ nó bị hơi bị bụi, em có lấy không? 19.000 rồi ok, chị thấy em comment nhưng mà chị không biết em lấy hay không. Rồi em lấy thì để cho em, Rose Nguyễn. Tại vì chị thấy cái comment của em nhưng mà do là nó bị bụi á, góc em nó bị hơi lem một xíu, chị xem 19.000 á. Chị không biết là em có lấy hay không. Rồi đẹp lắm, Hoàng nói là cái mẫu này đẹp tuyệt vời. 40kg nha, cho đến 60kg mặc vừa. Ừ đúng là cái màu này màu nu thì con bé Uyên Thuyền nó giỏi hơn chị á. Chị không biết đọc màu gì, chị kêu là số 1 luôn. Ok, số 1 cho Uyên Thuyền nè. Ok nè, mã số 1 cho Uyên Thuyền. Quần ống rộng này đang là mod mốt đó mọi người ơi. Uyên Thuyền ok nè. Uyên Thuyền 39.000 nè. Đẹp lắm, Hoàng nói là cái này khỏi chê. Mã số 1 không biết có còn không, để Hoàng đi tìm được có còn mã số 1 không nha. Để bà bầu đi tìm coi thử có còn mã số 1 nào không. Ok, còn một cái mã số 1 còn sót đây nè, cho bà bé Oanh Nguyễn Ngọc. Ok ok, là sọc đây nè, đẹp chưa, mã số 1 nè, cho bà Oanh Nguyễn Ngọc. Ok, đẹp giả mang luôn, bùng có túi đẹp thiệt luôn á. Oanh Nguyễn Ngọc ok, có nè. Oanh Nguyễn Ngọc nè. Oanh Nguyễn Ngọc 39.000 nè. Ok nha. Rồi mã số 1 nữa hả chị Duyên nữa hả? Rồi em biết em tiền có ra không nữa, hên xui nha. Tiền có thì bán nha mấy chị ơi. Ok, còn một cái nè cho chị Võ Thị Duyên nè. Còn một cái mã số 1 cho chị Võ Thị Duyên nè. Ok nè. Trời ơi, Hoàng nói là đẹp gì mà đẹp luôn mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Rồi người ta đang bán 75.000 một cái quần này nè. Mọi người vô shop thì trăm mấy, ngoài chợ thì nó bán 80-90.000. Bán ra chim hiện nó cạnh tranh, nó bán 75.000 một quần, hai quần là 149, cái chạy quảng cáo nó bán đó. Chứ không có cái giá này đâu. Có giá 39 Hoàng xã cho mọi người đâu. Rồi cho chị Võ Thị Duyên một quần này, đẹp lắm. Võ Thị Duyên nè, ok nè. 39.000 nè. Cho chị Võ Thị Duyên nha. Rồi, bây giờ Hoàng tiếp tục nè. Hoàng thì Hoàng lại thích màu đỏ mọi người, Hoàng thì Hoàng thích màu đỏ. Mạng hỏa cho nên lúc mùa thích, chỉ có quần đùi không lên chọn luôn, có quần đùi em. Có xíu được chị Hoàng like quần đùi cho quần đùi quá trời. Quần ống rộng chính xác em, quần ống rộng dài như vậy nè. Nó đẹp gì mà nó đẹp luôn, Hoàng nói thật luôn. Hoàng mà Hoàng biết bữa nào Hoàng xin xong Hoàng giảm cỡ còn 6 mấy ký, Hoàng mặc cái này với áo crop top cho mọi người xem. Hoàng giảm còn cỡ 60 ký, Hoàng mặc cái này với áo crop top cho mọi người xem.
nó chảnh ghê lắm. Bây giờ là cái mốt bây giờ là như vậy mà, cái mốt bây giờ mấy bạn ốm mấy bạn mập gì cũng chơi quần ống rộng hết á, với lại áo hết trơn. Cái này chốt cho Hoàng sọc đỏ nè, quần ống rộng dài sọc đỏ nha. Cái sọc đỏ này thì Hoàng biết đường, Hoàng keo sọc đỏ nè. Hoàng thì mạng hỏa nên thích màu đỏ không à, nhìn màu đỏ là tự nhiên có ấn tượng đầu tiên. Quần đùi nhiều lắm, xíu nữa chị Hoàng like cho yên tâm đi. Ai lấy sọc đỏ chốt Hoàng sọc đỏ nha. Sọc đỏ, sọc đỏ, sọc đỏ nha cả nhà ơi. Ai lấy sọc đỏ comment cho Hoàng sọc đỏ. Số 1 nhiêu ký vừa? Cái này là form này là 40kg đến cỡ 60kg em. Nếu như em cao được 1m6 á thì 65kg ok à. Với lại mình thấy cái tướng của mình nó ok thì mình mặc được quần này phối với áo crop top. Chị Hoàng đẹp nè. Chính xác, đẹp đỉnh luôn. Chị ra đường chị thấy người ta mặc như vậy quá trời đi uống cà phê luôn á. Nhưng mà mình không có cơ hội, chưa có cơ hội. Từ từ chị Hoàng sẽ mặc. Rồi nha. Cái này thì 65kg cũng vừa chứ không phải là không vừa. Mà căng quá thì Hoàng không biết nó còn đẹp không. Sợ nó căng quá mà ai có cái khung chậu bự á nó mất đẹp. Chứ mà bây giờ Hoàng 70kg Hoàng trồng vô cũng được mà. Bây giờ Hoàng 70kg Hoàng trồng vô vẫn vừa. Nhưng mà ví dụ như mình mặc xong rồi cái chậu của mình á, cái khung xương chậu của mình nó bự quá đó, hiểu không? Thì nó cứ lòi ra như nè, thì nó không đẹp. Chứ Hoàng đang 71kg Hoàng mặc nè vẫn vừa thôi, chứ cũng tại vì nó là vải, vải giãn này mà. Đó, mặc cái đùi to cho bà ấy luôn. Bây giờ bà bầu thì không biết làm sao luôn. Bà bầu thì phải đợi đẻ xong chứ giờ sao. Đợi đẻ nó ra đi rồi mình sẽ tính sổ sau ha. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng. Chứ 65kg thì Hoàng, bây giờ Hoàng 71kg rồi, Hoàng không tưởng tượng được 65 mặc có được không. Nhưng mà Hoàng nghĩ chắc là ai có chiều cao cỡ 58-60 là ổn. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là xanh lá ha. Sale 39.000 rồi đó, ai lấy chốt nhanh nha. Sale 39.000 rồi đó, hết giá rồi đó. Hàng này là nó bán hàng shop mọi người ơi, hàng này xịn lắm. Người ta bán shop á, người ta đang chạy quảng cáo 149.000 hai quần á. Em 1m55 em nói chiều cao làm chi đâu, tùy em thôi chứ. Em muốn mua là em mua thôi chứ. Em nói chiều cao mà em không có nói cân nặng thì ông nội chị không biết nữa là chị. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng xanh lá đó nha. Rồi hết nha, Hoàng qua mẫu nha. Cái đó mọi người thấy Hoàng trồng vô rồi mọi người cứ tự tưởng tượng ra thôi ha. Có nhiều người cũng chiều cao đó luôn, cũng cái ký đó luôn. Mà sao có nhiều người nhìn nó nho mà có người nó béo thù lù. Là việc quan trọng là cái cơ thịt của mình nó không săn nữa, hiểu không? Có nhiều người á là bự cái vai, có nhiều người bự cái ngực, nhiều người bự cái đùi, mà nhiều người bự cái mông. Thành ra là Hoàng đâu có nhìn thấy cái tạng người mọi người đâu. Hoàng cố gắng tư vấn và thử cho mọi người xem để mọi người tự cân đối mình mà mua thôi, đúng không? Có người cái vai nó to chù lù nè, thật ra ký nó ít lắm, mà cái người nó dẹp á, nó bè ra nhìn nó to ghê lắm. Nhưng mà có nhiều người ngực á bự xệ luôn. Mà Hoàng á bây giờ nó thiệt chứ, sắp có sữa non luôn rồi nhưng ngực nó cũng không bự, vẫn mặc y cái size ngực như bình thường luôn. Thì tùy á mọi người, tùy cái cơ địa của từng người nó khác nhau mà mình đâu có biết được. Thì mọi người cân đối đó, mọi người mua ha. Còn ai béo quá thì thôi mình mua cái size bự bự cho nó chắc ăn. Chứ cái này là vải thun thì nó giãn ra được hết á, chứ không phải là vải kaki là mới cực. Vải mà không có độ co giãn mới cực, chứ vải này có co giãn hết mà. Rồi bây giờ Hoàng lên quần đùi ha. Hoàng lên quần đùi cho em ro xe Nguyễn Lựa nha. Rồi ai lấy quần ống rộng đó mọi người báo Hoàng, không lấy một qua mẫu nha. Lấy một qua mẫu á. Rồi bây giờ Hoàng like quần đùi nè. Quần đùi nha. Like quần đùi cho mọi người lựa nè. Quần đùi nè. Màu đen nè. Màu xám nè. Màu nâu nè. Màu có canh đó mà mua thôi. Màu gì đi nè. Chứ không biết nói làm sao cho vừa. Rồi nha, quần đùi này 45.000 hai quần. Hoàng á bằng số ký người ta luôn, nhưng mà Hoàng lên đồ á không phải là khen mình đâu. Hoàng á là béo cái mông và cái đùi nha. Chứ còn cái ngực với cái vai Hoàng xin lỗi mọi người, chứ Hoàng mập hay Hoàng ốm Hoàng đi mua áo cực kỳ dễ, áo nào Hoàng chơi vô cũng vừa, nhưng mà quần là hơi căng. Quần là cái mông Hoàng cực bự luôn, chắc 100 lẻ mấy á. Thành ra là cái cơ địa mọi người là nó bự cái mông hay nó bự cái ngực hay nó bự cái vai có biết đâu. Với lại cân nặng phải kèm với chiều cao nữa mới chắc nha. Ngọt Nguyễn Ngọt là không thấy nhắn tin cho nên là khỏi mua nữa đi em. Chị thấy em có 2-3 cái đồ gì đó mà sao không thấy nhắn tin vào Messenger. Khách mà không nhắn tin vào Messenger Hoàng có chốt hàng đâu mọi người nha. Lưu ý giúp bà bầu. Mọi người phải cho thông tin số điện thoại vào Messenger rồi mới chốt được chứ. Mọi người chốt hoài mà đến mai không biết chốt báo cho ai luôn. Hoàng thì không alo ba cái đồ giá rẻ này, alo chi.
Và chốt hàng mình gửi bill qua Messenger cho mọi người kiểm tra cho nó đâu đó đi rồi ok mới đi hàng. Chứ nhiều khi alo alo đi hàng, hàng tới cái mọi người lại nói cho xem hàng rồi không nhận hàng rồi phiền lắm nha. Cái này 45.000 hai quần này, mình đùi nha, 45.000 hai quần, có hai bốn màu luôn, ai thích chọn màu gì thì chọn, thích chọn màu gì thì chọn nha. Đây form này á, là ai có chiều cao tốt á, là có thể 65kg mặc vừa luôn. Tại vì lúc mà Hoàng bầu mới có 3-4 tháng là Hoàng vẫn còn cái mẫu quần này. Mà từ lúc 3-4 tháng giờ quần này nó mới về lại nè. Ai mà nhỏ con hiểu không, cái bảng này là bằng thun. Ai nhỏ con là mặt nó rũ xuống y như mình đang mặc cái quần váy mọi người hiểu không? Ai nhỏ con là mặt nó rũ xuống nè. Mặt nó rũ xuống đi ra đường người ta tưởng mình mặc cái quần váy, tức nó có độ xòe. Còn ai mà béo á, mặc vô á, thì cái đùi mình nó chít bằng hết cái quần luôn rồi thì còn đâu nữa xòe. Đùi mình nó bự quá đó, nó chít hết cái quần thì không có độ xòe. Còn người gầy là mặt cực dễ thương. Còn mọi người coi nè, cái lưng thấy chút xíu đúng không? Nhưng mà nó bằng thun nên nó có thể giãn ra được, hiểu không? Cho nên là 40kg vẫn mặc vừa, 40kg vẫn mặc vừa, mà 65kg vẫn mặc vừa ha. Màu kem là 1 nè, màu xám này là 2 nè ha. Màu kem, màu xám, màu quần, ủa màu xám rồi màu nâu. Nó tóm lại là khách cứ cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger rồi chốt nha. Màu nâu và màu đen. Màu đen thì nó hơi nhỏ hơn xíu mọi người. Cái phọt màu đen thì nó hơi nhỏ hơn xíu nha. Phọt màu đen nó hơi nhỏ hơn xíu bởi vì nó chỉ có làm thun mỗi cái mặt sau thôi, hiểu không? Còn mặt đằng trước thì nó làm cái bảng này, nó không phải là thun cho nên là nó hơi nhỏ hơn một xíu. Cái quần màu đen này thì cỡ tầm là 55-57kg nha, 55-57kg, hiểu không? Còn ba cái phọt này có thể lên tới 65kg. Rồi người béo thì mình cân đối mình mua. Người béo mà 6-mấy kg thì mình đừng có mua màu đen. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng. Quần cột dây 45.000 hai quần. Đen nè, nâu nè, xám nè, kem nè. Ai lấy chốt cho Hoàng. 4 quần, 4 màu chứ lộ, 4 màu. Ai lấy thì chốt. Cái này là 45.000 hai quần, Hoàng nói là đẹp lắm. Lấy em cái quần ống rộng sọc hồng ok. Sọc hồng này đẹp lắm bà ơi. Sọc hồng đẹp lắm, dáng tiên ơi. Cưng không? Trời ơi, Hoàng nói thiệt cưng dễ sợ luôn. Đẹp giả mang cái hàng BT này. Hàng này là bán xịn lắm, bán shop mà. Bán shop xịn lắm. Rất là xịn luôn, mà chất này là đẹp luôn. Cái này là người ta đang bán 75.000 nha, sale có 39.000 nha. Thảm ghê. Rồi ok cho dáng tiên nè. Ai lấy quần ống rộng nữa thì báo Hoàng còn mấy cái đó. Ai lấy thì nói thằng bà thằng like cho lựa nha. Ok chốt cho dáng tiên nè, 39.000 ok cục cưng. Nâu với xám cho Xuân Vân. Nâu xám Xuân Vân này, khách mới cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger nha. Màu xám này, màu nâu này. Xuân Vân nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng nha. Khách mới mọi người nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger. Mới có đơn nha mọi người ơi. Khách mới thì mọi người nhớ cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger với nha. Hoàng mới chốt đơn hàng được. Mua hàng 100.000 Hoàng mới đi hàng nha. Mua mà dưới 100.000 là Hoàng không có đi hàng đâu. Mua 100.000 nha. Ít nhất là 100.000 Hoàng mới chốt. Rồi ai lấy quần đùi nữa không mọi người ơi, báo Hoàng. Lại lên Hoàng qua mẫu nè. Ai lấy quần đùi thì báo cho Hoàng màu. Em nhận được hàng rồi nhé chị. Bầu đồ đẹp lắm, chị cảm ơn em. Dồn đơn với Lê Lộc phải ok. Xuân Vân nè, 45.000 ok nè. Dồn đơn với Lê Lộc ok nha. Rồi ok, dồn đơn với Lê Lộc. Hình Kiệt nhận đơn rồi đúng không? Đồ đẹp mà, bánh ngon không? Ngon đúng không? Đồ đẹp bánh ngon. Màu nâu hả? Ok, màu nâu cho Ngân Nguyễn một cái màu nâu nè. Chết mẹ rồi chị Lây. Sorry. Lôi cục đồ tào lao. Rồi ok, đợi Hoàng xíu. Rồi, màu nâu này là cho Ngân Nguyễn nè. Màu nâu cho Ngân Nguyễn một cái nè. Màu nâu cho Ngân Nguyễn nè, ok nè. Màu nâu cho Ngân Nguyễn ok nha. Bánh ngon, quá ngon luôn á. Ngon không? Rất là ngon luôn ha. Ai được ăn bánh Thái là tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Ngân Nguyễn nè. Ok nè. Chị đây âm ơn. Ngân Nguyễn ok nha. Đợi Hoàng chút xíu nha. Mấy chị em nhà mình ơi, ta la hết sức à. Ngân Nguyễn ok nha. Rồi bây giờ chiều giờ em ăn quá trường hả? Qua đơn Lữ Nhã ok. Một cái màu đen, một cái màu kem cho Lữ Hồng Quốc ok. Một cái đen, một cái kem cho Lữ Hồng Quốc ok chị nha. Biết rồi, dồn qua cho Lữ Nhã ok. Một cái màu đen nè, với một cái màu kem nè, cho Lữ Hồng Quốc nè.
lụa, lụa pyjama lụa quần cục hả, đùi hả, có luôn em ơi. Lữ Hồng Quốc ok nè, Lữ Hồng Quốc 45.000 ok nha. Rồi xong, ai lấy nữa thì báo Hoài, có 4 màu nha mọi người, 4 màu. Cái này là có 4 màu xám, đen, kem nâu. Xám, đen, kem nâu nha. Còn đùa bao nhiêu cái, 45.000 hai cái em à. 45.000 hai cái, cho em xem lại màu nhanh nha. Rồi chị Hoàng qua mẫu nha. Xem lại màu nhanh xong chị Hoàng qua mẫu nha. 45.000 hai cái, muốn lựa cái nào thì lựa, muốn lựa màu nào thì lựa. Có 4 màu. 4 màu ha. Ha, có cái màu đen thì cỡ tầm 55 57 kg. Còn lại 4 cái size, 3 cái size kia thì từ 40 đến 65, hiểu không? Nè, rồi bây giờ tua nhanh nha. Quần này là mọi người mặc xong mọi người cột cái dây lại tạo thành cái nơ. Ai nhỏ con là mặc nó rủ xuống y cái váy còn nói rồi nha. Tại vì nó có cái độ rủ, nhưng mà mình béo quá cái đùi mình nó căng hết cái này rồi thì nó hết rủ. Còn không là nó rất là dễ thương. Mọi người cột lại xong mọi người tạo cái nơ ha. Mặc với áo crop top nữa là nó giống như mình đang mặc cái chân váy vậy. Giống như mình đang mặc cái chân váy với lại cái áo crop top vậy đó nè. Nó có độ rủ xuống như vậy nè. Màu xám nha. Rồi cái này là màu nâu nha. Màu xám, màu nâu. Màu kem. Màu xám, màu nâu nè, màu kem nè. Màu kem nè. Rồi cái này là màu đen. Màu đen thì nó rất đẹp, nhưng mà nó ở đằng mặt sau á thì nó may cái lưng chung nè. Nhưng mà mặt trước á thì nó may cái lưng bản, cho nên là nó không có được, nó chỉ giãn được một phía thôi. Phía này nó không giãn cho nên là cỡ tầm 55 57 kg thôi, còn ba cái kia lên thực 65. Xám với nâu ok cho Lữ Nhã nè. Xám với nâu cho Lữ Nhã nè. Đồ ngủ là đồ gì chị cũng không biết luôn em ơi. Cái nào có thể mặc ngủ được hết em. Cái nào cũng mặc ngủ được hết á, nhưng mà nhà chị bán đồ ngủ sexy thì không có. Bán đồ ngủ sexy thì không có nha. Còn ngủ thì muốn mặc cái gì đó, mặc đồ đùi là mình ngủ được thôi. Có nhiều người họ đâu có mặc, họ vẫn ngủ bình thường luôn. Lữ Nhã đợi xíu em ơi, 45.000. Có nhiều người xem nhưng không có mua, thì cho nên là từ từ chờ Hoàng xíu. Hoàng đang xả đồ mà, cái nào Hoàng cũng sẽ like hết, nhưng mà like từ từ và từ từ. Rồi ai lấy quần đùi nữa thì báo Hoàng nha. Ai lấy quần đùi nữa báo Hoài. Ai muốn lựa quần ống rộng nữa thì báo Hoài. Mấy bạn vô sau mà chưa lựa được quần ống rộng thì báo Hoài nha. Quần ống rộng đẹp lắm. Sọc hồng nè, sọc đỏ nè, rồi sọc xanh lá nè. Rồi cái này là sọc kem hả? Sọc màu nu hả? Sọc màu nu thì không phải. Em phải sọc màu nu, sọc màu nu. Còn có cái dưới đây nữa nè. Lấy cho em quần đùi nâu đen kem 3 cái hả? 4 cái thì là 90.000, 3 cái ai biết. Đen nè, nâu nè, kem nè, đen nâu kem sen đá nè. Rồi khách mới mọi người nhắn tin số điện thoại, địa chỉ vào Messenger cho bầu. 45.000 hai quần à, 45.000 hai quần nha. Còn lựa cái quần thứ ba thì 23.000, 22.000, 22.500 là thành như 23.000 đó, hiểu không? Rồi khách mới mọi người nhắn tin số điện thoại, địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng ha. Hoàng chốt đơn qua Messenger nha, không có alo. Không alo cho bất kỳ khách hàng nữa hết. Tại vì sao? Alo nhiều khi cũng làm phiền mọi người nữa. Còn Hoàng nhắn tin thì mọi người cứ rep kiểm tra đơn hàng đâu đó ok đi hàng rồi Hoàng đi. Còn mọi người cứ cho thông tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger. Khi mà Hoàng chốt đơn xong Hoàng tự động gửi bill vào đó. Mọi người kiểm tra lại tiền, kiểm tra lại hàng hóa. Ok muốn nhận hàng thì Hoàng gửi. Ai không muốn nhận hàng thì Hoàng xả. Dễ lắm nha. Chứ không có bắt buộc mà phải mua, phải bán gì hết trơn. Rồi sen đá nè. Sen đá nè ok nè, ba quần nè. Nha mọi người ơi. Đùi nè, nâu, đen kem rồi ok. Nâu đen kem ok nha, sen đá nha, sen đá nhắn nhắn thông tin. Biết sao mọi người khỏi cần cho trên livestream số điện thoại cá nhân của mình. Phương Tuyền xám với nâu, Phương Tuyền cũng nhắn xin số điện thoại địa chỉ với Messenger giúp Hoàng nha. Của màu xám là màu nào? Màu xám với màu nâu này cho Phương Tuyền nè. Khách mới mọi người nhắn tin giúp bà bầu nha, bà bầu gần đẻ rồi đó. Thấy bà bầu năng lượng vậy chứ mà bà bầu sắp đẻ rồi đó. Phục vụ mọi người không bao lâu nữa đâu. Tôi thường đang like nó đi đẻ luôn á. Phương Tuyền nha mọi người, yêu thương bà bầu với chủ động nhắn tin ha. Không thích thì cứ, nó tóm lại là không thích thì vẫn cứ xả bình thường. Hoàng cả bóc phốt ai hết trơn, dễ lắm. Nhưng mà như thế này, nếu như mà xả một hai cái là cái chuyện bình thường. Nhưng xả toàn bộ đơn hàng có nghĩa là Hoàng không bao giờ bán nữa thôi. Chứ không có chửi nha, không có chửi. Yên tâm là chẳng bao giờ chửi ai hết trơn. Ví dụ như mình lỡ mình mua nhiều quá mình không đủ tiền, mình xả bớt một hai cái là cái chuyện bình thường, không có chửi. Nhưng mà xả hết cái đơn thì tất nhiên phải chửi, bà tào lao quá, tự nhiên vô lựa cho đã xong xả hết của người ta, hiểu không?
Em thích quần đùi vải kaki á chị. Ừ, vải này bằng vải kaki thì mấy bữa có cái quần caro nhưng mà bây giờ nó bị hết luôn rồi. Bây giờ chỉ còn và cái này là giống như vải, như là vải quần tây á. Cái này thì giống vải quần tây với lại đùi rin thôi, rin đùi thôi chứ kaki thì bây giờ không còn. Nó tùy lô á, nó tùy lô chứ không có lô nào giống lô nào. Rồi ai lấy quần đùi nữa không, mọi người ở Phương Tuyền cũng nhắn tin giúp Hoàng nha, nhắn tin vào trang bay Hoàng My chuyên thời gian đó rẻ, hoặc là học ghim số Zalo này mọi người ơi. Ai không biết nhắn tin vào trang bay thì mọi người có thể nhắn tin vào số di động hoặc là Hoàng ghim nha. Mọi người có thể nhắn tin vào số di động hoặc là nhắn tin vào Zalo. Zalo của Hoàng, nhắn tin vào Zalo cũng ok nha. Đây, tên thiệt của bà bầu Phạm Thị Lễ Hoàng, số điện thoại 0975539479, xài có số 1 từ xưa đến giờ. Mười mấy năm rồi ha. Mọi người cứ ẹt Zalo là nó ra tên Phạm Thị Lệ Hoàng luôn. Ai không biết nhắn tin vào Messenger, mọi người nhắn Zalo, mà Zalo thì chẳng có ai giả được hết để mà sợ ha. Mà Hoàng cũng chẳng có thời gian để giả luôn. Thiệt còn chưa ăn thua nữa giả. Rồi, mọi người chấm bài lên. Bây giờ lên cái gì hè? Bây giờ like cái gì ta? Ô hay. Bây giờ like cái gì? Sao ngơ ngáo quá vậy? Bây giờ like cái gì? Cùng đứng cho tí rồi để Hoàng nhau thử coi. Mấy bữa có cái caro kia nhưng mà nó đã hết rồi. Rồi còn mấy bộ xanh đậu này nè, Hoàng xả luôn cho mọi người nè. Quần màu đen màu nâu cho hôn Hoàng nè. Màu đen màu nâu cho hôn Hoàng. Màu đen nè với màu nâu nè. Cái màu nâu đó hết da rồi, đen nâu cho hôn Hoàng. Hôn Hoàng em nhận được cái đơn kia em báo chị chốt đơn sau cho em nha. Màu đen với màu nâu. Ok. Màu đen với màu nâu cho hôn Hoàng nè. Hôn Hoàng khi nào mà em nhận được cái đơn kia xong em nói chị chốt cái đơn này cho em nha. Màu đen, nhưng mà màu đen thì em mặc không vừa đâu. Màu đen này cỡ năm mấy ký, biết tại sao. Nó may có một bên là lưng chung, còn cái bên đây là nó may theo cái bảng, em mặc nó giống như cái váy á. Cho nên cái đen này nó cỡ tầm 50 mấy ký thôi nha. Em mua cho ai được chứ mà 6 mấy ký là không mặc vừa. 6 mấy ký là màu kem, màu xám, màu nâu mặc vừa, mà màu đen không vừa nha. Rồi em lấy cái gì thì em báo là chị cho nó chắc cú và cù. Rồi bây giờ Hằng xả cái bộ này cho mọi người nè. Nhanh tay mới được nha, để Hằng đếm được coi. Cỡ tầm 8-9 bộ, chất vải là cát hàng hay sao, đẹp lắm. Chất vải như cát hàng đẹp lắm, Hằng xe luôn cho mọi người nha. Nhanh tay mới mua được nè. Ai chậm là hết nha. Mẫu này Hằng xả nè. Mẫu này bà bầu xả kho, rất là đẹp luôn. Vâng chị Mai, em ở quê ra. Ý là em chốt màu lại đi. Cái này là chất vải như cát hàng nha. Mà phôm này là 40kg, cho đến cỡ tầm 55kg. Đẹp tuyệt vời luôn, Hoàng nói là đẹp giả man luôn. Cái hàng này là hàng may mặc nha, rất là xịn luôn nè. Ở phía đằng sau là nó đang chéo hai sợi, Hoàng xe cho mọi người 22.000 một bộ ha. Mua cho cô em hả? Rồi ok em. Ok ok, hôn Hoàng nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là bộ 22, bộ 22. Còn cỡ tầm 5-7 bộ gì đó nha, ai nhanh tay mới có nha. Còn không là hết. Bộ này đẹp lắm, cỡ 55-56kg mặc vừa. Bự hơn mặc không vừa nha. Bự hơn Hoàng có cái size khác xíu nữa Hoàng sale cho. Bự hơn thì không mặc vừa cái size này nha. Đẹp giả man luôn. Ok cho hôn Hoàng nè. Hôn Hoàng hai cái nè. Màu đen với màu đen với màu gì đây? Màu đen với màu nâu ok. Màu đen với nâu ok ok. Hôn Hoàng nè. Hôn Hoàng 45.000 rồi ai. Ok. Rồi mọi người ơi, ai lấy bộ 22 comment cho Hoàng bộ 22. Chất vải là như chất vải cát hàng nha. Rồi nó may rất là đẹp luôn. Mọi người coi nè, cái bộ đồ Hoàng nó thật luôn. 22.000 Hoàng không thể nào tưởng tượng nó đẹp. Nếu như mọi người nhận hàng cái chất vải nó không đẹp, cái bộ này nó không đẹp, Hoàng hoàn tiền cho mọi người luôn. Siêu đẹp chứ phải không đẹp nha. Nhưng mà nó không có bự con. Nó thật luôn, mà khách của Hoàng là toàn là bự bự con không nè. Thiệt luôn. Mọi người nghĩ đi, ở đâu tìm ra cái bộ này mà 22.000, chất vải cát hàng luôn nha. Xịn lắm. Ai lấy comment nhanh. Có mấy bộ thôi à, 6-7 bộ gì đó Hoàng sale nhanh nha. Ai lấy comment nhanh cho Hoàng. Bộ 22.000, bộ 22 nha. Không có ai bán giá này luôn á, xả lỗ luôn. Biết sao, bà bầu đẹp 7 tháng rưỡi rồi, sắp vỡ chum rồi. Bán đại rồi đi đẻ chứ thiệt luôn. Bán lỗ xịt mó cam. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Trân Lương bộ 22 nè. Trời ơi mọi người thấy 22.000 á, mua không được đi trà sữa luôn á. Mà cái bộ này có 22.000 nha. Quá bèo. Trân Lương 22, Xuân Vân 22. Xuân Vân này 22 này mọi người nhanh lên nha. Có ít chà, chứ không xíu nữa là lại không có hàng rồi, không chia đủ rồi, rồi giận hờn vu vơ nữa. Nè Xuân Vân 22 này. Minh Duy, Minh Duy á, khách mới á, nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng nha. Khách mới á, bé Minh Duy á. Minh Duy nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger cho chị bầu. Hoặc là mọi người có thể
nhà lấy cái số Hoàng ghi ở dưới đó là số điện thoại của Hoàng đó, tên của Hoàng đó, mọi người ẹt Zalo rồi mọi người nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Zalo cũng được. Còn ai mà muốn em đang mặc nè, đẹp lắm, thiệt sự là rất đẹp luôn, bà bầu sale chứ thiệt sự là rất đẹp, sờ vỡ châm hè nào không hay cho nên sale chứ thiệt sự này mọi người coi nè, rúng lồi rồi, căng nứt rồi, 7 tháng rưỡi rồi, bộ này đẹp lắm. Nhanh nha cả nhà ơi, nhanh đi. Rồi Minh Duy nha, ai mà không biết nhắn tin vào Zalo á, á quên lộn, ai không biết nhắn tin vào Messenger thì mọi người nhắn tin vào Zalo giúp Hoàng ha. Nói tóm lại là mọi người cứ làm sao thì làm, mình cứ làm việc tin nhắn trong là được ha. Không có biết nhắn tin vào trang bay Hoàng My chuyên thời trang giá rẻ thì mọi người nhắn tin vào Zalo. Ôi chết rồi, Minh Duy rồi đến ai đây? Minh Duy rồi đến Hồng Nam nè, được chưa cả nhà ơi, khách mới mọi người hợp tác với Hoàng nha. Đừng đùa giỡn trên sự vất vả của bà bầu, tội nghiệp bà bầu. Hoa Hoàng bộ A22. Ai không thích thì thôi, còn ai thích thì mình cứ hợp tác vui vẻ ha. Bà bầu bỏ bán xịt mó cam luôn á, tôi chết mẹ rồi. Hồng Nam rồi đến Hoa Hoàng nè. Ok nè, Hồng Nam rồi Hoa Hoàng 22.000 nè. Hoa Hoàng có rồi nè. Kim Sang nè. Kim Sang nè. Kim Sang nè. 22.000 nè. Minh Duy hả? Chị dồn đơn với em hả? Mua mất dép rồi. Minh Duy. Hồng Nam ok, Minh Duy nè, dồn đơn với Kim Sang ha. Ồ, ok. Ai dồn đơn với ai thì mọi người báo nha để Hoàng biết đường Hoàng dồn cho. Em đang mặc nè, đẹp lắm, đẹp lắm. Ngân Nguyễn này mới hả? Có phải máy quét Ngân Nguyễn mấy bữa hay mua đồ đâu, Ngân Nguyễn mới đúng không? Ngân Nguyễn mới đúng không em ơi? Ngân Nguyễn mới, khách mới, cho Hoàng xin thông tin số điện thoại vào Messenger nha. 22.000. Ráng, nó thiệt luôn á, đồ giá rẻ lắm, Hoàng bán nhiều mặt hàng lắm. Mua sao mua mà được 100.000 Hoàng mới chốt. Biết sao không? Chứ bây giờ mà đi á, tiền ship ngoài tỉnh là 30.000, tiền ship trong tỉnh là 10.000. Bây giờ mà mua không có đủ 100.000 là Hoàng không có chốt đi hàng được. Mọi người ráng mua 100.000. Hay chứ không có bà bầu nào gần đẻ mà đi lừa đảo hết trơn, không có ai mà bán đồ tào lao mới lao hết, mà ép mọi người mua nhiều. Không cần mua nhiều mà cũng phải mua được 100.000 mới chốt được nha. Ngân Nguyễn này khách mới đúng không? Chứ không phải là Ngân Nguyễn cái bữa đang có đơn ở đây đúng không? Rồi khách mới thì mọi người cứ chia sẻ cái trang livestream này của Hoàng về trang cá nhân đi. Rồi xíu nữa livestream xong mình xuống mình nhắn tin cũng được ha. Hoàng thì cũng không bắt buộc là mọi người phải nhắn liền, nhưng mà mọi người phải nhớ nhắn, có tội nghiệp bà bầu. Mình đừng có chốt dạo, hiểu không? Chốt dạo với những người kia thôi. Còn cái bà này bảo bà bầu, mình làm vậy là mình mang tội gấp đôi, hiểu không? Vì nó là đang hai mẹ con nó mà. Trời, con nhóc trong bụng bây giờ chắc cỡ ký 8 thiệt. Mang nó nặng chết mồ luôn livestream vậy chứ, ngồi đáp vật. Mệt lắm Hoàng còn nè. 4 bộ thôi. Ai lấy thì chốt cho Hoàng 4 bộ 22.000 nha. Còn 4 bộ chất vải các hàng mà nó đẹp lắm. Nó thiệt với cả nhà là cái form này nó nhỏ quá. Chứ nếu như mà khách của Hoàng á, đa số cái lượng khách của Hoàng là toàn là 60kg trở lên. Mà cái khách này á thì nó chỉ cái bộ form bộ đồ này cỡ 55-56 nó mới mặc đẹp. Nên buộc lòng phải sell thiệt. Mà khi sell cái giá 22.000 này rồi thì bản thân Hoàng cũng chả có lời 1.000 xu các bạc nào. Đó, bộ chị đang like này em, nhưng mà form nhỏ lắm, chị nghĩ chắc em mặc cũng không vừa ha. Chứ không có phải là xấu xí đâu, chắc phải các hàng Hoàng bán cho khách rồi đó. Khách mặc đẹp tuyệt vời luôn. Bộ 22 cho Hiền Phạm này. Ok, khách mới mọi người chủ động nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng nha. Hoặc là nhắn tin vào Zalo. Ngân đó khác nhau, chị biết mà. Chị nhìn cái avatar nó khác là chị ghi Ngân Nguyễn mới rồi. Hiền Phạm 22.000. Khách mới mọi người nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng nha. Hoàng nhìn cái avatar Hoàng thấy khác là biết rồi. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng là bộ 22 nha. Rồi bây giờ để Hoàng coi thử Hoàng sale cái gì cho mọi người nè. Hoàng nhoi thử coi, nhoi coi cái gì sale hết cái đó cho mọi người luôn. Phải nhoi mới biết đường còn cái gì mà sale. Rồi, bộ bao này Hoàng cũng bán luôn 22.000. 60kg còn rộng đó chị. Ủa cái bộ này 60kg còn rộng hả? Hay vậy? Bộ này 60kg còn rộng hả? Hay vậy? Chắc là tùy cơ địa. Như bộ này thì chị độ chắc cỡ 5. Chị độ cỡ chắc 55-56kg thôi. Chắc là cái cơ địa của em nó săn chắc, hoặc là em có chiều cao gì đó. Thật ra là cái hàng này là Hoàng cũng chốt cho sỉ hết trơn rồi nè. Chốt sỉ. Nhưng mà nó thật lòng là
sĩ đặt nhiều quá mà cọc hẹn lâu quá mà Hoàng bà bầu đó thì còn chờ không nổi còn xả thôi, đúng không? Cũng là sĩ quen nhưng mà người ta nói là hai bữa em cọc, ba bữa em cọc, năm bữa em cọc. Hoàng thấy là giống như là lời nói nó không chất lượng á Hoàng xã. Bộ màu xanh và vàng phía sau cho chị coi với. Màu xanh và vàng phía sau là bộ nào chị ơi? Bộ vàng là bộ hoa cúc hot girl. Bộ xanh là bộ pyjama chị ơi. Chị muốn coi cái nào. Còn cái ở kia là cái đầm màu xanh chị ơi. Rồi bây giờ Hoàng xã tiếp cái này cho mọi người 22.000 luôn nè. Bộ beo này thì còn ít. Bộ beo này còn ít nè, Hoàng xã 22.000 nha. Xã 22.000 nè. Chốt cho Hoàng là beo 22 luôn. Mỗi người có bộ, mỗi người có bộ xỏ ra đây. Beo 22.000, beo này thì xin lỗi mấy bạn là 65kg chơi vừa nha. 65, 67kg cũng chơi vừa. Mà 40kg cũng mặc vừa. Mà beo này nè, đồ bộ thì không sợ rộng mà chỉ sợ chật. Hiện Phạm là chị dâu mình đó Hoàng, ủa vậy luôn á hả? Hiện Phạm hả? Chút nữa Vân nhớ nhắn lại cái tên cho Hoàng nha. Chứ không Hoàng quên mất cái khi Hoàng soạn ra Hoàng thấy có tên mình chị cái Hoàng xã ra mất công tội. Rồi đây. Đây ai lấy chốt cho Hoàng beo. Cái mã beo này nè, cô Loan á, mặc vừa, Hoàng cũng mặc vừa luôn. Cô ha, 65kg, 67kg chơi vừa nha. Mà 40kg cũng chơi vừa. Cái bộ beo này rất đẹp. Ai lấy beo chốt beo 22.000 beo này. Còn 1, 2, 3, 4. Bộ này là 5. Bộ này là 5, bộ này là 6, 7. Còn 7 bộ beo nha. Ai lấy beo chốt beo, còn tổng số là 7 bộ beo. Ai lấy beo comment beo cho Hoàng xã luôn 22.000. Bộ beo xả luôn 22.000 nha. Bộ này Hoàng đang mặc luôn. Hoàng vẫn mặc vừa 70kg giờ Hoàng vẫn chơi vừa. Cô Loan á, mặc cũng cực đẹp luôn. Hoàng mặc cũng cực đẹp, chất vải đẹp lắm. Xả luôn 22.000. Ai lấy chốt cho Hoàng nha. Beo 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 beo. Rồi bây giờ beo này, bây giờ Hoàng chốt nè. À, Vũ Nguyễn là beo hả? Ok nè. Vũ Nguyễn này khách nào dồn với khách nào mọi người nói. Tại vì nhiều khách quá Hoàng cũng không biết luôn. Người này giới thiệu người kia, người kia giới thiệu người nọ, xong chút nữa tới tùm lum ta lả luôn. Ok dồn đơn cho Út Thảo nè. Út Thảo ok. Vũ Nguyễn là dồn đơn cho Út Thảo 22.000 nè. Ok nè. Rồi beo Vũ Nguyễn rồi cho đến em Kim Mai. Kim Mai mặc cái đồ này đẹp luôn em. 65-67kg mặc vừa luôn, đẹp lắm. Kim Mai nè. Chết da cây bút hết mực. Kim Mai ok. Mai ok nha. Đi mai nè, đợi hồi xíu Hoàng rep comment. Rồi ro xe Nguyễn Beo nè, ok nè. Ro xe Nguyễn Beo nè. Ro xe Nguyễn nè, Beo này 22.000 nè. Ok nè, ro xe Nguyễn nè. Đinh Thị Minh Trang Beo ok. Đinh Thị Minh Trang nè. Trời ơi Út Thảo càng ngày càng gia nhập thành viên vô. Mấy bữa Hoàng chốt hàng một lúc á là mười mấy người rồi, bây giờ mà Hoàng mà chốt một lúc mà chắc cả 20 người luôn quá. Vũ Nguyễn em là Thu Út đó chị hả? Trời ơi, sao em không nói em là Thu Út cho chị dễ biết. Nhung Nguyễn Beo, Nhung Nguyễn này Nhung Nguyễn mới nè. Nhung Nguyễn này chút hồi nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ và messenger cho Hoàng nha. Tại vì Hoàng có 2-3 Nhung Nguyễn lần đó. Có lộn chết luôn á. Nhung Nguyễn nè. Beo cho Trân Lương nè. Beo cho Trân Lương nè. Ok nè, một bộ be cho Trân Lương nè. Chút nữa em nhắn lại cho chị chứ em 2-3 tên chút hồi chị Hoàng lộn luôn. Trân Lương nè, 22 nè. Ok nè. Có nhiều khách thì Hoàng nhớ mà có nhiều khách Hoàng chẳng nhớ luôn. Lê Lộc nè, ok be cho Lê Lộc nè. Be cho Lê Lộc nè, 22.000 nè. Tiếp tục nè, be này lúc chiều chị chốt đơn cho em phải chị chính xác rồi em. Beo dồn đơn qua cho Tài Phạm. Chị Tài Phạm mấy bữa giờ rep bên bút chị ơi. Chị Minh Tân ơi, chị Mạnh Tân ơi. Mấy bữa giờ em, hai bữa nay em chốt đơn cho chị Tài Phạm nhưng mà em chưa thấy chị rep bên bút. Mặc dù chị cũng mua em nhiều rồi mà sao chẳng thấy rep bên bút, em không biết nữa. Biết có dồn được không chị ơi? Em không có biết là em dồn được không. Tại vì là em không thấy chị rep bên bút em luôn á. Chị Mạnh Tân ơi. Beo cho Phương Tuyền, khách mới hả? Quy nay nhiều khách mới quá vậy. Nay nhiều khách mới quá vậy. Mọi người ơi, khách mới, mọi người nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào messenger giúp em nha. Nay nhiều khách mới quá. Em không biết ai luôn nè. Phương Tuyền nè. Mấy chị ơi, khách mới mọi người nhớ chủ động nhắn tin vào cho em nha. Mai cuối tuần em soạn đơn mà chị dâu là khách hàng VIP của Hoàng đó. Em Hoàng cảm ơn chị rất là nhiều nè. Mọi người ơi, không có nhắn tin vào messenger là em chịu á.
em không biết ai luôn vì tối nay em rất là nhiều khách mới này. Loan lê một bộ beo này, rồi là hết beo rồi nha mấy chị em nhà mình ơi, hết beo nha. Loan lê một bộ beo hết beo, nho nho thử còn không. Loan lê này hết beo này, Loan lê bộ beo này đẹp lắm á, trẻ già lớn bé gì chơi tuốt tuột tuột hết. Rồi hết beo luôn nha mọi người. Hôm nay em gặp toàn là cây bút hết mực không, như là em đang sắp hết mực vậy. Ôi chú cha má ơi. Rồi mọi người ơi, chấm bài cho em. Tiếp tục còn một mẫu nữa này, em xả luôn cho mọi người nha. Xả luôn cho mọi người là hết luôn nè. Cây bút hết mực. Xíu nữa em tri ân mỹ phẩm cho mọi người mua nè, mọi người xài cho nó đẹp nè nha. Mọi người hãy chờ em, lúc nãy em xả mỹ phẩm cho mọi người xài cho nó đẹp, nó xinh tươi nha, nó trẻ trung sành điệu nha. Cái bà dán tim ở vô sao bà không nói chuyện Hoàng cho xem bà chả đánh răng. Rồi mọi người ơi, cái này Hoàng, ôi chết, trong đây chỉ có vài bộ khoét tay thôi nè. Cái này em cũng xả 22 ngàn cho mọi người luôn, nhưng chốt cho em là bi khoét tay này. Cái bi khoét tay này là chỉ còn có 1-2 bộ thôi nha, 1-2 bộ gì đó em không biết. Nó tóm lại khoét tay chắc mấy bạn trẻ thích hơn, 40kg đến cỡ 65kg vẫn ok nha, vẫn ok. Tại vì mọi người cứ tin tưởng đi, những bộ này cách đây 2-3 tuần trước khi bầu em mới có 6 tháng em vẫn mặc được, mà bây giờ tự nhiên bầu 7 tháng rồi có bụng bự quá, em mặc cái chật á, cái áo thì em mặc được, mà cái quần em mà mặc chật em kéo lên là nó đạp, nó trồi lên trồi xuống em khó chịu quá, nên em không thử nữa mấy chị hiểu không, không có gì hết trơn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã bi khoét tay nha. Cái khoét tay là nó khoét cái chỗ này xíu nè, hiểu không? Xong rồi cái nó có cái nơ chỗ đây đẹp lắm. Ok, cho ro xe Nguyễn nè. Ro xe Nguyễn ok nè. Ro xe Nguyễn nè, ok nè. Cái bộ bi này có ít à, 22.000 nè. Cho ro xe Nguyễn nè. Vũ Nguyễn là chỗ Vũ Nguyễn là ai em cũng quên luôn. Vũ Nguyễn là chị dâu á hả? Rồi cái khoét tay đó không có nữa nha mọi người ơi. Khoét tay đó em không thấy nữa đâu. Khi nào em thấy em sẽ nói. Nó tóm lại là khi nào em thấy thì em sẽ nói. Cái khoét tay đó có ít lắm. Chủ yếu là cái bi này nè mọi người. Chủ yếu là cái bi mà có tay nha. À khoét tay còn một cái này. Còn một bộ này khoét tay nè. Cho Vũ Nguyễn đúng không? Ok cho chị Vũ Nguyễn nè. Cho chị Vũ Nguyễn ok nè. Vũ Nguyễn nè, 22.000 nè. Xả luôn. Rồi cái bi khoét tay nó chắc hết rồi đó. Em nói là chắc hết rồi đó mọi người ơi. Hết rồi sao? Em bộ đó thôi chứ em cũng không biết luôn. Khoét tay nó chắc hết. Chủ yếu là bây giờ khoét tay còn một cái nữa nè. Còn một bộ nữa nè. Khoét tay còn một bộ nữa. Ai lấy khoét tay chốt khoét tay. Có nghĩa là mẫu này nó trẻ trung. Nó khoét cái tay như vậy thì nó trẻ trung này, hiểu không? Khi mình mặc lên á, mình mặc lên cái nó khoét như vậy và nó có cái nơ như vậy nè. Đó. Ai lấy chốt cho Hoàng là bi nha. Bi khoét tay này nè. Ok Kim Mai đúng không? Ok Kim Mai nè. Kim Mai nè, 22.000 nè. 65kg vừa nha. Vừa vặn thoải mái luôn á. Kim Mai nè, 22.000 nè. Em xả hết luôn. Bụng bự quá rồi, bụng bự quá rồi, mệt quá rồi mấy chị ơi. Rất là mệt luôn. 8 năm sau mang bầu lại đứa thứ hai mệt ve sầu luôn. Nhiều khi em nghĩ chứ không có con thì nó buồn, mà thiệt sự là nó nặng ơi là nặng luôn. Tối em ngủ chẳng có được nơi. Em rất là nặng luôn á. Mọi người thấy em mặc đồ vậy mọi người không biết bà bầu đúng không, mà thiệt ra là bụng bự lắm. Nó rất là mệt luôn. Trời ơi nó căng đét luôn. Mệt dã man con ngang mấy chị ơi. Nhưng mà cũng phải làm việc như bà điên đây nè. Rồi bây giờ chắc hết cái mẫu bi đó rồi. Bây giờ em còn cái bi này nè. Ai lấy chốt cho em mã số 1 nha. Cái bi này thì nó thiệt ra là người trung niên người ta mặc nó sẽ hợp hơn. Mấy chị biết sao không? Tại vì nó có tay á, nó có tay và nó rộng hơn cái bộ kia luôn. Cái này thì em nói dạy mô Phật chứ 67kg, 68kg mặc vừa. Cái bi này nè. Ở đằng sau thì nó như vậy, nhưng mà đằng trước thì nó có cái tay con như vậy nè. Rồi chốt cho em mã số 1 đi ha, 22.000. Cái này em cũng còn 4-5 bộ gì nữa đây nè. Đây là hết nè, còn chừng này bộ nữa là hết nè. Rồi chị nào lấy chốt cho em số 1 nha. Quần đùi nhưng mà nó may theo cái kiểu đồ trung niên, cho nên không phải đùi sát lên như mấy bạn hot girl đâu. Đùi này mà nó muốn chạm cái quần á, nó muốn chạm gần tới cái đầu gối luôn, phải không? Chứ không phải là cái quần đùi mà nó ngắn. Quần đùi của mấy bạn kia chắc nó may cỡ 5 phân rồi tới đây à. Quần đùi này nó dài lắm, đùi nhưng mà nó dài. Đây cái này là 67kg cũng vừa nha mọi người ơi. Này thì chắc nó thấm tóm lại là hợp với người lớn trung trung tuổi như mẹ mình là ưng lắm. Mẹ mình là tối mặc ngủ là ưng cực kỳ luôn đó.
Em thì em cũng có bộ cái bi này em vẫn có. Rồi ai lấy chốt cho em là mã số 1 nha. Là nó có cái tay con chốt cho em mã số 1 để cho nó khỏi lộn. Mọi người cứ bi là chút nữa em chốt tụi mình lua bi hết trơn á. Rồi mọi người chốt cho em mã số 1 ha. Ôi cả nhà có ai còn thấy em không, mọi người chấm bài cho em với. Sao chẳng chị em nào chấm bài cho em hết trơn vậy. Mấy chị không thích thì mấy chị chấm chấm đi, em qua mẫu mấy chị ngồi im em buồn quá. Em đang hơi bị viêm họng luôn á chứ. Mấy chị thích thì mấy chị comment mấy chị mua, mà mấy chị không thích thì không có vấn đề gì hết. Mấy chị cứ chấm chấm cho em rồi em qua mẫu ha. Qua mẫu khác cho mấy chị lựa chứ. Đồ thiếu cha gì em cả kho mà. Đúng không? Em đâu biết mẫu mấy chị thích, cứ like hết cái này em qua kia. Rồi ai lấy ren chốt ren này thì em có một bộ duy nhất nha. Một bộ duy nhất. Cái này chắc cỡ 60 kg mặt đẹp thôi. Ai lấy ren chốt ren 60 kg mặt đẹp. Cái mã ren này nó hơi nhỏ hơn và nó sexy lady hơn nè. Nhưng mà chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Ai lấy ren chốt ren cho Hoàng nha. Ai lấy ren chốt ren cho Hoàng này, có một bộ ren duy nhất nha. Ai lấy ren chốt ren có một bộ duy nhất rồi. Có một bộ ren duy nhất nha, ai lấy thì chốt. Rồi xong, qua mẫu nha. Qua mẫu nha mọi người. Bây giờ Hằng Noi thử coi Hằng like cái gì đây. Bây giờ cũng chưa biết like cái gì luôn á. Đồ nhiều quá mà không biết like cái chi luôn. Rồi mọi người em bán cho mọi người cái đồ này nè. Ren cho xem bàn chải hả? Ok em. Ren nha. Ren cho ai đây? Ren cho Mai bông trước nè. Ok nè, Mai bông nè, ok nè. Để chị Hoàng like bàn chải. Hết cái ri này chị Hoàng like bàn chải nè. Em chờ chị Hoàng xíu được không? Tại bàn chải nó ở ngoài kho. Nó ở ngoài kho này nè. Chị Hoàng cho em xem nè. Bàn chải nó ở ngoài kho nè. Bàn chải nó ở ngoài mấy cái thùng kho ngoài đây. Nè, mỹ phẩm nè mọi người. Mọi người xíu thích Hoàng like mỹ phẩm rồi Hoàng sẽ like cho nha. Cái kho trong nhà Hoàng đó quần áo nè. Like tai like tướng luôn. Chờ chị Hoàng hết cái này xong chị Hoàng like cái bàn chải gì nha. Cái bộ dài hôm nay lần đầu tiên trong đời mới xả giá 59.000 nè. Thật ra lúc bán 65.000 là bà bán tri ân rồi, bây giờ xả 59.000 rất là buồn luôn. Vì bán 65.000 mà mới lời được có 3.000 nha. Giờ xả 59.000 là nó lỗ sạch xịt máu cam luôn. Rồi cả nhà ơi, bộ này là đẹp lắm. Bộ này Hoàng sẽ nói nè. Bộ này là form rất là lớn. 50kg cho đến 65kg cũng mặc vừa. Bộ này là lớn, form lớn. Vì là cái này là khách hoàn toàn là khách béo không à. Xong rồi Hoàng mới... Cái này có nghĩa là cái con nhỏ ở bên Malaysia đó, nó đặt xưởng may 2.000 bộ, Hoàng ké thêm vô. Hoàng ké thêm vô để mà bán thôi, là cái này là hàng may mặc nha. Nó rất là chắc luôn, đường vải, đường vắt chỉ, đường vắt sổ rất là chắc luôn mà phơm bự luôn. Rồi lần đầu tiên trong đời Hoàng sale 59.000 một con phơm lớn lắm, quần dài và có túi hết. Phơm lớn nha, quần dài có túi luôn. Áo cái chữ gì thì cái quần nó theo cái chữ nấy luôn ha. Quần thì nó may vừa phải ra, không phải là ống quá bo mà cũng phải ống rộng. Vừa phải vậy nè. Cái này là 65kg mặt vừa nha. Cỡ 47-48kg, chứ nhỏ hơn 40 không được đâu, 40 rộng lắm. Cỡ 50kg đi ha, cho đến 65kg mặt vừa. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng là xanh lá đi ha, nó đại đi, xanh lá. 59.000 bộ xanh lá, nguyên một bộ dài nha, quần có túi luôn nha. Đó, chị em nào mà từ hàng 50 á, cho đến 65kg là mua 1-2 bộ mà mặc. Đẹp lắm, Hoàng nói là đẹp ơi là đẹp luôn, phơm bự nha. Chứ mà Hoàng nghĩ xin rồi đố mấy chị tìm được ra cái mẫu này mấy chị mua này, Hoàng đặt cái con kia mà. Rồi ai lấy chốt liền cho Hoàng cái này là xanh lá nè. Một tua có còn ít nha, nhưng Hoàng xả luôn. Xanh lá nha cả nhà ơi, ai lấy xanh lá chốt xanh lá Hoàng tua nha. Mọi người chấm chấm bài. Không thích là mọi người cứ chấm chấm bài để cho Hoàng like nhanh một phát rồi Hoàng qua mẫu khác cho mọi người. Mà Hoàng xả rồi mà mọi người không mua là tiếc lắm luôn á. Xả 59.000, từ đó giờ Hoàng bán bao nhiêu bộ rồi.
Hoàng đặt ké vô 200 bộ, nhưng mà Hoàng bán chắc cũng hơn 100 bộ. Mà chưa bao giờ, từ đó giờ chưa ai mua cái bộ này được giá 59 nhất, chỉ tối hôm nay thôi đó. Rồi ai lấy xám, chốt xám, chưa có một ai mua được giá 59.000 nha. Hoàng nói là mọi người hiểu đó. Rồi ai lấy xám, chốt xám cho Hoàng nè. Từ 50kg nha, cho đến cỡ 60-65kg là mặc ok. Ai lấy xám, chốt xám cho Hoàng. Xanh lá cho Xuân Vân ok. Lần đầu tiên Hoàng xả giá 59. Xuân Vân, chị đang like nè em. Màu thì chị đang like nè. Xuân Vân nè, 59.000. Lấy 3 bộ 68. Dạ sáng này 65kg chị ơi, 68kg sợ mà không vừa chị ơi. Ai lấy xám chốt xám nha. Màu thì bây giờ chị đang tua từng màu một nè em. Đang tua từng màu một mà. Rồi ai lấy tím chốt tím nè. Cái này 65kg thôi chị ơi, 68kg là chị chờ mua cái bộ tô này len thì còn được. Nhà em là mấy chị mà 68-70 thì chờ em bán cái bộ tô này len cho ha. Chất vải lanh á thì được, chứ còn cái bộ này 65kg à. 65kg mấy chị nha, 50-65 thôi. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng là cái này màu tím nè. Ai lấy tím chốt tím nha, đẹp lắm. Hoàng nói là bộ này mà nếu như mà nó may ra nó bán chợ là phải 180-200 ngàn một bộ á. Chất vải là cô tông xịn đựng bị đục nè mọi người nè. Hàng này là nó mình đặt ngay nó có phông bự như vậy. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là tím nha. Hoàng đang tua màu nè mọi người nè. Hoàng có ri thôi mọi người chấm bài đi. Cái này chốt cho Hoàng là xanh ngọc nè. Xanh ngọc nha, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Trời ơi bộ này mà có 59.000 rẻ quá trời luôn, thiệt luôn. Xanh ngọc nha, quần có túi nè mọi người coi chất vải nó dày lắm. Chị em phụ nữ mình là đa số là mặc cái đồ này chứ mặc cái gì. Mình ở nhà mình mặc cái này xong rồi mình mặc đồ bộ á. Rồi mình mặc áo khoác vô mình làm việc nhà mình mang vớ đó. Mà lần đầu tiên Hoàng mới sale đó. Tím cho Lê Lộc nè. Ok nè, một bộ tím cho Lê Lộc nè, 59.000 nè. Xả. Còn một bộ tím nè cho Kim Mai ha. Bộ tím này cho Kim Mai nha, cũng là màu tím đó luôn, mà nó in cái chữ Gucci thôi. Được không Kim Mai ơi? Được thì báo chị nha. Chữ kia thì cái đó tóm lại là khác cái chữ thôi, chứ còn một chất vải nó cắt ra hết, một cây vải nó cắt ra hết. Ok thì báo chị nha, Kim Mai nè. Một chất vải đó luôn, một phơm đó luôn, nhưng mà nó in trên cái áo á, khác nhau một xíu. Rồi cái này thì nó in chữ Gucci á. Còn cái kia thì nó in chữ Martino. Đó, rồi Kim Mai ok thì báo chị nha, không ok thì thôi. Rồi ai lấy xanh ngọc báo Hoàng xanh ngọc nha. Không ok thì thôi, không có vấn đề chi hết. Còn ok thì báo Hoàng chốt cho. Cái này chốt cho Hoàng là sọc đen nè. Ai lấy sọc đen chốt sọc đen nè. Sọc nha, cái sọc nhỏ nhỏ như vậy nè. Sọc đen nhỏ nhỏ, sọc đen nhí nhí như vậy nè. Đó, cái đền nó như vậy nè. Trời ơi, Hoàng nói là chất này là chất xịn. Ôi là xịn luôn. Lấy em một bộ bi mã 1. Bộ bi mã 1 là sao ta? À ok, bả bi mã 1 cho bà bé Hương, cho bà bé Loan Lê. Trời ơi, vô Hoàng bán qua một khúc rồi bả mới comment. Sợ bả luôn. Cho bà bé Loan Lê nè. Mã 1 là nó có tay 22.000. Khổ bà ghê á. Hoàng bán qua lúc cho bả mới comment. Chị Hoàng không biết một cái gì luôn bà ơi. À không, bộ này nó bị khoét tay rồi. Mã số 1 là nó có tay con rồi. Chị Hoàng chỉ cha bà ơi. Ok ok, Loan Lê nè. Loan Lê ok nè. Loan Lê nè, 22.000 nè. Bả làm tôi hoang mang quá bà. Màu tím nè, cho Hương Kim ha. Hương Kim nha. Kim Mai không có comment lại thôi, chị Hoàng để cho Hương Kim. Còn khi nào mà có cái bộ tím Martino thì chị Hoàng nói để cho em ha. Lấy 65kg chứ không phải 68kg, 3 màu sáng. Được chị hả? Chết mẹ rồi. Được chị, đợi chị xíu. Nhung Nguyễn sọc đen hả? Nhung Nguyễn là khách. Nhung Nguyễn này Nhung Nguyễn mới nha. Chút nữa em nhớ nhắn tin báo chị nha. Nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ Messenger giúp chị nha. Nhung Nguyễn này chờ Hoàng xíu nha. Kim Mai ơi chờ chị xíu. 59.000 này. Nhung Nguyễn này. Nhung Nguyễn mới nè. Nhung Nguyễn này khách mới nè Hoàng ghi nè. Rồi chứ nhiều Nhung Nguyễn quá. Chút nữa Hoàng lộn luôn á. Lộn cầm phèo luôn á. Sợ lộn lắm. Lộn khách này khách kia. Nó trùng tên đó mọi người ơi. Nó trùng tên, nó bị lộn, nó chết luôn á. Màu tím đợi Hoàng một xíu nè.
màu tím mà vẫn còn á, nhưng mà cái chữ gì tèm lem hết á. Kim Mai vừa mới hỏi xong rồi chốt cho bà bé kia mất tiêu rồi. Màu tím đỡ hơn xí, màu tím đỡ hơn tìm cho. Màu tím cái chữ cancel này được không? Mọi người chờ xíu mình giải quyết từ từ từng người nha. Nó còn ít thôi à. Màu tím mà vừa qua cái chữ cancel này được không Kim Mai ơi? Mới vừa hỏi cho em xong rồi lại chốt cho người khác. Nó chỉ khác là nó khác cái hình in thôi. Cái này là hình in nha. Đây. Rồi Hoàng nói là chất vải là nó xịn đẹp luôn. Mà form rất là bự luôn, để Hoàng trồng thử cái áo cho mọi người xem nè. Hoàng đang bà bầu mà Hoàng trồng thử cái áo cho mọi người xem nè. Bầu mà Hoàng đang 71kg thấy không? Thoải mái không? Nè, 71kg mà Hoàng đang còn mặc một cái áo ở trong người nữa đó. Thì vậy mới nói là form lớn đó. Vậy mới nói là form lớn. Nè. Đó, casual thì cái quần nó cũng như vậy luôn nè. Đó, nguyên một bộ như vậy nè. Đó, form lớn nha, phải 50-65kg mặc vừa. Tím này được không Kim Mai ơi? Được báo chị nha. Cái tím kia bị chốt mất dép rồi. Cho Kim Mai nè, được không thì báo chị nha. Đen để Hoàng tìm thử coi có còn cái sạch đen nào không nha. Được chị đó, ok cho Kim Mai nè. Ok, form và dáng là y nhau luôn. Ok Kim Mai nè. Mọi người chờ Hoàng chút xíu đó. Hôm nay Hoàng xả cái này 48kg thì có khi hơi rộng em. 50kg Kim Mai 59 nha. Cái này là 50kg trở lên thì chị biết là ok, còn không biết là 48kg. Bộ bi vàng phía sau bao nhiêu tiền bộ? Nít tâm nãy giờ ăn, đợi em một xíu mọi người ơi. 48kg thì nhiều khi sợ nó hơi rộng xíu á. Rồi, màu tím này nha, bây giờ ai lấy chốt lại cho em nè. Mấy chị ơi, mấy chị đừng có lựa, em là em bán đồ dễ tính á. Mấy chị cứ lựa từng bộ theo ý mấy chị thích. Em like cho mấy chị lựa từ từ ha. Mấy chị đừng có lấy là ba bộ màu này, ba bộ màu kia biết sao. Người ta lấy cái mẫu mình không thích sao. Em like từng mẫu cho mấy chị chọn hết. Mấy chị thấy đã không? Rồi nha, màu tím này thì chốt cho em là tím 1 đi ha. Tím 1 là nó có chữ cancel nè. Cũng là tím nhưng mà mấy chị biết sao, nó in mấy cái này là họa tiết khác nhau. Thì em sẽ cho mấy chị lựa luôn. Em chịu chơi đó, đã sale lỗ mà em vẫn dành thời gian cho mấy chị lựa cho đàng hoàng. Mấy chị thích đi rồi mấy chị ấy mua. Đồng tiền ai làm cũng cực hết, thích thì mua. Em sale là bởi vì em đã bán có lời rồi. Bây giờ còn sót lại một ít thì em sale cho nó gọn. Với lại em bầu bì lớn quá rồi, em phải sale cái kho hàng nhiều quá. Vừa mỹ phẩm em quay một nhà, mọi người thấy không? Rồi ai lấy cái này chốt cho em là tím 1 ha. Tím 1 cho em. Trời ơi vậy hả? Rồi ai lấy chốt cho em là tím 1 nha. Đó, form này là em biết chắc là 50kg trở lên thì đẹp. Còn mờ dưới 50kg thì thật sự là cũng không biết mọi người. Có thể là nó hơi rộng nhẹ xíu. Rồi, cũng là màu tím luôn. Nhưng mà cái hình này thì chốt cho Hoàng là tím 2. Cái chữ này là chữ Burberry nè. Còn cái chữ kia là chữ Cancel. Nhưng mà nhiều khi mấy chị ghi Burberry Cancel nó khó quá, nên tiếng Anh nó khó ghi. Thì mình mấy chị chốt cho em là tím 2. Tím 2 là chữ Burberry nè. Rồi ai lấy tím 2 chốt tím 2, lấy tím 1 thì chốt tím 1 nha. Màu tím này thì nó rất là sạch. Sạch lắm, chị nào mà hay làm công việc nó hơi bẩn bẩn chút thì mặc màu tím nó sạch. Tím 1 cho Thúy Hằng nè, ok nè. Tím 1 cho Thúy Hằng, ok. 59.000 là xả rồi. Xả lắm 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 luôn á. Tím 1 cho Thúy Hằng, còn cái này là tím 2 nha. Tím 2 là cái chữ Burberry. Tím 2 là chữ Burberry cho em nha. Chị mua lấy thì chốt nè. Em bây giờ là chị nào muốn lấy tím 1 thì chốt tím 1, muốn lấy tím 2 thì chốt tím 2 nha. Nhớ nha. Ai thích cái gì mọi người cứ tự nhiên mà lựa. Lựa đã thì thôi. Rồi em còn một bộ nữa nè, sọc đen nè. Còn một bộ sọc đen, ai lấy sọc đen chốt sọc đen, còn một bộ sọc đen. Cái sọc nó như vậy nè mấy chị nè. Không biết mấy chị thích màu tối hay sáng, chắc em trong đây là đủ màu, tối sáng gì cũng có hết trơn á, mà từ từ em like cho. Rồi ai lấy sọc đen chốt sọc đen, sọc đen còn một bộ quần như vậy nè. Có túi hết luôn và đẹp lắm. Bộ này thì từ 50-65 là đẹp nhất nách luôn. Rồi ai lấy sọc đen chốt sọc đen nha. Tua tua nhanh nhanh cái mấy chị ơi. Hoàng tua tua nhanh nhanh cái nha.
tím 2 cho bà bé Lữ Nhã này, ok này, 59.000 này, là xả rồi, xả lắm luôn. Lữ Nhã 59.000 nè. Tím 2 là chữ tím Burberry nè. Ok cho Lữ Nhã nè. Rồi, cái này chốt cho em là hồng nha. Cái này là màu hồng nè, chữ Burberry luôn. Rồi ai lấy hồng chốt hồng nè, màu hồng như vậy nè. Ai lấy hồng chốt hồng nha. Rồi Hoàng nói bộ này là mua mặc đến Tết luôn, dọn nhà cửa xong đón năm mới luôn. Bộ này chất vải đẹp và dày lắm, mặc biết bao giờ cho hư. Mà phụ nữ mình là tính ra ở nhà là mặc cái đồ bộ nhiều hơn, cứ suốt ngày mặc đồ bộ này thôi chứ đâu có mặc cái gì khác đâu. Mặc đồ bộ rồi 70kg không vừa em, cỡ 65kg thôi chứ 70kg không vừa. Tập đen cho Xuân Vân. Ok, tập đen cho Xuân Vân này. Xuân Vân ok nè, 65 thôi chứ Hoàng đâu có dám nói 70. Cái này 70 sợ không vừa. Ok, sọc đen cho Xuân Vân này. Ai lấy hồng báo Hoàng màu hồng nha. Ai lấy hồng chốt cho Hoàng hồng. Rồi cái này chốt cho Hoàng là mã xanh nhạt này, màu sáng này. Chị mua thích sáng có sáng, thích tối có tối luôn. Cái này chốt cho Hoàng là xanh nhạt nhạt này, nó như màu xanh da trời vậy đó. Như xanh da trời buổi sáng vậy đó. Coi nè, phôn đã chưa? Phôn đã luôn. Rồi ai lấy xanh nhạt chốt xanh nhạt này, Hoàng trồng mua thử cho mọi người coi cái phôn nha, đã lắm. Cái hàng này đặt may nó mới có phôn bự vậy thôi, chứ còn nếu như mà mình mà lấy hàng xưởng thì nó phôn tí xíu à. Bà bầu 71kg á. Tay nách này thoải mái nè. Chất vải này thì thôi chứ mặc sướng luôn. Đó, mặc xong có áo khoác nữa, nhà làm việc nhà đi chợ vô tư. Rồi xanh nhạt cho Hoàng nha. Màu này màu xanh nhạt nè. Ai lấy thì chốt cho Hoàng là xanh nhạt nha. Phôn bự cho bá đó. Xanh nhạt để Hoàng coi cái màu gì lạ lạ rồi Hoàng like. Xanh nhạt nha mấy chị ơi, ai lấy xanh nhạt báo cho Hoàng xanh nhạt. Cái này chốt cho Hoàng là xanh biển đi ha. Màu này giống màu xanh của nước biển, có nói xanh biển đại đi ha. Rồi chị nào lấy xanh biển chốt xanh biển, chữ này là Machino. Cái này thì nó tinh tinh. Đó. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh biển nè. Đẹp ơi là đẹp luôn, Hoàng nói bộ này đẹp ơi là đẹp luôn. Xanh biển nha, quần là có túi hết luôn. Hàng đặt may mà. Cái bảng đó nè, coi nè, cái bảng lưng quần nó là nguyên một cái bảng chứ không phải là cái lưng mà lưng thun lùn lùn qua đâu. Cái lưng này là lưng thun bảng này, hiểu không? Khi mình mặc ra là nó giãn ra như vậy này, nó không bao giờ bị dùng lại dây thun. Hàng này là thằng Malaysia nó đặt chứ còn Hoàng đặt ké theo thôi. Ké theo này mọi người coi nè, thấy chưa? Cái lưng thun của nó là cái lưng bảng như vậy nè. Khi mình mặc nó giãn ra là nó sẽ bảng như vậy, chứ còn ví dụ như mình lùn cái cọng dây thun nhỏ xíu vô cái hồi cái cọng dây thun á, lật qua lật lại mệt lắm. Thiệt. Mọi người bị cái đó chưa? Thì cái cọng dây thun ở bên trong á, nó lật vậy. Ok, chốt cho Nguyệt Lê nè. Xanh biển chốt cho Nguyệt Lê nè, ok nè. Nguyệt Lê 59.000 nè. Rồi. Còn một màu này nữa là hôm qua mẫu nha. Ủa gì vậy? Còn một màu này nữa là hôm qua cái mẫu này nha. Ai thích lựa nữa thì Hoàng lên, còn không là hôm qua. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng hồng đất nè. Cái màu này là màu hồng đất nha. Hồng đất Gucci này, trời ơi đẹp kinh luôn. Màu này chốt cho Hoàng là hồng đất này mấy chị ơi. Hồng đất nha, có cái chị nào vô mua ba bộ gì đó là sao không thấy chị lựa luôn. Hồng đất, ai lấy hồng đất chốt hồng đất cho Hoàng nè. Hồng đất này là cái chữ Gucci nè. May vậy thôi chứ mấy chị mặc giãn ra là thành cái bảng này. Quần lưng thun là lưng thun bảng hết nha mọi người ơi. Rồi em hello chị Hạnh Tuyết nha. Ai lấy hồng đất chốt cho Hoàng màu hồng đất này. Dễ thương không? Mà có bộ thôi. Có bộ thôi màu hồng này nè. Màu hồng rút rút đất đất vậy. Chứ phải hồng sáng nha. Rồi ai lấy thì báo Hoàng. Còn không mà qua mẫu này nha cả nhà ơi. Qua mẫu này cho nó gọn đi ha. Còn ai muốn lựa mẫu này nữa thì mọi người nói. Hàng sale rồi đó. Sale rồi ráng lựa thôi. Quá bèo quá rẻ luôn. Không có ai bán cái bộ này mà giá 59.000 hết trơn. Trời ơi, quá lỗ, quá bèo. Cái hàng mà may, hàng may nó đẹp thua không khác gì quần anh luôn á, bộ này nè. Không khác gì bộ quần anh luôn. Rồi nha. Còn một bộ màu xám nữa là xong, còn qua mẫu này. Xám nha. Ai lấy xám chốt xám nha, còn bộ màu xám nữa là qua mẫu này. Còn qua mẫu khác nha. Rồi ai lấy bộ màu xám chốt bộ màu xám. Màu xám nè. Ai lấy xám chốt xám nha. Rồi hôm qua mẫu luôn. Trời ơi nhức nách chưa. Bộ này có đen không chị? Nó không có đen em. Nó không có đen.
đồ này đen thui thì nó không đẹp đâu, đồ này đen thui nó không đẹp nên nó không có màu đen, nó có cái sọc đen thôi chứ chị không thấy có màu đen luôn. Đợi xíu nữa chị tìm có màu đen thì chị nói cho. Rồi hồng đất cho sang sang nè, 59.000 nè. Cái này là từ 50kg em cho đến 65kg mặc quần. Đồ bộ dài quần có túi hàng đặc may. Nó có màu tím than vậy thôi chứ không có màu đen. Màu tím than vậy chứ không có màu đen em Lữ Nhã ơi. Tím thôi, tím than thôi. Mà sọc đen thì chị Hoàng hết rồi. Còn cái này là màu tím than như vậy thôi, chứ không có màu đen. Nó không hề có màu đen một chút xíu nè. Còn cái màu này là màu gì đây trời? Ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã số 5 nha. Màu này Hoàng chưa có like. Ai lấy cái màu này chốt cho Hoàng mã số 5. Màu này màu gì Hoàng thấy đẹp đẹp mà Hoàng chẳng biết màu gì hết, xanh gì Hoàng cũng không biết luôn. Chốt cho Hoàng mã số 5 nha. Nè, mã số 5 chất co giãn nè, 50kg cho đến 65kg mặc vừa. Ướm đi người bà bầu, bây giờ bà bầu 70kg nó cũng vẫn còn mặc vừa cái áo. Chị còn mẫu áo khác có hình chữ. Chị còn mẫu khác cái áo là sai mơ, chị không hiểu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, số 5. Ai lấy mã số 5 comment mã số 5. Toàn bộ khách mới là mai Hoàng chốt đơn hết. Ai không đi hàng rồi Hoàng xả nha. Chứ khách mới là không có giữ, biết bao giờ giữ. Trời bộ này dày lắm nè, Machino nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 5 nha. Màu xanh này Hoàng không biết màu xanh gì luôn. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi, qua mẫu nha. Qua cái mẫu này nha, Hoàng like là hết màu rồi đó. Cái này Hoàng xin vậy, Hoàng là Hoàng mặc rồi mọi người sẽ thấy mê liền. Mà bây giờ đồ mình phải bán hết đi rồi mình nhập cái khác chứ không lại đợi đẻ vậy mới làm mẫu. Nhưng mà bộ này mà Hoàng mà đẻ vậy Hoàng làm mẫu mọi người thấy rất là mê. Hoàng thấy cái chị kia hơi bé bé giống Hoàng trước khi có bầu á, chị mặc đẹp ghê lắm. Mà Hoàng là bây giờ là bầu rồi, mặc cái áo thì được chứ mà cái quần mặc cấn bụng đâu có mặc được. Cái quần là cua non luôn. Rồi cả nhà chấm bài nha, Hoàng qua mẫu nha. À Hoàng đợi sẽ đi xe cho mọi người cái gì ta? Cái bộ đuổi kia đi ha. Áo thun nam hả chị? Áo thun nam hình như em like hết rồi, còn size 2X với 1X thôi. Size 2X em còn cái màu trắng thôi chị. Em like buổi trưa nay với lại lúc nãy đầu livestream đã like hết rồi. Bây giờ là em chỉ còn size 1X, áo nam size 1X. Còn size 2X thì màu trắng. Còn lại là hết rồi. Còn lại là hết rồi. Mấy chị ơi, mấy chị à. Đã xe em xe hết rồi. Em mà về hàng tới đâu là em đánh bay hết tới đó luôn à. Em ghét chùa lại leo teo lẻo tẻo lèo tèo á. Áo nam là bây giờ em size 2X còn màu trắng thôi mấy chị. Còn size 1X. Rồi bộ đuổi này bây giờ Hoàng xe cho mọi người này, còn nguyên ri nè. Mấy bữa là bao nhiêu ta? Xe cho mọi người nha, bộ đuổi rất là đẹp. Bao nhiêu ký cũng mặc vừa. Bà bầu bây giờ, thậm chí bà bầu bây giờ vẫn còn mặc được luôn. Hiểu không? Mặc thử cho mọi người xem nha, rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ đuổi nha. Chất vải đuổi. Đuổi mà cái quần nó là may hai lớp hết nè. Cái này là ai cũng mặc vừa nha, chứ không phải là người béo mặc vừa. Tại vì biết sao người béo mặc vừa là lợi dụng. Người nhỏ là mặc vô cái này nó giống cái váy luôn. Nó xòe ra giống cái váy. Và cái đây này nó nhỏ xíu như vậy nè. Nhưng mà người béo á, là nhờ cái phần nhúng này nè. Có thể giãn ra để mình có thể mặc được, hiểu không? Chứ nếu như mà nó không may nhúng thì người béo là bó phép. Mày chuẩn bị xem cái mẫu này cho mọi người, còn có chừng đó bộ nha. Rồi để họ mặc thử cho mọi người xem nè. Để Hoàng mặc thử cho mọi người xem nha. Cái bộ đuổi này dễ thương lắm. Và bầu 7 tháng rưỡi rồi chứ, kéo không lên được cái bụng. Cái bụng bự quá đó, kéo lên nó tuột xuống, kéo lên nó tuột xuống. Đây, bộ đuổi nha. Đây, ai mà béo 65, 67kg là ok bộ đuổi nha. Bà bầu thì bụng coi. Trời ơi. Cái này mà nó không có cái nhúng này thì đừng có mơ mà mặc vừa. Nhưng mà hên là nó có cái nhúng mà quần hai lớp hết nè. Quần hai lớp hết thấy không? Xịn không? Rất là xịn luôn, vải đuổi nha. Xịn vô cùng xịn luôn. Hoàng chừa lại rồi, Hoàng chừa lại 2-3 bộ rồi. Xin xong Hoàng mới mặc. Hoàng chừa xong 2-3 bộ rồi xin xong mới mặc. Xin xong nó mất cái bụng này, mặc nó dễ thương lắm.
Còn bây giờ thì bây giờ thì mặc tạm cho mọi người xem đó, bộ đuổi nha. Nó dễ thương vô cùng, ai cũng mặc vừa hết nha. 40kg, 65kg mặc vừa hết, chất vải là đuổi luôn. Quần hai lớp mặc trẻ trung dễ thương lắm. Mắc mới chị không mua. Bộ này mà vào shop mua là trăm mấy á. Rồi nha, sale cho mọi người 55.000. Hoàng bán mấy bữa không biết bao nhiêu, Hoàng quên mất rồi. Giờ Hoàng sale 55.000 thu vốn luôn là xong nha. Chốt cho Hoàng là hồng đậm nè, hồng đậm nè, cái này là hồng đậm nè, cái màu gì tùm lum hết trơn nữa. Ai lấy cái bộ Hoàng đang mặc thì chốt hồng đậm nha. Còn cái này thì chốt cho Hoàng là hồng lợt nè. Có hồng hồng đậm này được 2-3 bộ. Còn hồng lợt này là có một bộ thôi nha. Cái hồng lợt này nó chỉ có một bộ duy nhất thôi, chất vải đuổi. Không có bán áo ngực em ơi. Áo ngực Trung Quốc em mua không? Áo ngực là mọi người thà như này nè. Cái đồ ở ngoài ấy, mình mặc cái gì cũng được. Còn áo ngực á, là mọi người mua online là mọi người phải cẩn thận. Hàng tàu không à? Hàng tàu với hàng Trung Quốc không à? Không bao giờ mọi người mua được hàng Việt Nam xuất khẩu hoặc là hàng Thái đâu. Áo ngực á, cắt ra trong đó là toàn là cái gì đâu không à. Hoàng là đồ nhỏ, Hoàng rất là ít, không có nhiều. Áo ngực chỉ tầm chưa tới 10 cái, quần nhỏ cũng cỡ 10 cái thôi. Một năm Hoàng mua 2-3 lần thôi, nhưng mà Hoàng đi shop thiệt xịn Hoàng mua. Và không có mua lắc nhắc lung tung hết. Hoàng tàu không. Rồi cái này chốt cho Hoàng hồng nhạt nè, bữa mua 59 hả? Rồi ai lấy hồng đậm chốt, hồng đậm hồng nhạt chốt Hoàng nhột nhạt nha. Livestream áo ngực á, quê lắm. Bà chồng Hoàng bà đi làm cơ quan mà Hoàng livestream bân vệ sinh mà mấy đứa nhân viên làm cùng á. Kêu anh Hiếu coi chị Hoàng livestream nè. Thua luôn. Rồi ai lấy chốt, đẹp lắm chị ơi, chính xác. Bộ hồng lợt cho Vũ Nguyễn ok nè. Vũ Nguyễn nè, Vũ Nguyễn là ai ta? Vũ Nguyễn là chị của bà Mỹ Vân Phạm hay là ai em cũng quên luôn rồi. Bộ hồng lợt cho chị Vũ Nguyễn nè. À, cái gì ta? Cái áo chỉ còn size 2X màu trắng thôi chị. Hoàng là chưa đủ màu này nè, nhưng mà sinh xong Hoàng mặc mới đẹp. Bây giờ thì mặc á thì cái quần đâu có kéo lên được. Nhưng mà cái áo vẫn thoải mái nè, mà cái quần kéo không có được. Size 2X. Mà cái này ai mặc cũng đẹp nha, chứ không phải là Hoàng mặc không đâu mọi người ơi. Cái này không phải là Hoàng mặc không đâu. Ai mặc cũng đẹp hết nha. Cái người nhỏ con Hoàng bán rồi, nhỏ con mặc vẫn rất là đẹp luôn. Tại vì Hoàng đã nói rồi, nhờ cái phần nhúng này nè thì cái người bé như Hoàng mới bon chen được. Vải đuổi á, xịn lắm. Cái quần nó may hai lớp mọi người thấy đó. Đẹp và trẻ luôn. Không bao giờ mọi người đi ra thị trường mọi người tìm được cái bộ này mua giá 55 hết. Nè chị ơi, size 2X nè, 35.000 nè, size 2X nè. Size 2X nè, 35.000. Đây, size XXL nè. Đó, XXL nè, chị Hạnh Tuyết ok không? Chị Hạnh Tuyết có ok không? Ok báo em nha. Ok báo em. Hồng đậm này là cho hoa hoàng nè. Hoa hoàng nè. Trời ơi, chị Phạm Cúc á, bữa em chốt cho chị là cái gì ta? Có phải chị Phạm Cúc là bữa em chốt cho chị hai cái áo khoác với lại cái bột tẩy lòng giặt gì không? Mấy chị ơi, mấy chị nếu như mấy chị không biết nhắn tin á, mấy chị chịu khó, mấy chị ẹt Zalo em, mấy chị nhắn tin. Chứ còn bây giờ mà em chốt cho mấy chị quá trời luôn mà em không có thời gian để alo, vì mấy chị biết sao? Xuống livestream một phát á, là em sẽ... Xuống livestream một phát là mấy chị biết sao không? Em rep tin nhắn và em chốt. Thậm chí là khách sĩ mua quá trời mà em cũng chưa chốt được luôn. Bây giờ khách sĩ là mỗi người một bao, em không nói giá họ bé đi. Bé Kim Sang bây giờ một bao, bé Út Thảo bây giờ một bao, bé Phan Ngà một bao, bé Kim Thanh một bao, bé Hôn Hoàng một bao, bé Hương Hoàng một bao. Có nghĩa là em rất là nhiều đơn mấy chị. Thành ra là khi em chốt hàng, em chốt quay cuồng này, em khi mà em xuống livestream em mở cái điện thoại ra em thấy tin nhắn từ trên xuống dưới. Chị nào mà có thông tin là em lượm cái cục hàng của mấy chị em chốt, em gửi bill qua liền. Còn đến khi em chốt quay quần hết một ngày luôn, em chẳng nhớ để mà gọi điện thoại cho mấy chị luôn. Thành ra là chị Mô mà muốn mua hàng được á, không phải là em không alo cho mấy chị được, nhưng mà thực sự là quay em quên mất đi. Thì mấy chị nhắn tin cho em thì mấy chị sẽ dễ dàng hơn mấy chị ha. Mấy chị nhắn tin cho em đi ha, mấy chị đó, em ghi số điện thoại của em đó. Chứ mà bây giờ mà mấy chị không nhắn tin cho em thì khó lắm. Làm sao em chốt hàng cho mấy chị rồi hồi em cũng phải xả ra tiếp à. Vì như thế này nè, nó lố 2-3 ngày không chốt hàng mà tự nhiên. Ví dụ như cái mấy chị biết không, tin nhắn thì nó dễ. Tin nhắn á, là khi em chốt hàng xong, ví dụ như hôm nay xuống livestream mai em chốt không kịp, mốt em chốt mấy chị vẫn biết là shop này bán. Nhưng mà khi mà xuống livestream alo á, là phải ngày mai alo liền.
mà không alo thì nó trôi qua 2-3 ngày tự nhiên alo nó chị ơi em ở shop Hoàng My nè em chốt đơn. Cái chị nói shop Hoàng My shop nào? Tao đâu có mua cái gì đâu. Tao đâu biết shop Hoàng My shop nào lộn máy rồi nha. Nó tự nhiên vậy em quê ghê lắm, hiểu không? Chốt liền thì khách còn nhớ, mà để mấy ngày là khách không nhớ, còn Messenger là khác. Messenger mấy chị có thể vô lại trang cá nhân của em, mấy chị dồn cái mặt em, mấy chị nói a, à, con nhỏ này bữa tao có mua bộ đồ này ok. Ngon mấy chị, cho nên là mấy chị nhớ nhắn tin cho em áo nam chỉ còn size nhỏ thôi em. Xuyên Hà chị lấy bộ đang mặc dồn đơn cho Kim Sang ok. Bộ đang mặc là hồng đậm nè. Xuyên Hà cho Kim Sang nè. Xuyên Hà nè. 55.000 nè. Dồn đơn cho Kim Sang nè. Trời ơi hôm nay ai dồn đơn với ai tưng bừng khói lửa luôn. Hồng nhạc hết rồi Thị Phương ơi. Hồng nhạc hết rồi nha Thị Phương ơi. Hồng nhạc hết nha mọi người ơi. Hồng nhạc là em đã hết. Cái này em nói là bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha mấy chị. Em đang 71kg. Đang 71kg. Cái này bao nhiêu ký cũng mặc vừa. Và em bao cho mấy chị là chất vải đuổi. Mấy chị coi này nó nhỏ xíu à, chứ không phải nó bự biết gì đâu. Nhưng mình lợi dụng cái độ nhún này để mình có thể tận dụng được người béo á. Cái này chốt cho em hồng cam. Quần đuổi mà bên trong nó còn trần thêm một lớp nữa. Em xin xong rồi mấy chị coi này. Em xin xong em muốn cà phê giảm cân. Trong tháng em ra tháng em livestream lại mấy chị sẽ hết hồn. Em thiệt luôn á. Em nói là em làm. Đẻ xong một phát quyển gơ của một tuần đi. Em sẽ uống cà phê giảm cân. Bé là uống sữa ngoài hỗ trợ thêm. Khi em livestream lại mấy chị thấy em còn cỡ 60kg thôi. Nói là thiệt. Mặc cái bộ này đẹp tét nách bên trong nè. Mấy chị nè. Bên trong nó may hai lớp nha. Cái này chốt cho em là hồng cam mấy chị. Hồng lợt hết nha. Hồng lợt hết. Còn cái này chốt cho em hồng cam. Ai mà nhỏ con á là cái quần này nó rủ xuống. Tại vì vải đuổi đó mọi người. Cái này là vải đuổi nha. Hàng này là vải đuổi nha. Rồi ai lấy hồng cam chốt hồng cam. Em nói thiệt chứ cái này mà nó không có cái nhún chỗ này thì nó may xung đột sao mình mặc. Nhưng mà cái nhún này, nhờ cái nhún này. Đó, cái nhún nó có thể giãn ra cho người béo mình bon chen được. Chứ nếu như mà không có cái nhún này thì đừng mơ. Thị Phương 5-6kg. Nè em nói nè mấy chị khách mới nè. Mấy chị khách mới thứ nhất là mấy chị phải nhắn tin cho em. Thứ hai nữa là mấy chị phải mua đơn hàng 100.000. Em mới đi hàng cho mấy chị được ha. Em thì chẳng có ép mấy chị mua nhiều nhưng mà đi ít á thì phí ship nó cao đó, thành ra bộ đồ rẻ nó cũng thành mắc. Mấy chị mua 2-3 bộ thì mỗi bộ nó gánh 5-7 ngàn không sao, chứ mấy chị mua một bộ nó gánh 30 ngàn, rẻ cũng như mắc. Mấy chị hiểu ý không? Bộ này mua 55 mà tiền ship 30 thì bộ này thành 85, nghe nó mắc chằng à. Nhưng mà mấy chị mua vài ba bộ thì mỗi bộ nó chỉ gánh có 5-6 ngàn thôi, mấy chị nghe nó bình thường. Vì vậy em phải chốt cho khách ít nhất là 100.000 em mới chốt đi hàng. Chứ em bà bầu em gần vỡ chum này mấy chị. Không lẽ em lừa mấy chị. Đúng không? Đó em không có lừa ai hết trơn. Còn mọi người ai không biết nhắn tin vào Messenger thì mọi người có thể ghim số điện thoại của em ha. Mấy chị nhắn tin vào số điện thoại của em. Ok cho Thị Phương Hồng Cam nè. Thị Phương Hồng Cam. Ủa? 55.000 này ok nè. Cho Thị Phương Hồng Cam nha. Thị Phương, Thị Phượng gì đó nhắn tin cho em. Thúy Phạm hả? Hồng cam hồng động cho em nha chị ok. Của em là dùng đơn vốt thảo hả? Rồi ok chị ra chị cởi bộ này cho em luôn. Bây giờ Hoàng chỉ còn cái bộ tím nhạt nhạt này thôi. Rồi ok chị ra chị cởi ra cho em nè. Trả cho bà nè. Trả cho tình yêu nè. Ok ok. Bây giờ là em chỉ còn cái màu tím nhạt nhạt này thôi nè. Cái màu tím nhạt nhạt này thôi nha. Thủy Phạm hồng cam hồng động cho em nha. Ok. Thủy Phạm này là dùng đơn của Úc Thảo đúng không em ơi? U mô bắt dép rồi. Hồng cam này. Với lại hồng động này ok nè. Thủy Phạm này. Thủy Phạm này. Ai được em chốt đơn rồi mấy chị nhắn tin giúp em nha. Không nhắn tin ngày mai lại xả ra em bán nữa. Em bán hoài luôn, có mẫu đó em bán miết luôn. Tại vì chốt xong rồi ngày mai em chẳng biết gửi cho ai em lại bán nữa. Em bán hoài. Vẫn chưa hết đồ. Rồi đây ai lấy chốt cho em tím nhạt nè. Màu này là màu tím hơi nhạt nhạt nhẹ nhẹ nha. Ví dụ như chồng không có ở nhà mình mặc sexy xuống xíu mấy chị. Mình mặc sexy xuống xíu, chồng không có ở nhà nha. Còn chồng có ở nhà mình phải kéo lên sexy để dụ dỗ
ra làng. Được chưa mấy chị ơi? Chị mua lấy chốt cho em nói đùa chơi cho mấy chị đỡ buồn ngủ á. Vui thôi, đừng quá vui, chồng nó đánh bầm mắt luôn. Rồi ai lấy chốt cho em nha. Cái này tím nhạt nha. Bộ này tím nhạt cho em Hoàng. Còn hai ba bộ nữa ai lấy thì chốt rồi Hoàng qua mẫu nha. Tím nhạt là y chang như cái mẫu bà bầu mặt á. Màu này thì nhẹ nhàng, thùy mị, nết na. Ai mà chuẩn bị về nhà chồng á, mình mặc cái bộ này mình làm như là mình là con nai tơ đó mấy chị. Hiểu không? Bộ này nó nai lắm. Bộ này nó rất là nai tơ. Nó màu nu nu nai tơ rồi thôi, Hoàng qua mẫu như mấy chị em nhà mình đùa vui thôi. Rồi cả nhà ơi, qua mẫu cho em Hoàng nè. Bà bầu thì đang 71 kg chứ phải đâu, y như con voi mẹ đây nè. Rồi bây giờ nè, cả nhà ơi chấm bài lên cho bà bầu nha, đi sale đồ, sale đồ, sale đồ. Rồi bây giờ nè, còn sót một ly áo này nè, bán cho mọi người chơi vui. Sót một ri áo bán cho mọi người là 9.000 nha. Bán cho mọi người 9.000, trời ơi cái áo sao bị nhích lên vậy. Đi ra vô mới thấy. Bộ tôn hả, tôn bự lắm. Tôn là rất là bự, ai nhỏ con mà không vừa. Tôn ít nhất là phải 60 kg. Tôn ít nhất là 60 kg, hãy nói đến đồ tôn nha. Đồ tôn là đồ tôn big size 60 kg mới mặc vừa. Áo lưới nha, kéo xuống nó quánh tím mắt á chị. Không có nhớ ở nhà mình kéo xuống mà nó về mình kéo lên đúng không? Ai biểu nó đâu có ở nhà chứ không là ví dụ như mà mình nói nè, khổ lắm. Cái dòng nó khổ là biết sao không, không có ai dồn đá hoài tới thì thằng chồng mình nó khinh thường, nó nói chứ trời bà xấu quá, không có ai thèm để ý tới bà, tôi mà không hốt bà thì là bà ế chổng vó luôn. Nhưng mà ông hàng xóm mà ông liếc liếc thì nó quánh mình bầm mắt, nhưng mà không có ai liếc mình á thì nó lại nói là mình mất giá trị. Đồ đó là vậy đó, chứ sao nó ra đường nó thấy mắt thấy gái đúng không, mắt nó đảo qua đảo lại đảo lại đảo qua, nó thấy gái mà mặc sexy là nó hớn hở lên, mà vợ mặc sexy nó kêu ê tém lại nha bà. Rồi này mọi người ơi, áo lưới bán cho mọi người tri ân vì Hoàng sót một ri bán giá 8.000, áp dụng cho khách chia sẻ livestream 2 lần nha. Ai chia sẻ livestream xong rồi ra chốt áo lưới, nhưng mà cái này Hoàng không có chốt màu. Lưới thì lưới đen, lưới trắng, trắng gì đó ai biết nha. Nhưng mà áo lưới này thì cỡ tầm là 55 kg trở lại thôi. Sót ri, bình thường Hoàng hay bán đầu livestream lắm, mà giờ Hoàng bán tào lao mới lao cuối livestream á. Rồi này áo lưới là sẽ gồm có một cái áo dây nha, và một cái áo bên ngoài như vậy. 55 kg không em, 55 kg rộng. Tôn big size mà. Rồi áo lưới nè, 35 kg cho đến 55 kg mặc vừa lưới nha. Nhưng Hoàng không chốt lưới đen hay lưới trắng đâu, chốt cho Hoàng là lưới 8.000. Ai chia sẻ được 2 lần rồi thì mua. Ai chia sẻ được 2 lần rồi thì mua ha. Đây. Lưới nha, thì nó đảo lại mà. Ở trong áo dây màu trắng á, thì ở ngoài màu đen, mà ở trong màu đen thì ở ngoài màu trắng vậy đó. Tôi này lên là bộ big size. Bộ big size dành cho khách voi mẹ voi con. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Áo lưới 8.000. Áo lưới này mà mặc với quần sọt đẹp gái lắm. Hơi lấp ló lấp lửng vậy đó, mà chảy nước miếng đó. Rồi ai lấy áo lưới comment áo lưới không chốt màu nha. Hoàng nhắc lại là không chốt màu. Loan Lê chia sẻ livestream đi cục cơ ngơi. Chị Hoàng chưa thấy em chia sẻ livestream. Bán 8.000 là bán lỗ chứ cái áo chỉ có 8.000 bạc á. Áo mà áo 8.000 thì một cái áo dây ở bên trong này người ta bán bao nhiêu tiền rồi, mà cái này vừa cái áo dây phía ngoài còn có cái áo lưới nó phủ á, cái này mình đi biển đồ được nè. Bán 8.000 là giải tỏa không khí buồn ngủ cho mọi người thôi nha, chứ không phải lời đâu, lỗ. Nhưng mà thôi để vui không khí, vui nhà vui cửa. Một ly thôi nha, một ly thôi. Trắng đen đen trắng gì loạn soạn hết trơn á. Rồi ai lấy chốt lưới 8.000, lưới 8.000, lưới 8.000. Chia sẻ livestream cho bà bầu được chốt nha. Hoàng coi thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mọi người chia sẻ cho bà bầu, cho bà bầu có động lực bà bầu bán hàng. Gì vậy? Rồi ai chia sẻ livestream chốt cho Hoàng áo lưới 8.000 nha. Áo lưới 8.000. Để Hoàng coi thử mọi người chia sẻ livestream nhiều chưa. Tối nay hình hơi hơi viêm họng á. Muốn like. Quên đi chứ. Bộ pyjama hả? Pyjama đó là cỡ 40 mấy ký, 45 ký, không có 45 ký, hơi rộng, 48 ký cho đến cỡ 58 ký.
48 đến 58 kg á. Rồi ai lấy áo túi chốt áo lưới. Chết rồi, quên cho bé dán xiên. Dán xiên ơi, em còn ở đó không? Em comment lên đi chị Hoàng cho em coi cái gì ta. Cho em coi bàn chảnh răng. Chị sorry em. Chị nói like hết cái này rồi chị qua. Like hết cái này chị qua riết rồi chị quên luôn à. Rồi áo lưới 8.000 nha. Bây giờ bắt đầu chốt nha mọi người ơi. Áo lưới Loan Lê nè. Ok 8.000 nè. Bán có ri sao giải tỏa không khí buồn ngủ. Chia sẻ livestream cho Hoàng với nha. Trần Thi nè. Trần Thi áo lưới 8.000 nè. Tiếp tục nè. Đinh Thị Minh Trang nè. Đinh Thị Minh Trang áo lưới 8.000 nè. Cái này chia sẻ livestream cho Hoàng với người ta là đầu livestream người ta kêu con kêu chia sẻ chứ. Bây giờ Hoàng cuối livestream mà Hoàng cũng kêu. Đinh Thị Minh Trang ok nè. Thị Phương ok nè. Thị Phương nè, 8.000 nè. Mọi người chia sẻ livestream cho bà bầu với nghe. Thúy Hằng nè. Áo lưới nè, 8.000 nè. Thúy Hằng nè, ok nè. Có ri thôi. Có ri thôi nha. Có ri thôi. Rồi ok, áo lưới. Áo lưới cho Hoa Hoàng nè. Áo lưới cho Hoa Hoàng 8.000 nè. Rồi ai nữa mọi người ơi. Áo lưới cho Thoa Trần nè. Ai chưa có mọi người comment lại giúp Hoàng với. Áo lưới cho Thoa Trần nè. 8.000 nè, 8.000 và đang còn suy nghĩ, ý là đang phân vân không biết giá nào. Còn 3 cái áo lưới nè. Ai lấy áo lưới mọi người chốt cho Hoàng áo lưới 8.000. Từ 35kg cho đến 55kg mặc vừa nha. 35kg đến 55kg mặc vừa. Tính like cho mọi người một ít mỹ phẩm mà sao cái cổ hơi đau quá à. Tại vì ngu quá, hôm qua uống trà sữa đó mà uống đá nhiều quá làm cái dây cổ bị hơi đau. Áo lưới nha. Áo lưới 8.000 cho Duy Nguyễn nè. Duy Nguyễn này nhóm Úc Thảo nè. Duy Nguyễn nè. 8.000 là ok nè. Rồi ai lấy áo lưới nữa báo Hoàng mọi người. Còn hai cái nè. Cái này là mini game nha. Chia sẻ livestream thích lên đồ tôn thần lên. Tôn thì nó bự lắm. Đồ tôn này lên thì nó siêu rộng, siêu bự, siêu khổng lồ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là áo lưới nha. Ai comment bị ẩn mọi người chấm chấm với comment nhiều lần để cho Hoàng thấy. Mọi người comment có lần đâu thấy đâu, nó bị ẩn comment mất tiêu. Ok áo lưới cho chị Nguyễn Thị Mùi nè. Áo lưới cho chị Nguyễn Thị Mùi nha. Ok nè, 8.000 nè. Rồi còn một cái cuối cùng nè mọi người. Ai lấy thì báo Hoàng nha. Áo lưới. Mọi người ơi chấm bài lên cho bà bầu đi. Lên tô này lên ha. Tô này lên nè mọi người. Số 1 nè. Số 1 là nhỏ nhất rồi đó. Mà để coi nhiêu ký mặt vừa. Tô này lên dài 75.000 một bộ nha. Cái này là người ta bán 100 mấy chục ngàn một bộ. Tô này lên mà 60kg trở lại mặt nha. 60kg trở lại mặt được. Tô này len thì nó phải hơi rộng xíu chứ mặt mà chọc quá là nó mau rách lắm luôn á. Tô này len nha. Rồi cái này Hoàng đang bán cho mọi người nè. Hiểu không? Hoàng đang bán cho mọi người là 75.000 một bộ nha. Siêu rẻ luôn tô này len nè. Chốt cho Hoàng là mã số 1 đi ha. Hoàng không biết đọc màu. Cái này là tô này len nó nhiều màu lắm, Hoàng chẳng biết đọc màu. Rồi ai lấy mã số 1 chốt cho Hoàng mã số 1 75.000. Mã số 1 75.000, 60kg trở lại mặt vừa nha. Áo lưới cho Đặng Hạ hả? Hai lưới là sao em ơi? Hai lưới là sao? Em lấy áo lưới chốt áo lưới. Hai lưới đâu có, mỗi người được một cái thôi. Em có lấy thì báo chị chứ còn hai cái đâu có. Mỗi người một cái thôi mà nó cũng còn có một cái à. Rồi bây giờ Hoàng sẽ tua màu ha. Tua màu và mọi người ai thích xem cái bộ màu số mấy thì báo Hoàng. Cái này là mã số 1 nha.
Thằng tua cái màu cho mọi người xem. Rồi xong rồi mọi người nó mở cái màu số mấy cho mọi người xem thằng mở. Vì tô này len nó rất dễ nhầu, mình mà tháo ra đó, mình tháo ra xong mình xếp lại không kịp rồi nó nhăn hết tô này len luôn. Rồi ai lấy bộ này chốt cho Hoàng là số 2 nè. Mẹ chồng tôi khen đẹp, vì nó đẹp thiệt mà. Nó đẹp thiệt á, hồi Hoàng có mấy bộ đó, chừa lại đẻ xong rồi mặc đó. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng số 2. Hiểu không? Có nghĩa là mọi người cứ comment cái số đi, nói cho em xem số 2, số 3, số 4 gì đó. Rồi cái này chốt cho Hoàng là số 3 nè. Số 3 nha. Ý là mọi người muốn xem cái mã số mấy thì mọi người báo Hoàng. Cái này chốt cho Hoàng là số 4 nè. Muốn xem số 4 thì nó hằng mở số 4 này cho xem nữa. Cái bộ nào cũng mở ra sao kịp, sao kịp thời gian. Rồi cái này chốt cho Hoàng là số 5. Ví dụ như muốn xem bộ số 5 để mua thì nói Hoàng là cho Hoàng xem bộ số 5. Cái này chốt cho Hoàng mã số 6. Cái này là chốt cho Hoàng mã số 7. Cái này Hoàng bán mà người ta toàn thích không. Mã số 8. Mã số 8 nè. Cái này là mã số 9 nè. Và cái này là mã số 10 nè. Mã số 10 nè ha. Ai muốn xem cái màu nào thì mọi người báo Hoàng. Hoàng tua qua hết một ri rồi đó. Bây giờ Hoàng mở cái bộ số 9 cho mọi người xem nha. 60kg trở lại mọi người. Hoàng mở cái bộ số 9 cho mọi người coi. Có nghĩa là như thế này, tô này len là không giống mấy cái vải thun đâu. Mở ra là xếp lại liền, mở ra là xếp lại liền. Chứ không nó nhăn hết. Tô này len mà. Ví dụ như vò vò là gì, cái ngày mai thôi chứ nó nhăn nheo ghê lắm. Không ai bán tô này lên là phải tới đâu xếp liền tới đó. Đây, cái như Hoàng mở ra cái bộ số 9 này, hiểu không? Ví dụ như mọi người xích xem màu nào thì mọi người báo Hoàng mở ra cho xem. Cái này là số 1 này là 60kg trở lại mặt vừa nè. Ha. Rồi, đó. Ai thích thì mọi người muốn xem cái màu nào thì mọi người nói Hoàng mở ra cho xem. Hoàng bán toàn là khách khen đẹp không, phải tô này lên này mà dài này nè. Là cỡ 130-140 một cái chứ không có giá 75. Đùi là người ta đã bán 101-120 rồi. Tô này lay mà. Khách tới nhà Hoàng là thích mê thích mệt luôn. Tại vì phông bự á. Rồi ai lấy thì mọi người báo Hoàng xem mã nha. Ai muốn xem cái mã nào thì mọi người báo Hoàng xem hết chưa. Vì gấp lại ngăn nắp đâu vào đó chứ cái này không có giỡn được. Cái tô này len này là không có bỏ nhầu nhầu được. Nó tè le thuộc me liền. Nhầu nát hết liền. Đây là mã số 9 nha. Rồi mã số 10 nè. Rồi cái này là số 8 nè. Số 8 nè. Tua lại một lần nữa là qua cái mẫu này nha. Ai kêu Hoàng like đó mà like xong lơ như công an xã thấy không. Tại vì cái gu của mọi người là mọi người phải thích xem chứ. Rồi cái này là số 7 nè. Cái này là số 6 nè. Cho em xem mã số 5 với mã số 4 ha. Ok số 5 nè. Mã số 5 là mã này nè. Có ghi chú hết trên đây rồi. Mã số 5 nè. Là có cái số 5 ở trên đây nè. Đó. Mã số 5 nè. Đây. Mấy cái này là like tới đâu là gấp liền tới đó à. Nhầu hết, nhăn hết. Đây mã số 5 đây. Áo đây. Quần đây. Tô này lên trời để lên người nghe nó mát lạnh luôn. Đây là mã số 5 ha. Từ từ để vào đây xíu nữa xếp lại nè. Xíu nữa xếp lại liền. Xuống live kêu là phải xếp lại liền. Nhầu hết. Còn đây là mã số 4 nè. Ai thích xem mã số nào báo Hoàng cho mọi người xem nha. Này là mã số 4 nè. Trời ơi sao dễ thương ghê luôn. Rồi ai lấy mã số 4 chốt mã số 4. Cái này 60kg trở lại mặc được nha cả nhà. Còn ai béo hơn sao. Ai mà 7-80 thì Hoàng cũng có size. Cái này 7-80 Hoàng có size nha mọi người ơi. Cái này mà ai 7-80 muốn mua thì nói Hoàng lên size bự cho mua ha. Tại vì Hoàng không biết là bây giờ có còn mấy chị size bự ở trong đây không. Hay mấy chị đi ngủ mất dép rồi. Mà bung ra like như đồ thun thì dễ. Mà cái đồ này cực nè. Bung ra like xong rồi xếp liền là cực. Cho nên là chị nào còn ở trong đây mà ý là muốn xem size bự á, size đại big size thì nói Hoàng nha. Đây là mã số 4 nè. Đó. Còn nếu như mà không có ai xem thì qua mẫu khác còn đi sale đồ nha. Đồ đây còn nhiều lắm, nhiều mẫu nè. Khi nào cái gu của chị nào thích đồ lanh phát là lên đồ lanh là mấy chị hốt phật đi. Mà khi nào có mấy chị béo vô á là mấy chị hốt không tiếc tay đâu. Vì rẻ quá đó. Cái này là bên xưởng nó sale đó. Bữa đó Hoàng ôm cái lô này là xưởng nó sale đó mọi người ơi. Mát ghê lắm, chất mát ghê lắm. Hoàng chừa 5 bộ. Hoàng thì chừa 5 bộ số 4.
Hoàng đang mặc thì Hoàng để hai bộ số 5 Hoàng mặc, nhưng mà Hoàng chừa lại sau sinh thì số 4 thôi mà. Số 4 được rồi chứ số 5 sợ to quá. Rồi nha, Hoàng qua mẫu này nha. Đây, vừa xem xong mã xuất thét cho mọi người thấy không? Bán cái tô này len này là cực lắm, xếp liền tay, đâu có giỡn mặc được như mấy cái phơm kia đâu. Rồi không, nó nhăn chết, nó nhăn nheo, nó xù sợi ghê lắm á, nó ớn lạnh luôn. Cho nên là bán tới đâu là xếp tới đó luôn. Số 4, số 5 rồi, giờ xem số 6 nữa. Số 6 hình như Hoàng mới mở ra sao. Số 6 này. Rồi xong hết bản này Hoàng qua nha. Hoàng qua. Cái này không phải cái gu của mọi người. Mọi người chấm bài lên đi, Hoàng qua cho. Ở trong đây mà khi nào còn chị béo nào thì nói Hoàng nha. Mà số 6 này là có số 6 này nè. Có chị nào mà 7-80kg thì chấm bài lên. Nói Hoàng like cho mấy chị lựa vài bộ để mấy chị có mặt này. Nhất là mấy chị béo béo khó mua đồ thì nói Hoàng. Rồi mấy chị béo mà làm gì gặp được cái đồ này mà mua giá 75. Đây số 6 đây ha. Rồi nha, Hoàng qua mẫu này nha. Hoàng qua mẫu này. Chị mua mà béo béo á, mà muốn lấy thì báo Hoàng. Muốn lựa cái size 7-80kg thì báo Hoàng. Để Hoàng xếp lại cái đã. Chứ không là nó tùm lum tá lả ra. Ô này lên là nó nhăn kinh lắm á. Nhưng mà mặc vô người thì nó lại hết nhăn. Nhưng mà mình để cẩu thả là nó sẽ nhăn. Nhưng mà mặc vô người là nó không bao giờ nhăn. Nó kỳ vậy đó, nhặt vô người tự động nó rủ xuống. Này là số 6 nè. Rồi mọi người chấm bài lên cho Bầu nha. Bầu sẽ đi like đồ. Đi xả đồ, đi xả đạt nha. Đi xả đồ là cái gì? Lấy cho em mã số 5 Trần Thị Thanh Tâm, ok. Mã số 5 đâu rồi? Ok, Trần Thị Thanh Tâm mã số 5 đây. 75.000. Trần Thị Thanh Tâm nè. Trần Thị Thanh Tâm 75.000. Rồi nha, hồi qua cái mẫu này lên ba pyjama. Em lấy mã 5, mã 6. Mã 5 rồi mã số 6 luôn thôi. Ok. Trần Thị Thanh Tâm đừng bơm nha, khách hàng đừng có bơm nha. Bơm là mang tội gấp 5 luôn á. Bà Bầu mà, người ta livestream người ta cực lắm á, ai mà bơm là mang tội gấp 5 gấp 10 lần luôn á. Xả thôi, thà xả đi, mang tội còn nhẹ hơn là bơm. Vì là bơm rồi nó tốn tiền ship, hiểu không? Còn xả thì thôi kệ cha nó, coi như mình bán lại từ đầu đi. Ai làm người đó mang tội, ai xả vài ít khi mô Hằng nói lắm. Mà bơm là Hằng ghét cực kỳ. Mà Hằng bán một tháng không ai bơm Hằng một đơn luôn, biết sao? Thấy bà Bầu vẫn bơm chi. Bà Bầu ví dụ như có nhiều người họ rét tin nhắn, họ không muốn mua, họ im lặng. Họ im lặng là Hoàng tự động Hoàng cũng xả thôi. Chứ họ không có nói gì hết là Hoàng xả thôi. Chứ còn đừng có bơm nha. Ai mà bơm là thôi chứ Hoàng rủa chết luôn á. Đang bà Bầu mà làm xịt mốt cam mà còn bị bơm nữa. Ủa mà đâu phải phi bóng đâu, chị đâu có đồ phi. Mình chỉ có bờ lụa thôi, satin lụa chứ không phải là phi đâu nha. Satin lụa thôi chứ chị không có phi nha. Ủa đùi đâu mất nhé là ta. Satin lụa thôi chứ không phải lụa phi. Phi làm gì có. Phi làm gì có. Hoàng là chỉ có satin lụa thôi chứ không phải có phi nha mọi người nha. Bộ này là chất vải satin lụa đùi, pyjama satin lụa đùi nha, chứ không phải phi nha. Phi là không có nha. Ủa cái bộ này là từ đâu ra đây? Satin lụa đùi full viền 65.000 một bộ, giờ sale cho mọi người 59.000 này. 59.000 một bộ nha. 59.000 một bộ, chứ không phải là satin lụa, chứ không có phải phi nha. Phi là không có. Hoàng có bán phi. Phi mặc nhờ phi á, thì kiểu khác. Không em ơi, áo thun 70kg không em. Bán hết hồi trưa với lại lúc đầu livestream rồi. Cái này là phun bự nè, 65kg mặc vừa luôn. Rồi Hoàng nói là lúc trước Hoàng chưa bầu, Hoàng mặc mấy cái bộ này dễ thương kinh khủng luôn. Khách chốt phần phật luôn mà tự nhiên Hoàng bán bị sót á. Rồi Hoàng bụng lớn, Hoàng quên mặc luôn. Nha. Rồi phun này là lớn lắm, 50kg đến 65kg mặc vừa. 45kg đến 65 luôn. Satin lụa nha, nó có co giãn nhẹ 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 một xíu. 59.000 một bộ, rồi Hoàng nó đẹp giả man luôn. Không biết bây giờ còn bon chen được không, không biết nữa. Chứ lúc mà Hoàng có bầu thai nhỏ, Hoàng vẫn mặc bình thường. 45 nha, cho đến cỡ tầm 45 nha, cho đến cỡ tầm 65kg mặc đẹp tuyệt vời nha. Bây giờ cũng còn bon chen. Không em ơi, áo thun nam chị bán hết buổi trưa với đầu hai chị rồi em. 45 đến 65kg nha. Bây giờ 71kg mà mặc coi. Bây giờ 71kg.
Chất vải này là có co giãn nhẹ nhẹ nha. Chất vải này là có co giãn nhẹ nhẹ, phun viền hết luôn, có túi luôn nè. Phun viền cái này có co giãn nhẹ nhẹ nha. Ngực á vẫn chưa hở ngực luôn. Ghê thiệt cái chứ. Satin này là satin lụa đùi nha. Sale 59.000 một bộ. Trời ơi, thằng nói mua một bộ. Cái này là có trần đáy luôn, mặt không có bị tét đáy ra, hiểu không? Cái này mấy tháng trước Hoàng chưa có phình bụng lên, Hoàng mặc đẹp dễ thương lắm, cái nách vẫn thoải mái nè. Mà bây giờ bầu bụng bự rồi. Satin lụa đùi nha. Cái này thì dài thì kiểu khác em. Dài thì kiểu khác, chị đang like đồ đùi mà. Ốc kiểu hết rồi em. Ốc kiểu hết rồi. Khách hàng nào mà mới là mọi người đừng có yêu cầu mà nhiều quá. Mọi người cứ nhận đơn hàng đi rồi sau này muốn yêu cầu gì yêu cầu ha. Mà ngại cái khách hàng mới yêu cầu nhiều mà không có nhận hàng, còn sợ lắm. Mình phục vụ mà gọi là rác của họng luôn. Chứ còn khách hàng của Hoàng á biết sao, từ Tết giờ á, một cái đơn hàng Hoàng bán cho khách lẻ thôi 4-5 triệu bài. Nhưng mà khách uy tín nha, Hoàng thích ghê. Còn khách mà khách mới mọi người cứ nhận hàng đi đã, rồi ok rồi hãy mua. Còn không thì mọi người mua nhiều, mọi người cứ cọc đi, cọc cạc Viettel 50.000 đi, rồi mọi người yêu cầu cái gì cũng được hết trơn á. Hoàng ai mà mua đồ thiệt sự là Hoàng phục vụ, nói thiệt á, quỳ dưới chân mọi người phục vụ lên Hoàng cũng chịu nữa. Nhưng mà Hoàng sợ nhất là mấy cái bạn cà chớn. Trời ơi, mình bầu bì mà vô đảo mình như là xoay mình như vậy nè, chóng mặt luôn. Mà cuối cùng chốt cũng chẳng được, mà hàng cũng chẳng bán được, mà như công giả tràng á, nên Hoàng ngại, Hoàng nản lắm. Thiệt, các bạn khách mới là mấy bạn thực sự muốn mua, mấy bạn cứ mua thử đi ha. Nhận hàng ok đâu đó, sau này muốn mua nhiều mua. Đừng đảo và bầu tội nghiệp, mang tội thí mùa nội luôn, Hoàng sợ lắm. Còn bạn nào uy tín á, mình mua nhiều mình cọc đi. Đi hàng Hoàng cũng trừ ra cho mọi người, chứ Hoàng đâu có không trừ ra đâu sợ. Không, nếu như mình mua đồ thật sự, ví dụ như bắt cọc mà chuyển khoản nó rắc rối vì mọi người không có tố tài khoản nó cực. Chứ còn mà nếu như mà cọc cái cạc điện thoại thì nhà mình gần tạp hóa ra mua mẹ cái cạc 50. Ví dụ như mình mua đồ hết 300.000 đi hàng Hoàng thu có 250 thôi. Đó, rồi mấy bạn vô mấy bạn yêu cầu trên trời dưới hóa bôn gì Hoàng cũng phục vụ hết trơn á. Quỳ dưới chân Hoàng cũng chịu nữa, có nghĩa là Hoàng chấp nhận. Với điều kiện phục vụ những khách hàng mà họ thật sự muốn mua đồ. Còn khách hàng mà nhiều khi vô cái tào lao mấy lao vậy thôi à, chẳng có mua mà bắt quay mình xịt móc cam luôn, mà mọi người làm đứa mang tội chết mồ nội luôn á. Rồi nha, cái màu vàng này là Hoàng có con Mickey màu vàng này nha, 59.000 một bộ. Rồi cái bộ này Hoàng bán bị sót chứ còn không là bán hết lâu rồi. Mickey màu vàng này. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là con thỏ vàng này. Thỏ vàng này. Cái này là chốt cho Hoàng là đì ô màu đỏ này. Rồi cái sọc này là có 4 màu, sọc đen, sọc vàng, sọc xanh và sọc đỏ này. Sọc ha. Rồi còn sót cho nữ bộ, sale 59.000 bộ này thì đẹp nhất nách luôn. Không bao giờ mọi người lên chợ mọi người mua được cái mẫu này. Mẫu này trên chợ nó không có luôn. Vì chợ nó không bán hàng xịn này đâu, chợ nó chỉ bán cỡ cái thằng KT thôi, nó không bán cái thằng satin lụa này. Không em ơi, mua trên livestream thôi em, chụp hình qua làm gì còn em. Em nên nhớ là đồ bán trên livestream là chụp hình không bao giờ còn, mà chị cũng chưa có rep tin nhắn của em luôn. Hoàng chỉ rep tin nhắn khi chốt đơn hàng, còn bình thường Hoàng ít rep tin nhắn lắm ha. Và mọi người nên nhớ là mua hàng thì cố gắng lựa trên livestream. Chứ mà bây giờ mà livestream xong rồi mọi người chụp hình gửi qua thì cũng chịu. Khách mua hết rồi còn mua chụp hình gửi qua. Ba cái đồ livestream này là Hoàng bán nhanh cực kỳ. Ví dụ như Hoàng bán qua một phát rồi còn lại Hoàng sale, bán qua một phát Hoàng sale. Như áo Phương Nam nó bây giờ nó chỉ còn cỡ tầm 5 cái size XL thôi là xong hết luôn á. Đó, 200 cái bán buổi trưa với buổi chiều là hết. Hoàng thà bán lỗ cho nó hết, cho nó qua hết cái mẫu đó, chứ Hoàng không bao giờ bán mà cứ ngày này nhăm nhăm cái kiểu đó, rồi ngày mai nhăm nhăm cái kiểu đó, ngày mốt nhăm nhăm cái kiểu đó. Nên mọi người khỏi cần chụp điện thoại gửi qua, nó không có đâu. Trừ khi mua mỹ phẩm. Mua mỹ phẩm nha, mua mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm. Em thích bộ đó mà quần dài, quần dài bị hết hàng. Quần dài thì chỉ có cái mẫu khác. Quần dài chỉ có cái mẫu khác. Bộ này quần dài chỉ có cái mẫu khác mà em có muốn xem không? 65.000 một bộ mà đẹp. Chất vải nó cũng lụa luôn, nhưng mà nó không mướt bằng cái satin này thôi, nhưng mà nó cũng lụa. 65.000 một bộ, em thích xem thì chị Hoàng like cho em xem. Mọi người nhớ nè, mua mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm thì mọi người biết chụp hình gửi qua. Còn mua quần áo mọi người khỏi chụp hình gửi qua nha. Bởi vì không bao giờ có hàng, hiểu không? Không bao giờ có hàng. Bán qua nó hết da rồi chụp hình gửi qua cho cực mọi người.
hiểu không? Lựa trên livestream thôi, mình rảnh lúc nào mình vô mình lựa lúc đó, mà lựa không được thì thôi mình lựa mẫu khác. Hôm nay ví dụ như hôm nay Hồng bán mẫu khác mọi người thích lựa không được, nhưng ngày mai Hồng bán mẫu khác nữa mọi người thích mọi người sẽ lựa được. Chứ còn mà chụp hình gửi qua là chịu chết. Chụp hình gửi qua thật sự là Hoàng cũng không có thời gian đi tìm cho mọi người. Like xong rồi mình cột cái cục mình bất mất tiêu rồi còn mô tìm. Áo nam XL 65kg cao bình thường không chị? Không em ơi, 65kg chị sợ nó hơi hỏng. Chị cũng không biết nữa, chị sợ nó hơi hỏng. Ok, cho em hoa này. Em nói là chị tìm thấy cái bộ màu xanh cho em đúng không? Nhưng mà bộ màu xanh hết rồi. Bữa em mua bộ tiểu thư đẹp lắm. Bộ tiểu thư hình như chị còn 1-2 bộ để chị sale luôn nè. Còn 1-2 bộ tiểu thư sale luôn. Cái này là sale 35.000 một bộ nè. Satin lụa bèo này, cái này là satin này, mà chất lụa bèo, hàng sale 35.000 một bộ nha. Cái form này là cỡ tầm 60kg trở lại là mặc được. Quần áo là mọi người mua trên livestream á, chứ còn dưới livestream thì không có ai đi tìm được đồ hết. Giờ nó cột theo ri, nó chất theo đóng rồi, mà ai nhớ cái mẫu nào đi tìm đâu. Mà nó cũng không có để mà tìm luôn nha. Rồi satin lụa bèo form 45kg nha. Ờ, cái tiểu thư thì nó dễ thương rồi. Form 40kg cho đến 65kg, á quên 60kg thôi nó lộn. 40kg đến 60kg mặc vừa nha, quần là có túi luôn. Cái này là satin lụa nè. Lụa mà nó ý là cái quần nó bèo bèo nè, thấy không? Áo nó cũng bèo bèo luôn. Trời ơi, cái này hàng sale 35.000 hàng lỗ ghê lắm. Lỗ vô cùng lỗ luôn, nhập vô là muốn 55.000 luôn rồi á. 55.000 luôn rồi mà tự nhiên lúc đó bà xưởng bà sót cái màu này không à. Màu này là màu đỏ cam cam á. Dạ em ráng em like luôn để mai chốt đơn luôn á. Mai cuối tuần rồi em tranh thủ em. Buổi mai là em không có live stream mọi người. Mai là không có live stream, tranh thủ chốt đơn đi hết hàng cho mọi người. Vì nếu như mà không có đi hàng vào ngày mai á, là phải thứ hai nó mới đi được. Chứ chủ nhật mà có đưa hàng lên bưu cục thì nó cũng không có vận hàng, đúng không? Cho nên là ví dụ như ai mà không chốt là để luôn qua thứ hai chốt. Hoặc là có chốt thì cũng phải sáng thứ hai nó mới đi được. Chứ nó không có hàng. Không phải nói chủ nhật là bưu cục nó nghỉ á. Thành ra là em cũng ráng em like cho mấy chị lựa cho đủ đơn luôn. Mai em chốt không cho nó tiện á. Comfort hết màu xanh rồi em. Comfort hồi chiều có 2-3 chị, hồi sáng có 2-3 chị khách sĩ tới lấy hết màu xanh rồi. Comfort hiện tại bây giờ còn màu tím với màu hồng không à. Màu xanh hết. Ok Thanh Loan. Rồi cái này là chốt cho bà bé Hoa Hoàng đúng không? Màu xanh là chị liếc qua liếc lại chẳng có ai xả hết trơn. Ai mà xả là chị lấy cho em liền á. Hoa Hoàng, ừ chưa, ngày mai chị chốt cho Lê Vĩ, em có lựa gì em lựa đi. Chị chưa có chốt cho em. 35.000 cho Hoa Hoàng nè. Em mà màu xanh không có như Hoa Hoàng ơi. Màu xanh là chị không có. Mai Hoàng chốt hết cho. Dán tiên ơi em còn không, chị like bàn chải đánh răng. Em bé của Thái Lan cho em lựa. Quần áo chắc tạm thời ngưng tới đây ha. Để em màu hồng hả? Ok em. Màu hồng em lấy máy xét để ngày mai chị Hoàng soạn cho. Máy xét hay là nửa thùng hay là máy xét? Hình như màu xanh là chị còn một xét. Màu xanh là chị còn một xét. Màu tím là còn mấy thùng á. Màu hồng thì cũng còn được 2-3 thùng gì đó. Màu xanh chỉ còn được sót có xét à. Là hết luôn. Và rồi phải mấy bữa nữa nó mới về tiếp nữa. Rồi satin lụa bèo này ai lấy chốt cho Hoàng đẹp vô cùng nha. Mỗi bạn mua một bộ satin lụa bèo mà mặc đi, 35.000 là Hoàng xả lỗ luôn. Mà đẹp lắm luôn. Mua thử đi rồi biết. Bé Hoa Hoàng nó mua thử xong nó nhận hàng, nó thích quá, nó nhắn tin chị ơi nó để phần cho em nha, là bộ satin lụa bèo này chất vải satin luôn, lụa bèo không bao giờ ở đâu bán giá 35, kể cả nhập sĩ 1.000 bộ luôn nha. Vì Hoàng nhập nè 300 bộ nè, giá 5x đó, mà giờ bán hết mấy cái màu kia rồi còn sót lại không em ơi, nó còn sót lại chị mới bán cái giá tiền đó. Em biết là khách của chị mua xong rồi, như bé Hoa Hoàng á, mua xong rồi là lật đật nhận hàng một phát là nhắn tin chị ơi còn cái bộ satin lụa bèo chị nhớ để phần em liền nha. Có nghĩa là đẹp vô cùng luôn mà chẳng có ai bán giá 35. Mọi người có thể đi hỏi sĩ, nhập sĩ 1.000 bộ cũng không có giá này luôn nha. Hoàng sale vì nó chỉ rớt có đúng một màu mới sale, chứ nó nhiều đâu có sale đâu. Nó nhiều thì từ từ mình bán chứ nó không có gì sale, mà nó rớt lại còn có một màu mà. Rớt lại đúng còn một màu đó thôi. Nửa thùng lộn xộn đi chị hả? Rồi ok, chị bóc cho em là 4 set màu hồng, 3 set màu tím và 1 set màu xanh nha Út Sợ nha. Cho em 4 set màu hồng, 3 set màu tím, 1 set màu xanh. Với lại em lấy dầu hà thủ ô với lại sữa tắm con bò đúng không? Mặc vừa đau mua, mặc vừa mua đẹp quá à. Mặc vừa mà bộ đó đến 60kg mặc vừa luôn mà.
nó cho tin lụa bèo nó có co giãn nhẹ nhẹ mà. Mai chị soạn hàng cho em, khi nào em lên thì em báo chị ha. Mai em lên thì báo chị. Rồi cái này là chốt cho Hoàng này, cái này vô Hoàng sale nha, Hoàng sale cho mọi người này, cũng còn có 3 bộ màu hồng này, ok mai bông này. Mọi người hỏi thử con bé, bộ đó em mua ở shop là 130 á chị. Mọi người có thể hỏi bé Hoa Hoàng đang xem livestream luôn, Hoàng không bao giờ nói điều. Con bé nó nhận hàng xong một phát, nó nhắn tin cho Hoàng: chị ơi, chưa bao giờ em mua cái lứa đồ mà đẹp và ưng ý như lứa này, đúng không? Cái bộ satin em mặc đẹp lắm, chị nhớ để phần cho em nha. Nhắn tin như vậy đó, có con bé đấy, không lẽ giờ Hoàng nó láo. Đó, đẹp vô cùng, Hoàng nhập 300 bộ cũng không có giá này luôn. Mọi người biết không, hồi đó nó có rất là nhiều màu. Màu xanh nè, rồi màu phối nè, rồi màu tùm lum hết. Nhưng mà mấy cái màu kia nó có ít bán hết rồi. Rớt lại cái màu này không thì Hoàng phải sale. Thiệt chứ còn không, không bao giờ Hoàng sale luôn á. Ok cho mai bông nè. Nó rớt lại một màu mình mới chấp nhận bán lỗ để cho đi hết hàng. Chứ còn nếu như mà nó còn nhiều màu thì mình cứ từ từ mình bán hoài chứ mắc mới chi. Mình sale lỗ dữ vậy. Thì ok chốt cho Lê Vĩ nè. Mọi người cứ mua về tự mọi người kiểm chứng. Không ở đâu bán giá 35.000 hết trơn. Ok nè, Lê Vĩ nè, 35.000 nè. Ok nè, Lê Vĩ nha. Ok nè, sen đá nè. Sen đá khách mới em nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng nha. Sen đá nè, Nguyễn Huỳnh nè, ok nè. Sen đá nè, Nguyễn Huỳnh nè. Sen đá khách mới là xuống livestream em nhớ nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger cho Hoàng nha. Rồi Nguyễn Huỳnh nè. 35.000 là còn rẻ hơn cái bộ KT Thái bèo nhiều á. Hiểu không? Nguyễn Huỳnh nè. Chứ làm chi mà được mua cái satin lụa bèo này. Ok cho Vũ Nguyễn nè. Bán bị rớt lại là hàng sale á chứ. Mà cái đồ này mình cũng không có được chọn, mọi người hiểu không? Nhiều khi mình ôm lô 300 bộ á, xưởng nó còn cái màu này á thì nó đưa cho mình cái màu này nhiều thôi chứ. Chiều mai em lên lấy ok em. Trước khi lên thì em gọi cho chị. Rồi nha, cái satin lụa bèo này giờ hàng xả luôn cho mọi người 55.000. 55.000 nha. Bộ hồng gì vậy? Bộ hồng gì vậy chị? Cho em coi đồ gì vậy hả? Đồ tùm lum tà la hết em coi đến mai chưa hết luôn. Đó, chị đang bán cái bộ satin lụa bèo là cái con mannequin nó đang mặc đó. Con mannequin nó đang mặc cái bộ satin lụa bèo đó nha. Em nhắn rồi, Ngọt Nguyễn Ngọt, ok. Dồn chứ tất nhiên là mai sẽ dồn chốt đơn. Khách mới là Hoàng khuyến khích mọi người mua 100.000 thôi. Đi hàng đi, nhận hàng đẹp lần sau mình mua nữa. Bởi vì mình còn nhiều cơ hội mua đồ với nhau. Không phải mua một lần rồi mình kết thúc quá trình mua đồ. Mà Hoàng bán muốn bán cho mọi người xuyên suốt cả một cuộc đời luôn. Bởi vì Hoàng bán rất là nhiều ngành hàng nha. Nhưng Hoàng khuyên mọi người mua thử một đơn hàng 100.000 để xem thử đơn hàng nó có ok không, có đáp ứng được cái nhu cầu mình không. Sau này muốn mua cái gì cũng được. Và Hoàng có niềm tin giữa mọi người là mọi người khách cũ, chứ là khách mới mà mua nhiều Hoàng cũng đâu có vui. Hoàng sợ bơm không à. Đó, người bán cũng sợ chứ không phải là người mua đâu nghe. Hoàng cũng không khuyến khích mọi người mua nhiều. Ngọt Nguyễn Ngọt, ok nè. 67kg hả? 67kg thì hiếm đồ lắm luôn á. Ngọt Nguyễn Ngọt 35.000 nè, ok. Ok ok nha, Ngọt Nguyễn Ngọt có nè. Đó em, bộ satin lụa bèo đang treo đi mannequin đó. Con mannequin đang mặc đó, satin lụa bèo đó. Ok cho Thúy Hằng nè, 35.000. Mọi người có thể hỏi con bé Hoa Hoàng mà biết. Bé mua, chị chốt cho em hàng bữa thứ mấy ta? Hôm nay là thứ 6, chị chốt hàng cho em thứ 4 đúng không? Hoàng chốt hàng thứ 4, thứ 5 con bé nhận được là nhắn tin liền. Hôm nay thứ 6 là con bé vô mua lại đơn khác đó. 35.000 nè, cho Thúy Hằng nè. Phương Tuyền nè, ok nè. Bộ này cho Phương Tuyền 35.000 nè. Mọi người tưởng 35.000 là Hoàng lời lắm hay sao? Hoàng lỗ gần 20.000 một bộ đồ á. Tôi nó giá là tôi không đẻ được luôn á, hiểu không? Trời ơi, lỗ kinh lắm. Nhưng mà cũng phải sale cho hết mẫu để về cái khác. Chứ giờ bán rớt lại cái màu đó để làm cái gì? Trời ơi, khổ. Phải lời đâu. Rồi nè, cái này là bộ pyjama tiểu thư nha. Bộ pyjama tiểu thư này cỡ 57-58kg trở lại mặc đẹp thôi. Ủa Phương Tuyền này khách mới hả? Khách mới là mọi người nhớ nhắn tin cho Hoàng liền nha. Nhắn tin cho Hoàng liền. Mua không đủ đơn thì nói ừ chị ơi giữ đơn thứ hai mua thêm. Còn nếu như không có thông tin là ngày mai sau khi soạn hàng ra chốt đơn mà ai không có thông tin là Hoàng xả hết.
gom lại một đống rồi sáng thứ hai còn sale hết nha. Và xả rồi không có bán nữa đâu, xả rồi là không bán nữa nha mọi người ơi. Mọi người phải hợp tác với Hoàng cái chỗ đó. Sen đá đó là sen đá đó là em của em đó chịu vậy ha. Ok rồi, ai lấy chốt cho Hoàng, ai lấy chốt cho Hoàng nè. Cái này là satin lụa bèo nha, Hoàng xe cho mọi người 55.000. Cái này là con bé Mỹ Lê nó keo đẹp nè. Đó, ở quên cái này phải satin lụa bèo mà cái này là bi tiểu thư, bộ này là bộ tiểu thư. Ở dưới nó đi lại nè. Một màu hay sao thế? Dạ một màu chị. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Cái này chốt cho Hoàng là bi hồng nha. Bi hồng 55.000 xả luôn. Cái này là bộ tiểu thư nha, bi hồng 55. Cái này là cỡ tầm 57kg trở lại mặt vừa nha, 57kg trở lại mặt vừa cho Hoàng nha mọi người. 45kg đến 57kg mặt vừa, ai lấy chốt cho Hoàng là bi hồng. Còn 3 bộ bi hồng và 1 bộ bi màu vàng. 3 bộ bi hồng và 1 bộ bi màu vàng nha. Sale 55.000 luôn, hết mẫu nha. Quay xe nha cả nhà. Đây, 3 bộ bi màu hồng và 1 bộ bi màu vàng. Cái bộ này là bé Mỹ Lê, nó kêu là bộ tiểu thư nè. Đây là tiểu thư nè. Em gửi địa chỉ cho chị hồi nãy rồi, cũng vậy luôn hả? Ok em yêu. Ok em yêu nha, tại vì chị không có đang livestream, nó không có rep được, cho nên cũng không có biết ai nhắn tin hay không. Cứ nhắc chừng hoài vậy đó. Nhắc chừng hoài, nhắc mà mỏi hết cái mồm luôn á, thiệt luôn á. Sợ khách hàng quên rồi mình lại một lần nữa phải xả đồ cực á. Nè. Cái này là vải lụa luôn á, nè, cái tay nó như vậy nè, nên kêu tiểu thư nè. Cổ nó như vậy nè, rồi cái túi nó như vậy nè, cái quần nó cũng ren ở dưới luôn vậy luôn, cho nên người ta kêu tiểu thư nè. Chờ Hoàng bán bao nhiêu đẹp lắm chị ơi, em có đồ đó thiệt. Thì lúc trước Hoàng bán cái bộ này 65 hay là bao nhiêu Hoàng quay mất tiêu rồi. Giờ còn sót mấy bộ Hoàng sale 55 đó, ai chưa mua thì mua, được mua với giá rẻ nữa chứ. Bộ này Hoàng bán khách mê ly luôn. Nè ở dưới nè, cái quần nó như vậy nè. Nó tiểu thư á. Nó kêu là pyjama mà tiểu thư đó. Chốt vải lụa luôn nha. Rồi xong. Ôi bà bé dán tiên chắc bà đi ngủ luôn rồi. Bà nói chị Hoàng like bàn chải đến răng mà chị Hoàng chưa like, bà đi ngủ mất tiêu luôn rồi. Nên kêu bà chấm bài không thấy luôn. Rồi bây giờ cả nhà muốn like cái gì nữa đây cả nhà ơi. Cũng hơi trễ trễ rồi chứ. Hơi trễ trễ rồi chứ hè. Hơi đuối đuối rồi đó. Mọi người ơi giờ like cái gì nữa đây. Bi vàng 55 cho Đặng Hạ nè. Ok nè. Đặng Hạ nè, 55.000 nè. Úc Thảo nó mua cái này quá trời. Bi vàng lên thì Mai Kiều hết nha. Có một bộ vàng mà còn 3 bộ hồng nữa. Chết rồi, con bé dán tiên nó đi ngủ mất rồi. Ngày mai phải chụp hình cho nó xem bàn chải nó răng rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ xem cái gì nữa. Bầu like. Hơi bị đau cổ nhưng mà vẫn like được. Mọi người ơi xem cái gì nữa, mọi người chấm chấm bài lên cho Hoàng like này. Không Hoàng xuống livestream á, cũng đông người xem nhưng mà cũng trễ. Bộ hồng cho Loan Lê, ok. Cũng đông người xem nhưng mà cũng trễ. Mỹ phẩm thì like nó hơi bị lâu á. 55.000 cho Loan Lê, vàng cho em rồi. Bi hồng cho chị Thúy Phạm rồi, ok ok chị Thúy Phạm nè. Thúy Phạm nè, ok nè, 55.000 nè. Cái này Úc Thảo mua em quá trời luôn chị. Cái Úc Thảo nó mua quá trời luôn mà không ai mua được cái giá này hết trơn. Chỉ có hôm nay là em sale á thì mới được thôi, chứ còn bình thường không có được luôn. Còn một bộ hồng nữa. Còn một bộ hồng. Mọi người còn một bộ bi hồng này. Ai lấy thì chốt cho Hoàng sọc rinh ha. Ok. Mỹ phẩm quá trời luôn mà không có cách nào để livestream được. Đang đâu còn. Chị lai áo thun nam em mua không được, tiếc quá. Áo thun nam bây giờ hết size rồi. Còn có size chút xíu không à? Size nhỏ không à? Giờ còn có size chút xíu chút xíu không? Chị bán trong vòng buổi trưa với buổi đầu buổi tối là hết. Buổi trưa chị bán nó sắp hết rồi. Sọt rinh nè. Nhiều lắm. Bây giờ còn cái size 1X đó, kem ủ trắng mặt. Không có kem ủ trắng mặt đây. Mà chỉ là ủ trắng mặt thôi chứ không có kem. Kem thì phải dùng thời gian lâu. Cái này là nó chỉ có là gọi là
ủ, ủ trắng bò ấy thì hay bán cho khách ấy. Nhưng mà mọi người ủ ủ luôn cái cổ chứ ủ nó trắng một cái mặt, cái cổ đen thui nó kỳ lắm. Rồi nè, 45.000 hai cuồng cho Hoàng nha, tua nhanh nha, quăng ra một mớ đó tua nhanh. Rồi ai lấy sọc chốt cho Hoàng mã sọc. Phôm này là từ 40kg nha cho đến cỡ tầm 65kg cũng ok. Chị bữa nay em chốt hàng chừng nào mới có, chị để em điện thoại chốt Thảo. Có thể là ngày mai chị mới chốt hàng chốt Thảo được. Chốt xong thì chị sẽ gửi tin nhắn cho Út Thảo, tự động Út Thảo sẽ liên hệ với em. Từ xưa đến giờ vậy mà. Còn nếu như mà em muốn chốt riêng một mình em cho em kiểm tra thì em cứ nhắn tin cho chị. Chị chốt xong cái đơn hàng em chị gửi qua cho em xem. Gửi qua cho em xem. Em ok một phát là chị gửi cho Út Thảo, Út Thảo nhận giùm thôi. Đúng không? Nhưng mà em phải nhắn tin cho chị chứ chị nhắn tin cho em cũng không có rep được. Thành ra là nếu như mà em muốn xem cái đơn hàng của mình trước thì em cứ tự động nhắn tin cho chị, chốt xong chị gửi cho em kiểm tra. Từ xưa đến giờ một cái nhóm của Út Thảo là chị chốt mười mấy người lần. Mỗi lần chị chốt, Út Thảo chốt hết buổi sáng luôn. Mới xong nó đông quá. Một cái đơn hàng 4-5 triệu đông bạn quá đó. Rồi Út Thảo cho mấy chị em kia xem sơ qua. Nhưng mà đó tóm lại tính Hoàng cẩn thận lắm. Chốt hàng từ xưa đến giờ là không có lộn, không có gì hết. Còn tẩy tế bào chết, tẩy tế bào chết 2 tiếp 35 ngàn á hả? Ủa 2 tiếp 29 ngàn á hả? Không biết có còn không thì chị cứ ghi chú đi ha. Ghi chú đi rồi nếu như còn thì chị lấy cho Thanh Loan ha. Thanh Loan 2 tẩy tế bào chết ok. 29 ngàn, 2 tiếp tẩy tế bào chết 29 ngàn ok. Ngày mai mà chị chốt cho mấy bạn kia xong, bạn nào chốt không được thì chị chốt qua cho em. Rồi sọt ring nha, sọt ring, sọt ring, sọt ring. Ai lấy sọt ring chốt cho Hoàng sọt ring nha. Cái này là sọc xanh. Chốt cho Hoàng mã sọc nè nha. 45.000 hai quần cho Hoàng. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng. Không em. Không không nha. Hôm qua bộ ngố là hết rồi. Cái này chốt cho Hoàng là trái tim đỏ. Phôm này là 40 nha. Cho đến cỡ tầm 65kg mặt đường. Trái tim đỏ nha. Rồi sọc nha. Cái này mọi người có lựa được hai quần là 45.000 ha. Một quần thì 25.000. Rồi chốt cho Hoàng là trái tim hồng. Hoàng đọc cái logo đây nè. Trái tim hồng, trái tim đỏ sọc. Ba mã rồi nha. Ba mã rồi. Rồi tiếp tục nè. Cái này chốt cho Hoàng là 7 xám nè. Có số 7 nè. Có số 7 mà nó cái quần này hơi màu xám xám nè. 7 xám nha. Nè số 7 đây nè. 7 xám. Ai lấy 7 xám comment 7 xám nha. Mọi người cứ comment đi, từ từ Hoàng chốt sau. 7 xám nè. Ai lấy chốt cho Hoàng là 7 xám nha. 7 xám. Cái này chốt cho Hoàng là mã hoa hồng này. Hoa hồng này còn có cái à. Hoa hồng nha. Ai lấy chốt cho Hoàng mã hoa hồng. Có túi á mọi người, túi chéo xuống như vậy nè. Chứ không phải là không có túi đâu nè. Nhưng mà về mọi người tự mổ túi ra. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã hoa hồng. Hoa hồng nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xanh lợt nè. Ai lấy xanh lợt chốt xanh lợt nè. Quần này là Hoàng 65kg, Hoàng cũng chơi vừa luôn, xanh lợt. Mọi người cứ comment đi, Hoàng tua qua xong rồi Hoàng chốt cho. Xanh lợt. Xanh lợt nha, ai lấy xanh lợt chốt cho Hoàng xanh lợt. Mọi người cứ chốt hàng bình thường đi. Xong rồi Hoàng tua qua rồi Hoàng chốt cho. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã viền đi. Cái viền này là nó ghi chữ Adidas, Adidas nhìn nhưng mà ghi chữ Adidas mệt quá. Mọi người chốt chữ viền là được rồi, là Hoàng biết là nó ha. Rồi ai lấy viền chốt viền. Đúng không? Cái này ai lấy viền chốt viền nha. Ai lấy viền chốt viền cho Hoàng này, viền ha. Viền viền. Ai lấy viền chốt viền. Ai lấy viền chốt viền nha. Ai lấy viền chốt viền. Cái này chốt cho Hoàng là logo tròn này. Cái logo nó hình tròn này, chốt cho Hoàng hình tròn cũng được nha. Hình tròn. Hình tròn, hình tròn. Ai lấy hình tròn chốt hình tròn nha. Hình tròn thì chốt hình tròn. Rồi. Cái tài lai học mang hết đây. Nhiều quá, nhiều quá. Mọi người cứ comment đi chút nữa, Hoàng rét từ trên xuống dưới, Hoàng chốt từ từ. Nhưng Hoàng không có hết qua mẫu luôn cho nó gọn. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là 7 xanh đậm nè. Hồi nãy là 7 xám nha, mọi người nhớ comment coi chừng lộn. Cái này là 7 xanh đậm nè. 7 xanh đậm thì cái quần này nó màu xanh đậm nè. Bên đây có số 7 và bên đây xước xước nè. 7 xanh đậm nha. 7 xanh đậm cho Hoàng. Mọi người cứ comment bình thường.
mọi người cứ comment bình thường, rồi sau đó phim dài không có em, phim dài chị bán hết rồi, còn size nhỏ thôi. Cái này nè, Hoàng chơi mini game bán cho mọi người 20.000, chốt cho Hoàng mã 20. Còn một cái nha, chốt cho Hoàng mã 20 là 20.000. Chốt cho Hoàng mã 20 là 20.000, ngày nào chị cũng like hết em. Em cứ mua hàng, cứ nhận hàng uy tín đi, sau này em muốn mua cái gì cũng có hết trơn á. Nhà chị từ xưa đến giờ khách mua cái gì chị cũng đáp ứng được hết trơn á. Nhưng mà khách mới mọi người cứ mua cái đơn đầu tiên đi cái đã, cho nó ok đi cái đã, rồi sau này mọi người muốn mua cái gì có cái đó hết. Không có cái gì lại là không có hết, chỉ là không có tiền thôi. Còn cái gì trên đời này cũng có thể mua được bằng tiền. Còn không có tiền thì là không mua được cái gì hết trơn. Mọi người cứ mua hàng, nhận hàng uy tín đi. Cứ nhận cái đơn hàng đầu ok đông đó đi ha. Đẹp lần sau chúng ta tiếp tục mua bán tiếp với nhau, không đẹp xù lông nhím ha. Chứ còn bây giờ mọi người mua nhiều Hoàng cũng hoang mang tinh thần lắm, cũng không muốn đáp ứng nhu cầu mọi người. Không phải là làm sao, bởi vì mọi người là khách mới, đáp ứng nhiều nhưng kết quả mình chưa biết như thế nào nên không có muốn đáp ứng, hiểu không? Nhất là em Trần thì Thanh Tâm khách mới nè, em hỏi sỉ sao em qua em hỏi lẻ, xong không hỏi sỉ hỏi lẻ là kêu cọc cọc, mà kêu thôi thôi để em lựa lẻ, là tự nhiên trong lòng Hoàng cảm thấy hoang mang lắm thật sự. Có đôi khi khách hàng như vậy Hoàng tự xả đơn hàng luôn, Hoàng sợ là Hoàng tự xả, mà giống như là mình bà bầu mình cũng ghê nha, giác quan thứ 6 tự xả luôn. Hoàng à, mọi người có nhớ cái buổi tối hôm bữa mà Hoàng khóc không? Có ai còn nhớ cái buổi tối đó không? Ai còn nhớ cái buổi tối hôm mà Hoàng livestream Hoàng khóc vì một cái chuyện ngoài Bắc không? Hoàng sẽ kể cho mọi người một câu chuyện có thật mà thực sự là Hoàng rùng mình luôn. Ai muốn nghe câu chuyện này mọi người kể, đáng lẽ là Hoàng không kể nhưng mà thôi vui Hoàng sẽ kể. Ai nhớ cái buổi tối mà Hoàng quá buồn đi, không cầm được lòng á, nó khóc nhè luôn. Khóc nhè mà bà chồng Hoàng thấy còn tội nữa, nói bán buôn mà sao khổ dữ vậy Hoàng. Thôi em nghĩ đi chứ em bán mà sao thấy khổ quá. Rồi bây giờ Hoàng chốt nha, ai muốn nghe câu chuyện đó, ai biết cái câu chuyện đó thì Hoàng mới kể, còn không biết kể mọi người đâu có hiểu gì đâu. Tim đỏ số 76 cho Ro Xe Nguyễn nè. Tim đỏ nè. Nè. Bây giờ Hoàng chốt từ trên xuống dưới nha, tim đỏ là 1 nè. Rồi số 76 nè. Bây giờ Hoàng sẽ rét và chốt từ từ cho các tình yêu nhà mình nha. Mà cứ đừng manh động. Hỏi sỉ xong rồi, hỏi lẻ xong rồi, hỏi tùm lum. Ro Xe Nguyễn ok nè. Tại vì em nói là em muốn lựa sỉ, cái chị nói cách thức sỉ như thế này như thế kia, em nói thôi để em lựa rẻ cũng được. Kêu là lựa sỉ thì em phải cọc cho chị đi lựa, xong nói thôi để em lựa lẻ cũng được. Cái tự nhiên lúc đó là chị cảm giác hoang mang lắm em à. Thì có khi đơn hàng em chị trả chốt luôn. Rất hoang mang, không bán được hàng, hàng mình còn. Còn đi hàng là nó cực, cái khâu đóng gói tùm lum là la hết mà khách không nhận nữa. Hoàng là tính Hoàng thẳng lắm. Nhưng mà một đơn không có lời được bao nhiêu tiền, cái tim hồng chốt cho Vũ Nguyễn. Ai mua đồ Hoàng là biết tính Hoàng, Hoàng chiều khách hết sức luôn á. Nhưng mà có những khách mình không thể chiều được. Rồi, chút xíu nữa Hoàng kể cho mọi người nghe cái chuyện này vui lắm. Cái chuyện này em nhớ hả? Rồi, bây giờ chị sẽ vừa làm vừa kể nha. Vừa làm vừa kể tim hồng cho Vũ Nguyễn nè. Cái tối hôm đó á, là chị đó chỉ vào cũng hơi trễ rồi. Thì Hoàng là Hoàng like cái số 5 rồi, thì Hoàng cũng không có biết là chị đó nhiêu ký. Số 5 thì 65 đến 70 kg mặc vừa, bộ thu đông tay dài đó. Nhưng mà chị đó vô thì cũng hơi trễ rồi, thì Hoàng like lúc đó là qua số 4 rồi. Thế số 5 mình like số 4 mà. Thế là màu xám cho Đinh Nguyễn này. Màu xám của cái gì vậy? 76 cho Đinh Thị Minh Trang. Cái xong rồi cái Hoàng like cái số 4 thì chị đó cũng comment mua 2-3 bộ. Xong xíu nữa chị nó đổi, xong rồi Hoàng mới bực bội, Hoàng mới không chịu đúng không? Rồi cái ngày hôm sau á, chị vô tin nhắn, chị mới nói với Hoàng là thôi, em cứ chốt hàng cho chị đi ha. Rồi chị sẽ cọc cho em cái cạc điện thoại 50.000. À, Hoàng không muốn cái chốt hàng, Hoàng không chốt hàng cho chị đó đâu. Hoàng không chốt, Hoàng không có chốt mà chị nhắn tin. Chị nói là em chốt hàng cho chị đi, chị mua hàng rất là uy tín mà chị còn điện thoại cho Hoàng nghe giọng được trực tiếp luôn. Xong rồi cái Hoàng mới nói là thiệt sự á là em rất là buồn, nhưng mà chị muốn mua thì em cũng muốn bán. Thì bây giờ như thế này, giữa hai chị em mình nó cũng đã có một cái vấn đề nhỏ xảy ra. Thì bây giờ chị vui lòng á, chị tim hồng, tim đỏ cho Thúy Hằng này. Chị vui lòng chị chuyển khoản đủ thì em sẽ đi đơn cho chị thôi. Chứ người bán mà ai mua lại không bán. Rồi mình bán đồ ai mua mình mừng thấy ông nội mình luôn chứ, đúng không? Thế là bắt đầu chị nó nói là xíu nữa chị đó sẽ chuyển khoản đủ cho. Thế Hoàng cũng vô tư thôi, bán được thì bán, không bán thì đồ mình cũng còn đây, chứ mình cũng chưa có cực nhọc vất vả gì hết. Thế là bắt đầu đến trưa chị mới gọi điện thoại.
là chị mất trông cháu, không có ai đi mua được á, không ai ra ngoài ngân hàng để chuyển khoản được, thôi chị cọc cho em 50.000, em cứ gửi đồ cho chị đi ha. Xong rồi á, xong rồi là Hoàng cũng hoa hồng cho Vũ Nguyễn, ok. Xong rồi Hoàng cũng tính gửi đồ, xong rồi cái khi Hoàng chốt đồ Hoàng gửi qua thì chị đó lại nói á, là chị không có đặt cái bộ số 4. Cái Hoàng lại một lần nữa nổi giận lên, cái Hoàng lại đi vô Hoàng lục lại cái comment, Hoàng lục hết lại cái comment xong rồi Hoàng tìm được mấy cái comment mà chị đó comment mua đó, Hoàng chụp hình gửi qua, nói chị ơi chị có đặt hàng nè, bằng chứng là cái comment của chị còn đây nè, mà sao chị nó không có. Chị nói chị không có đặt số 4 cái nào hết, chị đâu mặc vừa số 4 đâu mà chị đặt. Rồi Hoàng mới nói là đây comment của chị còn đây nè, chứ em đâu, chị không đặt thì em cũng không bao giờ mà mình ghi cho khách được, hiểu không? Cái xong rồi cái Hoàng thấy vậy rồi Hoàng nói thôi chắc em không có duyên với chị, nhị bất quá tam rồi, thôi thì để đó, em đợi xíu nữa, em đang bận bán hàng á, đợi xíu nữa cái Vũ Nguyễn này, hoa hồng này. Ủa chết mẹ, Vũ Nguyễn hoa hồng mà cái này là cái tim hồng rồi, sorry. Mà hoa hồng bị hết rồi sao chứ, hoa hồng chốt cho Ro Sen Nguyễn rồi. Hoa hồng để Hoàng tìm thử có còn không. Vũ Nguyễn nè, Hoàng nói mà mắt Hoàng lơ ngơ, Hoàng chốt tà lao đó. Cái xong rồi cái xong rồi Hoàng mới nói là thôi bây giờ không có duyên, thôi để hồi em đợi hoa hồng này cho Vũ Nguyễn nè. Xong rồi cái Hoàng nói là để Hoàng chuyển khoản lại cho á, quên, để Hoàng bắn cái cạc điện thoại lại vào số điện thoại trả cho chị, chứ em không có duyên với chị. Cái xong rồi Hoàng nói vậy nha, nhưng mà Hoàng chưa có bắn cạc điện thoại, mãi miết quên á, quên. Xong rồi đến tối cái chồng Hoàng về thì nhà Hoàng hai vợ chồng xài Aribank là có tiền trong đó mà. Hoàng mới nói là anh ơi, nộp cho cái chị này lại cái cạc điện thoại giúp em, tại vì em không có gửi đồ cho bà chị này thì anh nộp cạc lại cho bả giúp em. Xong rồi cái số thông lúc mà chốt hàng nha, cho số điện thoại, cho địa chỉ cụ thể. Nhưng mà khi mình bắn cái thẻ cào qua một phát, xong nhắn tin lại, Hoàng ơi, sao em gửi cho chị tiền mà gửi vào số điện thoại khác chi vậy? Ví dụ như là, ý là chị đó chị cố tình chị cho sai số điện thoại, hiểu không? Nhưng mà mình bắn chỉ tưởng là Hoàng mua cái cạc Hoàng cào Hoàng gửi qua đúng không, nhưng Hoàng dùng thẻ Aribank và Hoàng nộp tiền trực tiếp vào cái số điện thoại đó luôn, chứ không phải là Hoàng mua cái thẻ cào Hoàng cào ra. Ví dụ như Hoàng mua cái thẻ cào gửi chụp hình gửi qua thì cái chị đó là ok rồi, chị lấy cái thẻ cào chị nạp là xong đúng không, nhưng mà xui bài là Hoàng lại bắn tiền trực tiếp vào cái số điện thoại thì hóa ra là chị đâu có cho số điện thoại thiệt đâu, bắn vào số người ta mất tiêu. Xong rồi chị khiếu nại, chị nói đâu phải số điện thoại chị đâu mà sao em bắn tiền vào đó. Xong rồi Hoàng lại kéo cái tin nhắn xuống, chụp cái tạch cái tin nhắn chị gửi, chị ơi số điện thoại và địa chỉ này là chính chị là người cung cấp cho em mà. Xong chị im lặng, chị không nói được tiếng gì hết trơn, thấy không? Thấy chưa, nếu như mình gửi hàng đi mà cái số điện thoại không đúng thì hàng tới ai nhận cho mình? Nó phải Hoàng từ Hà Nội Hoàng về thấy ông nội cha mình không, tiền ship từ đây ra Hà Nội một cái cục hàng rẻ rẻ bèo bèo cũng phải 60-60 mấy ngàn bộ, mà rồi nó đi Hoàng về một lần nữa là hết 100 mấy chục ngàn, mà chưa kể là cái công mình đóng gói rồi mình viết phiếu vận đơn rồi cực thấy mù nội chứ bộ, còn xả ra thì kệ nó, hàng nhà mình nhiều xả ra vài bộ thấm thí gì đâu, mình bán bình thường mà, mọi người thấy kinh không? Hên là Hoàng cảm giác không bất an, Hoàng không phải là cần bán được nhiều đồ đâu, bán ô thà là hoa hồng hết rồi nha, út sự xanh lợt, có xanh lợt đó hả, xanh lợt là cái nào ta, hồi nãy Hoàng bán cái xanh lợt đó, cái nào Hoàng quên mất tiêu rồi. Xanh lợt hình như là bị hết rồi nè. À xanh lợt đây nè, hoa hồng thì hết nha, xanh lợt. Đó, cái chị đó là đáng lẽ là như người ta là mua cái thẻ cào điện thoại người ta gửi qua đúng không? Là không có chuyện gì rồi. Ai ngờ mình dùng tài khoản ngân hàng Aribank ban đêm mà bắn vào số điện thoại. Như Hoàng này, Hoàng ghim cái số điện thoại đó, mọi người thử gọi điện thoại coi, lúc nào Hoàng chẳng dùng. Cái số điện thoại đó của Hoàng là không những là đăng ký tài khoản ngân hàng này, đăng ký ở nó tóm lại là tất cả mọi thứ mình chỉ dùng có số điện thoại thôi, người mình đàng hoàng mình dùng chi nhiều số, ai muốn liên lạc mình làm sao đó, Hoàng chỉ có một số thôi, xài 10 năm mấy năm trời rồi đó, quốc sự này, thấy chị đó không, Hoàng còn tin nhắn chứ, nhưng mà ba cái chuyện vu vơ đó Hoàng chẳng up Facebook một chi, chứ Hoàng up Facebook là mọi người xem được hết, hoa hồng hết rồi nè, Thúy Hằng nè, Viền nè, cho Ro Sen Nguyễn là ok nè, thấy chưa, mình mà gửi đồ là mình thấy mụ nội mình rồi, cho nên là Hoàng thấy mà khách hàng mà vô mà như bé Trần thì Thanh Tâm là nó thật với chứ, nó thật chứ chưa chắc là ngày mai Hoàng đã chốt hàng. Bởi vì sao, cái bé đó nhắn tin cho Hoàng là chị ơi em, chị kết bạn Zalo với em nha, em muốn mua sỉ.
Hoàng thống nhất với bé vậy nè, mua sỉ á, trước mua sỉ thì phải mua từ 30 sản phẩm trở lên mới được chứng sỉ. Và trước khi mua sỉ thì phải cọc cái thẻ cào 100.000 rồi vào lựa. Lựa xong chồng 50% số tiền hàng còn lại Hoàng đi thu hộ. Mọi người hiểu không? Tại vì mua sỉ nó nhiều. Và giá sỉ nếu như hàng sale thì sỉ và lẻ bằng nhau. Nếu như hàng mới chị sẽ báo công khai trên livestream là sỉ sẽ rẻ hơn được từ 5 đến 3.000 tùy vào cái sản phẩm đó, hiểu không? Ví dụ như sản phẩm sale rồi thì còn đâu lời mà tính sỉ. Nhưng mà sản phẩm nào mới, ví dụ như mình bán sỉ 35 thì mình có thể tính lẻ là 30. Ví dụ vậy đây, Hoàng sẽ báo luôn trên livestream chứ chẳng có chi ngại. Thì bé đó nói vậy thôi, để em lựa lẻ đi chị ơi. À xong bé nói để em lựa thêm một like nữa đi. Thì Hoàng mới nói là vậy thì em cọc cho chị đi rồi vào lựa tiếp. Thì lại nói là thôi để em mua lẻ đi, mua lẻ để khỏi cọc. Là tự nhiên trong lòng Hoàng là cảm thấy cái đó là điều, đó là điều bất an rồi. Như Hoàng mua đồ uy tín, ai muốn kêu Hoàng cọc bao nhiêu cũng cọc. Bởi vì cái shop người ta mà lừa đảo thì người ta không ai phát trực tiếp hàng ngày, mà người ta cũng chẳng có bà bầu ngồi đây livestream đến giờ này, hiểu không? Thì chỉ có là bà bầu thì họ không lừa mình rồi, mọi người hiểu không? Ai mà đi bầu mà đi lừa thì thôi chứ mang nghiệp chết luôn, đúng không? Mà bà bầu ngồi livestream rác cái cuốn họng thì lừa cái gì của ai? Cho nên là tự nhiên nói vậy là Hoàng hoang mang, Hoàng không muốn bán đồ và cái khách hàng đó có thể là Hoàng sẽ không chốt hàng. Nó thiệt đó, không chốt hàng vì cho Ro Xe Nguyễn nè, bảy xanh đậm cho Phương Tuyền nè. Ok nè, bảy xanh đậm cho Phương Tuyền. Hoàng kể đến đúng y câu chuyện như vậy luôn á. Bé Trần thì Thanh Tâm đang comment mà vô hỏi cái này cái kia quá trời luôn. Muốn mua nhiều mà lại ngại cọc thì là Hoàng nói thật là không an toàn. Hoàng thấy không an toàn là Hoàng sẽ out. Phương Tuyền nè, ok nè. Mọi người hiểu không? Hoàng mà thấy không an toàn Hoàng out.